Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Chương 281, trận chung kết bắt đầu. Lâu mộ yên suy đoán tên này quỷ linh hẳn là tại truyền thừa chi địa lúc liền bám vào kiếm kỹ bên trong, nàng đối với hắn nói giao dịch hứng thú càng ngày càng đậm, sương đen bên trong thanh âm nam tử vẫn như cũ ngầm câm trầm thấp, bổn tọa có thể mở ra truyền thừa chi địa một chỗ đại điện, bên trong chẳng những có công pháp, còn có người kia lưu lại pháp khí cùng đang dược những vật này, ngươi sẽ không nói cho ta cung điện kia chủ nhân là chính ngươi a? À. Lâu mộ yên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, tự nhiên không phải bổn tọa thân xác sau khi hư hại đem linh hồn phân tán thoát đi lúc, cái này một sợi phân hồn cuốn vào không gian phong bạo không hiểu mới tiến truyền thừa chi địa. Hắn cảm giác được đối diện nữ tử mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng lại mười phần lão đạo, muốn lừa gạt nàng rất dễ dàng phát hiện, đã muốn giao dịch, chỉ cần không liên quan đến hắn che giấu, hắn đều không có cái gì tốt giấu giếm. Lâu mộ yên mắt sắc thâm trầm gật đầu, hỏi, ngươi mười sợi phân hồn cũng còn khỏe mạnh a à? nam tử ẩn tại sương đen trong được không rõ diện mục, nhưng là thân thể của hắn cứng đờ động tác vẫn là tiết lộ ra hắn chấn kinh, làm sao ngươi biết bổn tọa có 10 sợi phân hồn. Thanh âm của hắn phát lạnh, tự nhiên là từ linh hồn ngươi suy yếu trình độ cảm thụ ra tới, đây là bí pháp của ta. Lâu mộ yên ý tứ rất rõ ràng, bí pháp của ta là sẽ không nói cho ngươi, nàng nói ra nam tử phân hồn sự tình cũng vì để hắn kiên kỵ nàng, nếu là giao dịch đàm thành tài càng có lợi hơn. Nam tử âm thầm thở dài một hơi, Hắn cùng nữ nhân này lần thứ nhất gặp mặt, nàng không có khả năng khám phá thân phận của hắn, huống chi còn ở lại chỗ này cái tiểu giới mặt bên trong, bổn tọa tại chỗ kia trong cung điện bồi hồi trên trăm năm, đã đánh lên linh hồn ấn ký, chỗ kia có thể tự do ra vào. Nam tử dừng một chút mở miệng nói, vậy ngươi làm sao liền có thể khẳng định ta có thể tiến vào truyền thừa chi địa? Lâu Mộ Yên cười hỏi, ngươi tham gia Thiên Linh Đại Lục Phong Vân tranh bá tái mục đích hẳn là gia nhập Lục Đại Tông phái a? nam tử hỏi ngược lại vâng truyền thừa chi địa sắp mở ra chỉ cần ngươi tiến vào lục đại tông phái liền có cơ hội lấy được tiếng vào trong đó danh ngạch theo ngươi bản lĩnh bổn tọa tin tưởng không khó nữ nhân này tu vi không cao nhưng lại tin không muốn chết lâu mộ yên lấy ra linh trà chậm rãi pha ngâm chỉ chốc lát một cổ thanh u hương trà bay ra nam tử ánh mắt ngầm ngầm ngươi muốn dùng cái gì đổi lâu mộ yên cầm chén trà hỏi giúp bổn tọa lớn mạnh cái này một sợi phân hồn Nam tử ứng tiếng nói, lâu mộ yên ánh mắt nhìn chầm chầm trong chén trong veo mùi thơm ngào ngạt cháo bột, một lát sau mới nói, được, chúng ta trước thành lập một cái hợp tác đồng bạn quan hệ, chờ sau này lẫn nhau tin được bàn lại tiếng một bước giao dịch, cái này nam nhân khi còn sống thân phận tuyệt đối không đơn giản, còn rất thần bí, câu lên hứng thú của nàng, cùng hắn chơi đùa cũng không sao, tốt. Nam tử không chút do dự nói, nếu như nữ nhân này có thể tin được, giữa bọn hắn xác thực còn có thể là lấy hợp tác rất nhiều thứ lâu mộ yên tâm thần khẽ động từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngàn năm hàng băng hộp mở ra về sau nàng có thế phát giác được nam tử kia cổ nóng rực ánh mắt ngươi lại có dưỡng hồn một bực này thần vật nam tử không khỏi phát ra một tiếng kinh hô lâu mộ yên không để ý tới hắn tay khẽ vẫy một thanh kim sắc tiểu đao nắm trong tay nàng điều dưỡng hồn một chặt xuống một đoạn nhanh chóng dùng tiểu đao bắt đầu điêu khắc chỉ chốc lát một chuỗi làm bằng gỗ mặt dây chuyền ngay tại trong tay nàng thành hình nàng tiếp lấy lấy ra mấy khỏa linh thạch bố trí một cái dưỡng linh trận phong ấn tại mặt dây chuyền bên trong dùng một cây dây đỏ truyền lên đeo trên cổ lúc đầu muốn làm cái vòng tay mang theo trên tay nhưng huyết huyết đã huyển hóa thành vòng tay chiếm lấy vị trí chỉ có thể điêu khắc một khối mặt dây chuyền ngươi bình thường liền ở chỗ này dưỡng hồn một mặt dây chuyền bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức đi ta bố trí một cái dưỡng linh trận có thể hấp thu thiên địa linh khí phối hợp với dưỡng hồn một tẩm bổ linh hồn của ngươi. Lâu mộ yên ngước mắt nhìn xem nam tử mở miệng yếu ớt, cái này cắt lúc đầu đã chết đi dưỡng hồn một bị trong cơ thể nàng sương mù màu lục linh lực thúc đẩy sinh trưởng về sau một lần nữa sống lại, còn rất dài ra mầm non, bởi vậy điêu khắc ra tới trang sức có cùng một chỗ bình thường dưỡng hồn một công hiệu, tốt, vậy bản tọa liền không khách khí. Nam tử nói xong cũng hóa thành một sợi hắc khí tiến vào lâu mộ yên trên cổ mang theo mặt dây chuyền bên trong. Lấy hắn thủ đoạn cùng ánh mắt tự nhiên nhìn ra được lâu mộ yên tuyệt không tại trận pháp cùng dưỡng hồn một bên trong động tay chân. Đã chúng ta là hợp tác đồng bạn quan hệ, ngươi về sau ở trước mặt ta cũng đừng tự xưng bổn tọa. Lâu mộ yên thanh lý trên đất mảnh gỗ vụn nói, nam tử thở dài, tốt, dưỡng hồn một là thần cấp linh vật, ta đeo trên cổ sợ là sẽ phải bị một chút cường giả nhìn thấu, Lấy bản lãnh của ngươi làm thủ thuật che mắt cũng không có vấn đề a. À. Có thế nô dịch người khác nàng tuyệt đối sẽ không nương tay, có thể. Nam tử sau khi nói xong, mặt dây chuyền bên trong liền chui ra một tia hắc khí đem nó bọc lại, không bao lâu, mặt dây chuyền nhan sắc trở thành nhạt rất nhiều, phía trên dưỡng hồn một khí tức toàn bộ tiêu tán, liền lâu mộ yên đều phát hiện không được, điều này cũng làm cho nàng càng thêm khẳng định nam tử lai lịch bất phàm có lẽ thu lưu cái này thân xác tổn hại nam tử sẽ có nguy hiểm, nhưng nàng thích khiêu chiến, hai người đạt thành nhất trí về sau, nam tử ẩn giấu đi mặt dây chuyền bên trong bắt đầu tu luyện, sáng sớm hôm sau, toàn bộ trung tâm trong thành trì vang lên một trận mười phần dễ nghe êm tai tiếng chuông, lâu mộ yên mở to mắt, bên môi nổi lên một nụ cười, đấu bán kết kết thúc, nàng lấy ra thân phận của mình ngọc bài, phía trên quả nhiên có đến trung tâm quảng trường tập hợp thông báo, trên lệch thời gian không nhiều nàng hộ tống giả thanh hàng mấy người cùng đi trung tâm quảng trường. Lần này lăng không xuất hiện người là một khuôn mặt thon gầy lão giả, hắn vừa hiện thân, không khí chung quanh đều rung chuyển một chút, dù là hắn thu liễm lấy khí tức trên thân, nhưng kia cổ cường giả uy áp vẫn là không tự chủ toát ra tới. Lúc đầu ầm ĩ lấy trung tâm quảng trường nháy mắt an tĩnh lại, chờ đợi lấy phía trên kiếm tôn cường giả lên tiếng. Ta tuyên bố thiên linh đại lục phong vân tranh bá tái đấu bán kết chính thức kết thúc, hiện tại tiến vào sau cùng tổng quyết tái. Lời nói của ông lão 10 phần tinh giảng, lần này đấu bán kết xếp tại bảng điểm số bên trên 500 người đứng đầu tiến vào trận chung kết. Trận chung kết không còn khai thác điểm tích lũy chế độ, cụ thể quy tắc men bô bác phương sẽ thông qua trận pháp phát đến các vị thân phận mới trên ngọc bài. Hiện tại, mình nhìn một chút thân phận trên ngọc bài thứ tự, 500 tên có hơn người đứng ở bên trái chờ đợi truyền tống ra tranh tài không gian. Tiến vào tổng quyết tái 500 người đứng ở bên phải, chờ đợi một lần nữa phối phát thống nhất thân phận mới ngọc bài. Rất nhanh, trung tâm quảng trường liền chia làm hai nhóm người. Không bao lâu, mấy tên mặt thống nhất phục sức người đem lâu mộ yên đám người ngọc bài thu hồi. Thống nhất phối phát một viên mới ngọc bài, 500 người ngọc bài nhan sắc đều đỏ. Các ngươi ngọc bài hiện tại không phân quốc gia lớn nhỏ phân chia thống nhất vì màu đỏ. Nếu như muốn tấn cấp đến 100 người đứng đầu, trong tay các ngươi ngọc bài nhan sắc ít nhất phải biến thành màu xanh, muốn tấn cấp đến 10 hạng đầu thân phận của các ngươi ngọc bài nhất định phải lên thăng làm tử sắc, lão giả quét ngang một vòng tiếng vào trận chung kết 500 người, cụ thể quy tắc lão phu không nói thêm lời, các ngươi sau khi trở về riêng phần mình mở ra thân phận ngọc bài kỹ càng xem xét, cuối cùng cầu chúc các vị lấy được thành tích tốt, hắn sau khi nói xong quay người liền biến mất tại trong giữa không trung, tác phong làm việc rất khô luyện, lâu mộ yên cầm trong tay thân phận mới ngọc bài, trong mắt ngậm lấy bôi vẻ chờ mong, chương 282, mưa gió đêm trước Trận chung kết quy tắc phát tới lúc, Lâu Mộ Yên đang cùng Lạc Ly bọn người ngồi tại Khê Chiếu Lâu ăn cơm. Tư Nam uống vào Khê Chiếu Lâu vừa ủ chế ra tới linh tửu, tán thán nói, Khê Chiếu Lâu không hổ là lấy linh tửu mà văn danh thiên hạ, cái này hạn lượng linh tửu hương vị quả thật không tệ, liền cái này linh tửu cũng coi như tốt. Lạc Ly cười nhạo một tiếng không đồng ý, Tư Nam miệng rất ngậm, nhưng cái này linh tửu hắn uống vào xác thực rất không tệ, người ghét bỏ cái này linh tửu không tốt uống vậy ngươi cầm một bình tốt hơn ra tới, lâu mộ yên, làm một bình linh tửu đến uống một chút chứ sao? Lạc ly chớp mắt một cái con ngươi cười nói, tư nam cùng hách liên liệt đều quay đầu nhìn lâu mộ yên, lạc ly có thế nói như vậy, nàng khẳng định có tốt hơn linh tửu, lâu mộ yên buồn cười trợn nhìn lạc ly liếc mắt, muốn linh tửu liền trực tiếp nói chứ sao, nàng tâm thần khẽ động, từ trong những không gian lấy ra ba ấm máu túi rượu bỏ lên trên bàn, tư nam lập tức cầm một cái chén rượu mới rót một chén, màu đỏ rượu dịch tản ra một cổ thuần hậu mùi rượu hắn không kịp chờ đợi nhấp một miếng rượu ngon hắn vỗ nhẹ cái bàn nhìn xem lâu mộ yên mang theo hưng phấn nói tiểu mỹ nhân trong tay ngươi vậy mà giấu riêng máu túi rượu cũng không sớm một chút lấy ra chúng ta chia sẻ một hai lâu mộ yên nhíu nhíu mày duỗi ra một cái tay mở ra muốn chia sẻ được a à. đưa tiền tư nam khóe miệng giật một cái ngươi cái này tiến vào tiền trong mắt đi nữ nhân lâu mộ yên ngươi cái này rượu nơi nào lấy được? Hương vị là ta uống qua tốt nhất linh tử. Hách liên liệt chết miệng ba hạ miệng vẫn chưa thỏa mãn hỏi, ta nhưỡng. Lâu mộ yên cười tủm tỉm nói, cái này ba ấm xem như đưa ngươi nhóm uống, về sau muốn trực tiếp cầm linh thạch mua, 300 linh thạch một bình, ngươi cướp người A. Tư Nam liếc mắt, kê chiếu lâu đồng dạng có thể tăng tiếng tu vi linh tửu đều chỉ bán 100 đến 200 linh thạch một bình, nữ nhân này chính là chuyên môn hố người chủ. Hách liên liệt im lặng nói, ngươi có phải hay không cướp người đoạt quen thuộc rồi, hừ, nếu là người khác ta còn bán 500 linh thạch một bình đâu. Lâu mộ yên nhàn nhạt quét hai người liếc mắt, khê chiếu lâu linh tửu là có thế tăng tiếng tu vi, nhưng so với máu của ta túi rượu nhưng kém xa, một điểm giá cả một điểm hàng, muốn hay không, tư nam cùng hách liên liệt đồng thời lại uống một chén, phát hiện trong đan điền xác thực có một dòng nước nóng nhốn nháo, ngươi cái này rượu có thế tinh thuần nguyên lực. Hách Liên Liệt đem kia cổ nhiệt lưu tại vùng đang điền vận hành một cái đại chu thiên về sau, nhịn không được hoảng sợ nói, Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn, nói nhảm, các ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu là ta lấy ra đi bán, 500 linh thạch một bình, tuyệt đối không thiếu người mua. Hách Liên Liệt cười khổ nói, trước đó là chúng ta mắc vụng về, nàng nói rất đúng, nếu là bực này linh tửu lấy ra đi đừng nói 500 linh thạch, chính là hơn ngàn linh thạch đều sợ có người mua, chúng ta trọng điểm giống như chú ý sai. Tư Nam gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mấy phần thâm trầm, lâu mộ yên, có thế ủ chế ra loại này phẩm cấp linh tử ngươi, hẳn là một cao cấp thợ nấu rượu đi, tam phẩm đi. Lâu mộ yên nghĩ nghĩ nói một cái bảo thủ số lượng, ngươi quả thực không phải người. Tư Nam hít vào một hơi, thư hùng khó phân biệt mặt mang lấy loại cảm giác bất lực, lâu mộ yên làm sao liền có thể dạng này biến thái đâu. Nàng đến cùng còn có cái gì sẽ không, lâu mộ yên trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi mới không phải người, có biết nói chuyện hay không đâu, khụ khụ, ý của ta là ngươi không phải người bình thường. Tư Nam ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, hắn cũng không thể đắc tội cái này mang thù tiểu tổ tông, nếu không nàng không cùng hắn trở về vì mẫu phi chữa bệnh liền phiền phức, lâu mộ yên mặc kệ hắn, cảm nhận được thân phận ngọc bài có sóng chấn động, nàng lấy ra nhìn một chút. thách liên liệt mấy người cũng nhịn không được ở trong lòng so sánh cùng lâu mộ yên ở giữa trên lệch, làm sao càng cùng nữ nhân này ở chung càng cảm thấy đã kích người đâu, nhưng vẫn là nhịn không được muốn cùng nàng tới gần, đây chính là cái gọi là nhân cách mị lực đi. Ba ấm linh tử nhìn qua không ít, nhưng tại trận nhiều người, một người hai ba chén liền không có, Lạc Ly Trừng chuẩn bị đổ thứ tư chén tư nam, muốn uống mình đi cùng lâu mộ yên mua đi, lập tức hắn đem cuối cùng một bầu rượu ôm, nhanh chóng cho Kỳ Tài uống hai chén người đổ đầy, tư nam mặt đen đen, Lạc Ly gia hỏa này luôn yêu thích cùng hắn đối nghịch trận chung kết quy tắc tranh tài ra tới. Lâu mộ yên đem tâm thần từ thân phận trên ngọc bài thu hồi, những người khác cũng lấy ra thân phận ngọc bài quét một lần, tổng quyết tái cần từ đó tâm thành trì xuất phát đuổi tới ngoài vạn dặm trúc tim núi, tại lên núi trước cùng tranh tài không gian bên trong yêu tộc tiến hành đại quyết chiến, thuận lợi xuyên qua yêu tộc vòng vây kiếm sư nhìn đánh giết yêu thú số lượng quyết định trên ngọc bài thăng nhan sắc, lạc ly cao mày nói, tại cùng yêu tộc đại quyết chiến bên trong sống chết tự chịu, Tỷ lệ tử vong nhưng cao đến trăm phần có 60 trở lên, không nguyện ý mạo hiểm tranh tài kiếm sư có thể thỉnh cầu rời khỏi, đây là bắt chúng ta tính bạn đang nói đùa chứ, không phải ngươi cho rằng đâu. Từ Nam nhíu nhíu mày, tổng quyết tái 100 người đứng đầu cũng không phải tốt như vậy bên trên, thuận lợi thông qua đại quyết chiến kiếm sư cần cấp tốc chạy tới đỉnh núi, ở giữa sẽ thiết trí vô số chướng ngại, trước hết nhất đến đỉnh núi 100 danh tác vì lần này tranh tài 100 người đứng đầu có tư cách gia nhập lục đại tông phái đỉnh núi có một tòa đại điện hết thảy có mười đạo cửa trước hết nhất đến đỉnh núi mười người tiến vào ngẫu nhiên gặp nhau tiến hành thông quan quyết chiến có thể ra một cánh cửa cuối cùng người vì lần này đại lục phong vân tranh bá tái thứ nhất này suy ra ra đạo thứ hai cửa vì thứ hai lần tranh tài này quy tắc cùng hơn mấy giới đều không giống nhau hách liên liệt sắc mặt không tốt lắm mà nói lạc diệp cầm trong tay ngọc bài thu hồi mở miệng nói cách mỗi trăm năm đại lục tranh bá tái trận chung kết liền sẽ sửa đổi một lần quy tắc, bởi vì nhân loại cùng yêu tộc ở giữa trăm năm mới có thể tiến hành một lần đại quyết chiến, mà chúng ta lần này vừa vặn trăm năm, vì sao muốn cùng yêu tộc tiến hành đại quyết chiến? Hách liên liệt hỏi, nghe nói tranh tài không gian bên trong yêu tộc số lượng không thể vượt qua nhân loại các đại năng quy định số lượng, nếu không cao dai yêu thú càng nhiều, cái này phương không gian tất loạn, thế tất sẽ ảnh hưởng về sau đại lục tranh bá tái. Lạc Diệp cũng không giấu giếm, đem biết đến che giấu nói ra, thì ra là thế, chẳng qua trải qua một lần đại quyết chiến hậu, chúng ta tiến vào trận chung kết 500 người cũng sợ là sẽ giảm bớt một nửa đi. Tư Nam cười lạnh một tiếng, Mên Bô Bác căng vốn cũng không có đem bọn hắn tính mạng nhìn ở trong mắt, mặc dù có thể hiểu được vật lại thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo lý, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái, chủ sự phương sẽ từ đó hiệp trợ, nhưng số hẳn là sẽ không giảm mạnh một nửa, chẳng qua chí ít 100 người là tránh không được muốn đưa chết. Lạc Diệp thanh âm có chút phát lạnh, lâu mộ yên mấp máy môi trầm tư, nàng đột nhiên nghĩ đến tại Lạc Hà dãy núi lúc gặp phải lôi hoàng, khi yêu tu cùng nàng ước định sẽ tại đại lục tranh bá tái bên trong gặp mặt, chẳng lẽ cùng nhân loại cùng yêu tộc ở giữa đại quyết chiến có quan hệ, nàng luôn cảm thấy cái này phương không gian ẩn giấu đi cái gì bí mật, nói không chừng gặp lôi hoàng liền có thể giải khai, cùng một thời gian, một chỗ lôi điện đang xen, lôi vân trải rộng toàn bộ thiên không địa phương có một tòa độc lập đại điện, trên đại điện thủ ngồi một tướng mạo lạnh lùng, mang theo vương miện nam tử mặc áo xanh, hắn bưng chén rượu lung lay, ngước mắt nhìn xem đại điện bên ngoài, tự nói một câu, rốt cục muốn tới sao? Chương 283, đơn độc hành động, người ở chỗ này đem trận chung kết quy tắc nhìn một lần, mặc dù biết có thể sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng, nhưng không có ai từ bỏ, Lâu Mộ Yên, chúng ta tiếp tục liên minh đi. Lạc Ly cười đề nghị, hắn cùng Tư Nam, khách liên liệt trước đó liền thảo luận tốt tiếp tục kết minh, hiện tại cũng hy vọng Lâu Mộ Yên tham gia. Lâu Mộ Yên không trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn dạ thanh hàng bọn người hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Cử động của nàng để Lạc Ly cùng Tư Nam mắt sắc sâu sâu, Lâu Mộ Yên đối cái kia gọi dạ thanh hàng nam nhân hoàn toàn chính xác thực là khác biệt. Dạ thanh hàng trong mắt lộ ra cổ đưa tình ôn nhu, ngươi quyết định liền tốt. Lạc Ly cùng Tư Nam đối nhìn một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ e ngại, lớn tình địch A. À. Lâu mộ bạch bọn người càng sẽ không đưa ra cái gì ý kiến phản đối, yên nhiên ngươi làm quyết định đi, vậy liền liên minh đi. Lâu mộ yên nghĩ nghĩ nói, lần này bọn hắn giai đoạn trước phải đối mặt chính là cùng đám yêu thú đối chiến, trên tổng thể không có quá nhiều lợi ích liên lụy, liên minh chỗ tốt càng lớn hơn hơn tệ nạn, vậy liền quyết định như thế. Lạc ly trên mặt vui mừng, nghỉ ngơi một đêm chúng ta ngày mai lên đường đi. Chúng ta là hiện tại tiến đến tòa kia cùng yêu thú đại quyết chiến thành trì, vẫn là trước ẩn tàng một đoạn thời gian tu luyện. Hách liên liệt hỏi, tổng quyết tái cùng yêu thú đại quyết chiến thời gian là tại sau 3 tháng, chủ sự phương vẫn như cũ cho bọn hắn thời gian tăng cao tu vi thực lực, tiểu mỹ nhân, theo ngươi thì sao? Tư nam tao bao nhìn xem lâu mộ yên cười hỏi, lâu mộ yên suy nghĩ sâu xa một chút, đáp, chúng ta đi quyết chiến tòa thành trì kia lân cận tìm một chỗ trước tu luyện đi, đến lúc đó thuận tiện còn có thể đánh dò xét chút tin tức trong nội tâm nàng luôn có loại nói không nên lời cảm giác giống như trên người mình sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh tốt sáng sớm hôm sau một đoàn người ở trung tâm thành trì cửa thành tập hợp còn gặp gỡ cơ huyền cùng diêm quân bọn người các ngươi kết minh rồi diêm quân trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo bôi cười tà đi đến một đoàn người trước mặt hỏi phải thì như thế nào ngươi không phải cũng cùng mạc lăng kết minh sao lạc ly phòng bị nhìn xem diêm quân diêm quân xinh đẹp cặp mắt đào hoa đối lâu mộ yên chớp chớp lâu tiểu thư không ngại chúng ta cũng gia nhập các ngươi kết minh a à. diêm quân ngươi có cái gì mục đích tư nam nhíu nhíu mày nhìn xem hắn hỏi cái này chết yêu nghiệp muốn làm gì hắn vậy mới không tin diêm quân mục đích chỉ là đơn thuần kết minh rõ ràng là hướng về phía lâu mộ yên đến ta có thế có cái gì mục đích cùng yêu thú đại quyết chiến tự nhiên là nhiều người lực lượng lớn chúng ta liên hợp lại có thể đem thương vong giảm xuống đến nhỏ nhất là đủ diêm quân nhúng nhúng vai một mặt vô tội cái khác không ít tin anh chiến đội đều đã kết minh được kết minh liền kết minh đi nàng lâu mộ yên không quan trọng cười nhạt nói diêm quân cùng mặt lăng có lẽ có cái gì mục đích nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng kết minh nàng đáy lòng đối đại quyết chiến cũng không chắc kia cổ không hiểu tim đập nhanh cảm giác lại chui ra đã đều là kết minh vậy không bằng tăng thêm chúng ta một tổ đi cơ huyền từ phía sau đi tới khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười ấm áp lâu mộ yên nhìn hắn một cái không do dự tùy các ngươi lâu tiểu thư chính là người sảng khoái cơ huyền cười ra tiếng nghe được hắn lúc này mười phần vui vẻ lạc ly cùng tư nam tâm tình cũng không phải là tốt như vậy sắc mặt hai người chìm xuống lại tới hai cái tình địch những cái này da mặt dày vì sao luôn yêu thích hướng lâu mộ yên trước mặt góp, hai người đang mắng những người khác đồng thời hiển nhiên quên đi bọn hắn cũng không thiếu chủ động hướng lâu mộ yên bên người góp. Dạ thanh hàng trong lòng thở dài, hắn đối lâu mộ yên tình cảm đã không thể tự kiềm chế, coi như nàng và mình không có kết quả, vô luận cuối cùng nàng lựa chọn ai, hắn đều sẽ yên lặng thủ hộ nàng. Đương nhiên, nên tranh thủ hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ cố gắng. Trì giật hiên đối với mình đã không còn ôm lấy bất cứ hy vọng nào, lâu mộ yên thế giới cách hắn càng ngày càng xa giữa bọn hắn khoảng cách giống như là vượt qua đại hải, xa không thể chạm, một đoàn người đội ngũ vẫn là rất khổng lồ, 10 ngày sau đến quyết chiến khu tòa kia nhân loại tị nạn thành trì. Trên đường các nàng cũng gặp phải không ít tinh anh chiến đội tổ hợp, nhân số cũng không so với các nàng ít, lẫn nhau ở giữa gặp nhau ngược lại là không có gì xung đột. Chúng ta riêng phần mình tách ra tu luyện, cùng yêu thú đại quyết thời gian chiến tranh ở trong thành tập hợp. Lâu mộ yên trong lòng kia cổ cảm giác xấu càng thêm nồng đậm, nàng không muốn cùng những người khác cùng một chỗ sợ hại bọn hắn lạc ly kinh ngạc nhìn xem nàng hỏi ngươi muốn đơn độc ra ngoài ân ta muốn đi tìm một gốc linh thảo lâu mộ yên thiện ý kéo cái cớ yên nhi nếu không chúng ta cùng đi với ngươi a à. lâu mộ bạch trong mắt mang theo lo lắng hỏi lâu mộ yên mỉm cười ca các ngươi đi theo ta không tiện ta cưỡi băng kích nhanh tốt a à, ngươi phải chú ý an toàn lâu mộ bạch thở dài nói muội muội lớn lên, lấy nàng bản lĩnh nên cho nàng tự do bay lượn. Lâu mộ yên, ta nghe nói nam tầm thái tử tụ tập một nhóm người nghĩ xuống tay với ngươi cướp đoạt tu di kinh chu, ngươi đơn độc ra ngoài cũng phải cẩn thận mới là. Cơ huyền tại tách rời tiền đề tỉnh nàng một câu, lâu mộ yên gật đầu cười cười, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý, sự khiếp đảm của nàng cảm giác càng phát mãnh liệt. Nhưng nàng có thể xác định loại nguy hiểm này cảm giác tuyệt đối không phải tới từ nam tầm thái tử. Ra khỏi thành hồ về sau, Lâu Mộ Yên hướng phía xa xa một ngọn núi lâm phi vút đi, tìm mấy ngày, nàng tại một chỗ thâm sơn suối nước nóng bên cạnh lâm thời dựng một cái nhà gỗ ở tạm, chủ nhân, ta ra ngoài đi bộ một chút. Băng kích mắt nhỏ huyên thuyên đi lòng vòng cỏ lấy Lâu Mộ Yên bả vai nói, Lâu Mộ Yên lường hắn một cái, ta gần đây có loại cảm giác xấu, ngươi thật tốt ở lại nơi này đi, cảm giác xấu. Làm sao rồi? Băng kích giật mình hắn rất ít gặp lâu mộ yên lộ ra loại này ngưng trọng khẩu khí, lâu mộ yên lắc đầu, không biết, nguy hiểm cũng nhanh đến, các ngươi cũng không cần thư giãn, gần đây cảnh giác điểm, chủ nhân, nếu không ngươi đem phong ấn của ta giải khai đi. Băng kích nghĩ nghĩ nói, hắn muốn giải khai phong ấn ngược lại không phải vì tư tâm, nếu như ngay cả lâu mộ yên đều kiên kỵ nguy hiểm, vậy bây giờ bị phong ấn yêu lực hắn càng là giúp không được gì. Lâu mộ yên dừng một chút nói, ta trước tiên đem ngươi phong ấn giải khai đi. Mặc kệ là giác quan thứ sáu cảm nhận được sẽ phải đến nguy hiểm, vẫn là không lâu sau đó cùng yêu thú lớn đối chiến, băng kích khôi phục thực lực đối bọn hắn tổng thể an toàn cũng nhiều một phần bảo hộ. Lâu mộ yên trong lòng hồi tưởng đến Minh Tu nói cho nàng giải ấn chi pháp, tay không ngừng kết ấn, từng đạo đánh vào băng kích trong cơ thể. Sau đó nàng đưa tay phụ bên trên băng kích tinh hạch chỗ, một chút xíu thăm dò vào linh lực, ăn mòn băng kích tinh hạch bên trên tầng kia phong ấn. Minh Tu Phong ấn 10 phần thâm ảo, nếu không phải hắn cho Lâu Mộ Yên lưu lại phân giải chi pháp, Lâu Mộ Yên thời gian ngắn muốn bài trừ phong ấn là không thể nào. Sau nửa canh giờ, băng kích trong cơ thể phong ấn bị giải khai, hắn ngửa đầu huyết dài một tiếng, lập tức hóa thành một đạo hào quang bay ra, tia sáng tán đi về sau, một anh tuấn nho nhã nam tử đi ra, Lâu Mộ Yên gặp hắn nho nhã lịch sự nụ cười kéo ra khóe miệng, màn này quá đẹp, nàng không đành lòng nhìn thẳng. Chương 284, ta chờ ngươi thật lâu. Băng kích hóa hình về sau cùng tính tình của hắn tương phản quá lớn, lâu mộ yên đột nhiên có loại hắn vẫn là biến thành chim tốt hơn cảm giác. Chủ nhân, ngươi nhìn ta so hồng y mỹ nam như thế nào? Băng kích mới mở miệng nháy mắt liền đem kia phần nho nhã phá hư sạch sẽ, lâu mộ yên lường hắn một cái, minh tu nhưng so sánh ngươi tuấn mỹ nhiều. Đây là lời nói thật, minh tu khí chất cao quý, ngẫu nhiên mang theo loại tà mị cảm giác, nhưng kỳ thật tính tình rất lạnh, phi thường mâu thuẫn kết hợp nhưng lại để người cảm thấy lúc này mới hẳn là hắn về phần tướng mạo liền lại càng không cần phải nói minh tu ngũ quan thâm thúy giống như trời búa thần công điêu khắc mà thành mắt phượng hẹp dài tĩnh mịch muốn đem người thật sâu hút đi vào tuấn mỹ phải không giống phàm nhân có chút nhếch môi mỏng dáng vẻ tựa như là một thanh thu liễm tại trong vỏ kiếm tuyệt thế bảo kiếm đao kiếm ra khỏi vỏ lúc ai dám tranh phong nàng đi vào tranh tài không gian bên trong nhận biết nam tử anh tuấn không ít như lạc ly ánh nắng tuấn lãng, lạc diệp thanh quý xuất trần, tư nam thư hùng khó phân biệt, hách liên liệt phong lưu phóng khoáng các loại, mặc dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng vô luận là tổng thể khí chất vẫn là vẻn vẹn tướng mạo lại không một người có thể thắng được minh tu, chủ nhân, người đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Băng kích liếc mắt, mặc dù minh tu xác thực khí chất xuất chúng, tướng mạo không gì so sánh nổi, nhưng hắn trên miệng kiên quyết không thừa nhận mình kém hắn, lâu mộ yên liếc băng kích liếc mắt, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc, băng kích xẹp xẹp miệng, nhỏ giọng nói thầm, kia hồng y Mỹ Nam có cái gì tốt, nhấc lên minh tu, lâu mộ yên trong con ngươi ít có lộ ra một tia ôn nhu, cũng không biết tên kia hiện tại thế nào rồi, lâu mộ yên có chút không hiểu, nếu là ngày đó người cứu nàng là minh tu, hắn tại sao lại tại tranh tài không gian bên trong mà không chân chính hiện thân đâu, lập tức nàng tĩnh lặng tâm thần, đem chụp được món kia phi hành pháp khí đem ra cái này phi hành pháp khí càng ngày càng cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm kia cổ tim đập nhanh cảm ứng nên liền đến từ nơi này nếu như đem pháp khí ném nàng chuyển sang nơi khác cũng có thể tạm thời giải trừ nguy cơ nhưng là nàng lại không muốn ngồi chờ chết nếu thật là chuyện gì đó không hay phát sinh nếu là hiện tại mặc kệ tương lai nhất định là một cái mầm họa lớn nàng làm việc không thích làm một nữa đã tránh không xong liền đợi đến đi chủ nhân ngươi gần đây thường xuyên cầm cái này phi hành pháp khí nhìn có phải là có vấn đề gì băng kích lại gần hiếu kỳ hỏi ừm cái này phi hành pháp khí bên trên bố trí một cái câu hồn trận nếu là ta nhỏ máu nhịn xuống linh hồn khả năng liền sẽ bị đối phương thi pháp cưỡng ép câu đi lâu mộ yên cũng không giấu giếm mấy cái linh sủng đã cùng nàng thổ lộ tâm tình đều tin được tu di khinh chu bên trên chỗ kia không đáng chú ý phức tạp hoa văn bên trong ẩn dấu chính là câu linh trận nếu không phải nàng trận pháp nghiên cứu cao thâm cũng phát hiện không được băng kích giật mình khi luyện khí sư cũng quá ác độc, chủ nhân vậy ngươi vì cái gì không đem cái này phi hành pháp khí ném rồi, có thế đang phi hành pháp khí bên trên làm tay chân còn điêu khắc ra câu hồn trận loại này phức tạp khó chắc chắc pháp trận, cũng chỉ có cái kia ngũ phẩm luyện khí sư mới làm được, ném lại có thể thế nào. Ta có loại cảm giác, hắn chính là hướng về phía ta đến. Lâu mộ yên mắt sắc mặt ngưng trọng, mang theo vài phần ít có sát ý, cùng nó nơm nớp lo sợ ngồi chờ chết, không bằng dẫn hắn xúc động, nghĩ biện pháp đem cái này mầm họa lớn trừ bỏ. Nàng không biết mình cùng vị kia sương mù đại sư có phải là có cựu oán, nhưng là dám đối nàng động tay chân liền phải trả giá bị nàng trả thù đại giới. Nàng ngược lại là muốn nhìn hắn muốn làm gì, cũng đúng, dạng này tai họa ngầm không ngoại trừ nằm gối khó có thể bình an. Văn kích trong mắt xẹt qua bôi lạnh ý, hắn cho tới bây giờ cũng không phải cái thiện lương yêu tu, chỉ là bình thường đem đáy lòng loại kia thị sát che giấu, muốn đánh hắn tiểu chủ nhân chủ ý, cũng phải hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Cùng một thời gian, một mặt không có chút máu, tái nhật dị thường nam tử trung niên ngồi một chiếc cùng tu di kinh chu cùng loại phi hành pháp khí hướng phía lâu mộ yên vị trí tiến đến. Nữ hoa kia vậy mà tiến một loại nguy hiểm khu, dạng này cũng tốt, tại nguy hiểm khu bên trong phản chiếu trận pháp dám không nhìn thấy, cũng thuận tiện hắn làm việc nhiều. Đúng vậy, lâu mộ yên chỗ khu vực chính là bị tranh tài không gian phân ra đến một loại nguy hiểm khu bên ngoài. Sương mù đại sư suy nghĩ cũng chính là nàng nghĩ, có thủ đoạn cùng ác chủ bài nàng cũng không muốn bị những người khác dám nhìn thấy, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nàng thực chất bên trong một mực có một loại điên cuồng, nàng liền thích khiêu chiến độ khó cao sự tình. Hai ngày sau, lâu mộ yên ngồi tại trong nhà gỗ uống vào linh trà, cầm trong tay kia bản địa giai kiếm kỹ lẳng lặng, lặng lật xem, đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, bên môi câu lên một cái mang theo ý lạnh độ công, các hạ đã đến, không bằng tiếng đến uống một chén trà giải giải khác băng kích huyển hóa thành thất thải vẹt đứng tại lâu mộ yên trên bờ vai nghe nàng nói như vậy nhìn không được cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa lâu mộ yên trên cổ mặt dây chuyền bên trong đoàn hát vụ kia đột nhiên tản ra lộ ra một cái nam tử áo đen thân ảnh vẫn như cũ thấy không rõ khuôn mặt hắn mở to mắt có chút hăng hái đem hồn lực nhô ra có miễn phí hí nhìn cớ sao mà không làm đâu hắn vừa vặn cũng muốn mượn chuyện này nhìn xem cái này gọi là lâu mộ yên nữ nhân đến cùng xứng hay không cùng hắn tiến một bước hợp tác giao dịch tiếng nói của nàng rơi xuống về sau liền gặp một sắc mặt tái nhợt môi đỏ đến có chút yêu giả nam tử đi đến ngươi biết ta muốn tới sương mù đại sư bước che nhẹ nhàng bước vào trong phòng tại lâu mộ yên đối diện ngồi xuống lâu mộ yên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt trong mắt nhưng không có bao nhiêu nhiệt độ đưa tay vì người đối diện rót một chén trà ta chờ ngươi thật lâu người tốc độ này cũng không tránh khỏi quá chậm một chút, sương mù đại sư trong mắt ngưng lại, dừng một chút mới cười ra tiếng, ngươi cái này nữ hoa quả thật bất phàm, xem ra ngươi đã nhìn ra tu di khinh chu bên trên vấn đề, ta cũng không có nghĩ đến nghe tiếng tại thiên linh đại lục sương mù đại sư vậy mà lại dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đang đấu giá phi hành pháp khí bên trên ẩn khắc lấy câu hồn trận, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều vì ngươi cảm thấy buồn nôn. Lâu mộ yên cười nhạt châm chọc nói, ngôn ngữ mang theo cay nghiệt, Vị này Sương Mù đại sư hành động quả thật làm cho người khinh thường, nàng còn ngại mắng không đủ. Sương Mù đại sư trên mặt lộ ra mấy phần giận tái đi, thần sắc thay đổi liên tục, lập tức hắn khôi phục lại bình tĩnh, bưng lên trước mặt Linh trà uống một ngụm, mới chậm rãi mở miệng, "Trà ngon, chỉ tiếc ngươi uống không dài." Hắn không nghĩ tới lâu mộ yên tại trên trận pháp tạo nghệ sẽ như thế cao, nếu không phải chỉ có hồn phách của nàng mới có thể cứu ái thê, hắn cũng không nghĩ đối một dạng này thiên tài ra tay đã nói đến đây cái phân thượng không bằng nói một chút mục đích của ngươi a à. lâu mộ yên trong lòng cũng rất nghi hoặc vị này sương mù đại sư vì sao muốn mệnh của nàng nàng chưa bao giờ thấy qua hắn hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn đối nàng cũng không có cừu hận trong sát ý còn giống như ẩn hàm chút bất đắc dĩ bởi vì chỉ có thần hồn của ngươi mới có thể cứu ta ái thê sương mù đại sư đưa tay vì chính mình một lần nữa chứa đầy một chén linh trà nói lâu mộ yên cùng ái thê có huyết mạch nguồn gốc để nàng chết được rõ ràng ngược lại là cũng không sao, ái thê. a, à, ta làm sao không biết mình thần hồn còn có loại tác dụng này, lâu mộ yên cười lạnh một tiếng, rủ xuống trong mắt, lông mi thật dài đem thần sắc trong mắt che giấu, chương 285, giả nhân giả nghĩa, sương mù đại sư nghe ra lâu mộ yên trong giọng nói lãnh ý cũng không thèm để ý, trong mắt ngược lại nhiều tia bao dung chi sắc, Lâu Mộ Yên gặp hắn bộ kia bao dung lại mang theo quyết tuyệt sát ý bộ dáng liền có loại muốn đem nó đánh một trận xúc động, "Ai, nhiều lời vô ích, ngươi còn có cái gì di ngôn sao?" Sương Mù đại sư thở dài nhìn thẳng nàng nói, "Ta có thể vì ngươi mang về lâu gia, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu, nếu là ngươi thần hồn đem ta ái thê cứu tỉnh, ta sẽ vì ngươi thủ hộ lâu gia 10 năm làm trao đổi." hắn nhìn xem lâu mộ yên cùng lăng thu giống nhau đến mấy phần dung nhang cũng không muốn dùng lôi đình thủ đoạn lấy tính mạng của nàng chỉ hy vọng nàng ngoan ngoãn dân ra thần hồn lâu mộ yên cười nhẹ một tiếng ngước mắt tiếp tục châm chọc nói thủ hộ lâu gia chính ta liền có thể không cần làm phiền sương mù đại sư ngươi cặp kia quý giá tay về phần hôm nay ai sống ai chết còn không có quyết đoán ngươi cần gì phải như vậy nóng nảy hứa hẹn người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt quá mức tự tin chính là tự đại Sương mù đại sư lắc đầu, trong giọng nói rất có tia tiết hận ý tứ, lâu mộ yên nhíu mày, banh động một chút đứng người lên lướt đi nhà gỗ, đối bên trong ngồi sương mù đại sư hô, có thủ đoạn gì xử hết ra đi, ta bình sinh ghét nhất làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ người, ngươi tuyệt đối là một trong số đó, cái này nam nhân muốn thần hồn của nàng còn như vậy làm bộ làm tịch làm dáng để nàng chán ghét vô cùng, nàng biết mình dân ra thần hồn cùng cưỡng ép cướp đoạt trên lệch hiệu quả vẫn tương đối lớn. Cái này người muốn nàng tự nguyện ngoan ngoãn dân ra thần hồn làm ra loại này giả nhân giả nghĩa dáng vẻ, ngược lại để nàng xem thường. Lúc đầu trên mặt vẽ tiếc hận sương mù đại sư nghe được nàng nói như vậy, hiển hiện bệnh trạng mặt nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt nổi lên một tia tinh hồng, hừ lạnh một tiếng, không biết điều, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, kiếm tôn thực lực trong khoảnh khắc phát ra, từng lớp từng lớp ép hướng lâu mộ yên, lâu mộ yên khóe môi câu lên một vòng lãnh ý, tâm thần khẽ động, mười chui kim sắc phi kiếm rơi vào nàng phía trước tạo thành một cái bát quái chi thế. Nàng đánh vào mấy cái pháp ấn về sau, kim sắc phi kiếm phát ra một luồng chói mắt tia sáng, đem kia từng lớp từng lớp uy áp đều ngăn trở. Băng kích cũng thừa cơ hóa thành bản thể, miệng chim một tấm, từng đạo băng trùy từ trong miệng hắn phát ra thẳng tắp bắn về phía sương mù đại sư. Sương mù đại sư ánh mắt lộ ra hơi kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới lâu mộ yên bên người vậy mà ẩn giấu đi cùng hắn ngang nhau thực lực linh sủng. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ trong thân thể của hắn chui ra hai đạo cùng hắn tướng mạo giống nhau như đúc bóng người, liền khí tức đều phản phất mang theo kiếm tôn uy áp, ngón tay hắn giật giật, đối hai đạo nhân ảnh lưng sau vỗ, hai đạo nhân ảnh nháy mắt bay tránh mà ra, đem băng kích vây quanh công kích, khôi lỗi thuật. Lâu Mộ yên lộ ra mấy phần kinh ngạc, cái này Sương Mù đại sư chẳng những là một ngũ phẩm luyện khí sư, không nghĩ tới sẽ còn cơ quan khôi lỗi thuật, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của nàng ngươi vậy mà biết khôi lỗi thuật. Đưa ngươi giết thật đúng là đáng tiếc. Sương mù đại sư khe khẽ lắc đầu, xuất phát từ nội tâm thở dài. Lâu mộ yên vậy mà biết được đại lục này tuyệt tích khôi lỗi thuật, nếu không phải cần thần hồn của nàng, hắn đều muốn đem nó thu làm đệ tử, có cái gì tốt đáng tiếc. Lâu mộ yên nghệ hắn liếc mắt, trên tay không ngừng kết ấn, lập tức nhanh chóng thối lui đến suối nước nóng bên cạnh, phốt. Đột nhiên từ dưới đất chui ra bốn phía tường lửa nháy mắt đem sương mù đại sư vây quanh ở trong đó, đã sớm nghe nói lần này Hắc Mã Lâu mộ yên trận pháp tạo nghệ được, hôm nay gặp mặt quả thật không tầm thường. Sương mù đại sư tùy ý lướt qua nàng trận pháp, nếu là cái này hỏa trận tại cao hơn một cấp, ta còn thực sự không có cách nào, hắn khẽ cười một tiếng, đột nhiên từ trên thân toát ra một tầng nhàn nhạt màu cam tia sáng, trong trận pháp hỏa diễm giống như là nhìn thấy cái gì khắc tinh một loại vội vàng hướng đằng sau lui hắn bắn ra ngón tay, một đám màu cam ngọn lửa thoát ra, nháy mắt đem bốn phía tường lửa toàn bộ thôn phệ, người năm đó tại tranh tài không gian bên trong gặp phải lớn nhất cơ duyên chính là cái này linh hỏa a. Lâu Mộ Yên thần sắc biến đổi, cái này sương mù đại sư có chút khó giải quyết, khó trách trong lòng lại không ngừng toát ra loại kia tim đập nhanh cảm giác, xem ra hôm nay là giữ nhiều lành ít, chẳng qua coi như thế, nàng cũng không có lộ ra khiếp đảm chút nào, sương mù đại sư nhíu nhíu mày không hổ thân có lăng thu huyết mạch, thông minh dị thường, nghe được lăng thu hai chữ, lâu mộ yên ngẩng đầu nhíu lại lông mày hỏi, ngươi muốn đem thần hồn của ta cho cái kia gọi lăng thu người thôn vệ luyện hóa, không sai, nếu không phải ngoại trừ ngươi bên ngoài ta tìm kiếm trăm năm đều không có gặp được thích hợp thần hồn, hôm nay cũng không nghĩ ra tay với ngươi. Ngữ khí của hắn có chút bất đắc dĩ, không biết lăng thu tỉnh lại biết nàng thôn vệ chính là cùng mình có huyết mạch quan hệ người có thể hay không trách hắn. Lập tức trong mắt của hắn lại lộ ra vẻ kiên định, lăng thu là mệnh của hắn, hắn không thể không có nàng, phải gánh vác phụ trách quái hoặc là bêu danh hắn cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đưa nàng cứu tỉnh. A, à, thật không nghĩ tới muốn luyện hóa ta thần hồn người vậy mà là ông ngoại của ta thân tỷ tỷ. Lâu mộ yên trên mặt vẻ trào phúng càng sâu, ngươi cũng đừng làm ra một bộ làm bộ làm tịch gián vẻ, chẳng lẽ ngươi tiếc hận vài câu ta còn muốn cảm kích ngươi hay sao? xem ra vị này sương mù đại sư cũng không phải là hiện tại mới để mắc tới nàng cùng huyết mạch thần hồn tương tự nhân chi ở giữa quả thật có thể thôn phệ luyện hóa đạt thành một loại công hiệu chỉ là loại này thuật pháp sớm đã bị thiên linh đại lục lục đại tông phái cùng mấy đại đỉnh tiêm thế lực cấm chỉ kẻ trái lệnh sẽ bị truy nã tiêu diệt tùy ngươi nghĩ ra sao chỉ cần có thể cứu lăng thu ta chính là gánh vác toàn bộ đại lục bêu danh thì thế nào sương mù đại sư không thèm để ý nói lâu mộ yên nhíu nhíu mày Ngươi xác thực không quan tâm bêu danh, nhưng ngươi tự tiện sử dụng đại lục cấm chỉ sử dụng thần hồn chú thuật, nếu để cho lục đại tông phái cùng chủ sự mới biết chuyện này, không biết ngươi còn có hay không mệnh tiếp tục cùng lăng thu tướng mạo tư thủ, cho nên ta còn muốn may mắn ngươi đem chờ đợi ta địa phương lựa chọn tại một loại nguy hiểm khu, đây là bọn hắn dám tra gốc chết. Sương mù đại sư mặt tái nhật bên trên khó được nổi lên một tia đỏ ửng. lâu mộ yên gặp hắn sắc mặt bắt đầu bình thường, trong lòng khẽ giật mình, giấu ở trong tay áo tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, ngươi thật làm trên đời này có bức tường không lọt gió. Lâu mộ yên trên tay bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh hơn rất nhiều, sương mù đại sư trên mặt dần dần hồng nhuận, trên người uy áp cũng dần dần làm sâu sắc, tiểu nữ hoa, ngươi còn muốn kéo dài thời gian tới khi nào? Là ta tự mình động thủ vẫn là ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về dân ra thần hồn. Thân phận của ngươi sợ không chỉ là ngũ phẩm luyện khí sư cùng luyện khí các trưởng lão đơn giản như vậy đi. Lâu mộ yên gặp hắn chỗ mi tâm toát ra một tia nhàn nhạt khói xanh, hít mắt, sương mù đại sư mang theo ẩn ý nhìn một chút nàng, trầm mặt nói, người quá thông minh là sống không dài. Lập tức hắn vương tay lăng không đối lâu mộ yên một trảo, một đạo vô hình uy mãnh lực lượng nháy mắt đưa nàng bao phủ trong đó, băng kích đem một đạo hắc ảnh xé nát, nghĩ chạy hướng nàng phương hướng cứu người, ai biết vị kia sương mù đại sư tùy ý hất lên, một đạo dùng linh hỏa cấu trúc tường lửa phát ra đem hắn sinh sôi ngăn cách bởi bên ngoài. Còn lại đạo nhân ảnh kia con rối lại nháy mắt quấn tới, tiếp lấy cái kia đạo lực lượng hóa thành một đôi bàn tay vô hình thật chặt bóp lấy lâu mộ yên cổ, một chút xíu muốn hút tấp thần hồn của nàng. Chương 286, cùng một chỗ dẹp ngươi, bị bóp lấy cổ tư vị cũng không tốt đẹp gì, lập tức nàng cảm nhận được một cổ cực nhẹ lại hết sức lực lượng bá đạo thuận cổ của nàng chui vào, hướng phía trong thức hải của nàng che chở thần hồn mà đi. Nàng không ngừng bấm niệm pháp quyết tay ngừng lại, con ngươi nhẹ nhàng đóng lại, giống như là bất lực thỏa hiệp, sương mù đại sư tự nhiên cũng liền bỏ lỡ trong mắt nàng một cái chớp mắt tức thì kia bôi vẻ trào phúng, mặt diễm, bắt đầu đi. Lâu mộ yên nhắm mắt lại, trước đó bấm niệm pháp quyết pháp ấn từng đạo tại nàng trong đang điền hình thành cái vòng xoáy, linh thú hoàng bên trong lúc đầu đang ngủ say mặt diễm nháy mắt mở to mắt, con ngươi so đã từng còn muốn đen nhánh trong suốt, lúc này nhuộm đầy hàng ý, tốt. Lâu mộ yên nghe được câu trả lời của hắn thở dài một hơi, sở dĩ dám mạo hiểm ở chỗ này chờ đợi sương mù đại sư tên này kiếm tôn cường giả đến cũng là bởi vì nàng cảm nhận được mặt diễm sắp thức tỉnh nàng đối với mình đầu này mạng nhỏ vẫn là rất xem trọng sẽ không thật tự đại ngu xuẩn đi khiêu chiến cao hơn chính mình ra hai giai có ác chủ bài kiếm sư nàng tâm thần khẽ động một đám ngọn lửa màu tử kim nháy mắt dọc theo nàng kinh lạc mà thượng tướng kia cổ nhẹ nhàng chậm chạp lực lượng bá đạo bao bọc chỉ là một lát liền đem nó thiêu đến không còn một mảnh Lúc đầu một phái nhẹ như mây gió chi sắc sương mù đại sư trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc, khẽ ồ lên một tiếng, trong cơ thể ngươi lại có tử kim linh hỏa. Sương mù đại sư mở to hai mắt kinh hô một tiếng, lập tức trong mắt đều là lửa nóng tham lam, sau đó hắn cười to vài tiếng, ha ha, không nghĩ tới ta tìm kiếm linh hỏa nhiều năm, hôm nay vậy mà tại dưới tình huống như vậy đụng phải, nếu là đưa ngươi trong cơ thể tử kim linh hỏa thôn vệ luyện hóa, ta muốn làm món kia đại sự lại nhiều mấy tầng nắm chắc. Lâu mộ yên không để ý đến hắn, giúp lòng đem vùng đang điền phát ấn một chút xíu bóc ra, sương mù đại sư phất phất tay, một đám chói mắt màu cam tia sáng nháy mắt đem lâu mộ yên bao trùm, muốn đưa nàng cả người thiêu chết thôn vệ trong đó linh hỏa, lâu mộ yên chậm rãi mở ra con ngươi, trong mắt mắt đen sâu rất nhiều, giống như là màn đêm đem ngôi sao đều muốn hút đi vào, một đám ngọn lửa màu tử kim bao trùm toàn thân cùng kia màu cam hỏa diễm giữ lẫn nhau, sương mù đại sư thấy thế cười lạnh một tiếng, trong tay áo vọt mạnh ra một đầu mang theo thượng phẩm thánh khí uy ác bạch luyện hướng lâu mộ yên tập kích mà đi kia bạch luyện ngưng tụ hắn một kích toàn lực nguyên lực khí thế như cầu vòng phá không mà tới lâu mộ yên nhanh chóng đem kim kiếm tạo thành bát quái ngăn tại phía trước nhưng vẫn là bị bạch luyện đánh trúng rút lui ra mấy chục mét phốt lập tức ngực nàng ngòn ngọt, một nguồn máu tươi phun tới nàng ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem sương mù đại sư nam nhân này thật không phải vật gì tốt Tựa như là một con rắn độc tùy thời chuẩn bị cắn nàng một hơi, sương mù đại sư sắc mặt dần dần khó nhìn lên, hắn không nghĩ tới vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn đều không có đem Lâu Mộ Yên đánh chết, trước đó thật sự là xem thường nàng, nhìn sắc trời một chút, hắn không thể lại kéo dài thời gian, chết đi. Trong tay hắn đột nhiên thêm ra ba cái màu xanh biết ngân châm, vừa để xuống, ba cái ngân châm nhau nhau hướng phía Lâu Mộ Yên bay đi, đây là hắn ác chủ bài một trong Bích Lạc độc châm chẳng những là dùng biển sâu ngân tủy luyện chế mà thành trên kim còn nhuộm một loại có thể thương tới tiêu trừ nguyên lực kịch độc đồng thời cũng là hắn luyện khí làm kinh điển đã vượt qua thánh khí phạm trù là một kiện hạ phẩm thánh bảo liền xem như kiếm tôn đỉnh phong thực lực kiếm sư đều không thể ngăn cản lâu mộ yên từ cái này miếng bích lạc sắc ngân châm bay tới liền sinh ra một loại cảm giác nguy cơ khi châm tài liệu luyện chế nàng cũng nhận ra được chẳng qua trên mặt nhưng không có vẻ sợ hãi nàng con ngươi màu đen dần dần càng thêm sâu nồng, thậm chí nhìn kỹ bên trong phản phất còn mang theo đám ngọn lửa màu đen. Thấy xanh biết độc châm xuyên qua lâu mộ yên tử kim linh hỏa lập tức liền phải xuyên thấu mi tâm của nàng lúc, sương mù đại sư lúc đầu mặt đỏ thắm lại rút đi tái nhợt, trước mắt hắn vẫn là không thể vận dụng quá nhiều thật nguyên lực, lập tức đột nhiên xảy ra dị biến, hắn lúc đầu mang cười mặt nháy mắt cứng đờ, đột nhiên nhiều đám mang theo u quan ngọn lửa màu xanh từ lâu mộ yên trong cơ thể xông ra, Tử Kim Linh hỏa cùng hắn màu cam linh hỏa nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Một cái màu đen trảo ấn trống rỗng xuất hiện một phát bắt được viên kia xanh biết độc châm. Lúc đầu cường thế cường hãn độc châm bị trảo ấn ngăn tại lâu mộ yên mi tâm vị trí làm sao đều không thể xâm nhập trống. Lập tức một tiếng mang theo vương giả uy áp thú trống lăng không vang lên. Sương mù đại sư sắc mặt nháy mắt trắng bệch, hắn mở to hai mắt vương tay run nhẹ nhẹ hô u minh chi hỏa. Làm sao, làm sao có thể? Tại hắn ngu ngơ lúc một tia sáng trắng từ lâu mộ yên chỗ cổ tay thoát ra, trực tiếp hướng phía hắn vọt tới. Lúc này lâu mộ yên tuyệt sắc khuôn mặt lộ ra mấy phần yêu giả cảm giác, bên môi câu lên một cái đường cong, điểm nhẹ mũi chân, trong tay thêm ra một thanh kim sắc chủy thủ, một cái lắc mình cũng hướng phía sương mù đại sư lao đi. Sương mù đại sư nháy mắt thanh tĩnh, nhanh chóng đem trên thân tất cả phòng ngự loại pháp khí toàn bộ ném ra, vậy mà quay người hướng phía phương hướng ngược đánh bay mà đi. Lâu mộ yên hít mắt, há miệng nhỏ, một đám màu xanh xen lẫn ngọn lửa màu tím phun ra, hóa thành một đóa diễm tuyệt liên hoa phi tốc trôi hướng sương mù đại sư. Sương mù đại sư trong lòng giật mình, tăng tốc chạy trốn tốc độ, ai ngờ lại bị một đạo bóng trắng ngăn trở. Nhìn kỹ trước mặt là một con toàn thân trắng như tuyết khổng lồ yêu thú, trên trán kia đám đỏ tươi như là ngọn lửa ấn ký sinh động như thật, phệ linh thú, làm sao có thể. Sương mù đại sư bị ép ngừng lại, trên nét mặt đều là không dám tin, nói nhỏ một câu, cái này cái này giao diện làm sao lại có vệ linh thú, cái này giao diện làm sao lại có vệ linh thú ngươi đi địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Lâu mộ yên trong trẻo lạnh lùng thanh âm tại phía sau hắn vang lên, hắn vừa quay đầu liền gặp kia đóa thu liễm tất cả khí tức yêu diễm hỏa liên bay tới, trong mắt lộ ra một vòng chưa bao giờ có ý sợ hãi, hướng phía chéo phía bên trái liền nghĩ chạy trốn, chạy đi đâu. Băng kích chẳng những là bác giai yêu thú vẫn là chỉ thần thú thực lực tự nhiên không tầm thường, hắn lúc này đã đem con kia con rối hủy đi ngăn tại sương mù đại sư phía trước. Sương mù đại sư thấy thế trong mắt lộ ra bôi tàn nhẫn quyết đoán, quay người hướng phía duy nhất không có vây quanh phương hướng mà đi. Ai biết bị đột nhiên từ dưới đất toát ra một gốc màu vàng khổng lồ yêu thực ngăn trở đường đi. Hắn chỉ có thể ổn định thân hình đứng tại chính giữa, trong mắt đều là chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái kiếm hoàng cấp bậc tiểu bối lại có nhiều như vậy thủ đoạn. Nếu là chỉ là linh sủng hắn căn bản không sợ, hao chút tinh lực lớn không được liều mạng thụ thương cũng có thế đánh giết lâu mộ yên. Nhưng nhìn tính vạn tính lại không nghĩ rằng nàng vậy mà có được vệ linh thú, vẫn một mực thân cư u minh chi hỏa vương tộc vệ linh thú, mà trên đời này chết lên có một loại đồ vật là khắc tinh của hắn, hoặc là nói là hắn loại người này khắc tinh, đó chính là u minh chi hỏa, chạy a à? Làm sao không chạy rồi? Lâu mộ yên âm trầm vây quanh tay nhíu mày cười nói, sương mù đại sư biết hôm nay mình đã mất ưu thế lớn nhất, hắn cười khổ một tiếng, không nghĩ tới sống lâu như vậy lại bị một tên tiểu bối đến cái bắt rùa trong hũ, ngươi muốn thế nào? Khí thế của hắn không giảm, mặt lạnh hỏi, ta hiện tại thích nhất quần ẩu, tự nhiên là chúng ta cùng một chỗ dẹp ngươi. Lâu mộ yên nụ cười trên mặt thu hết, ánh mắt lộ ra bôi sắc bén vẻ ác lạnh, nàng vừa rồi liền nghĩ cùng dẹp tiện nhân này, tại giết hắn trước đó trước đánh một trận, đem trong lòng kia cổ hỏa khí diệt lại nói, chương 287 mặt diễm năng lực, Sương Mù đại sư nghe được lâu mộ yên nhịn không được lộ ra mấy phần vẻ châm chọc, ngươi không khỏi quá đề cao mình. Một cái kiếm hoàng tu vi kiếm sư có tư cách gì ở trước mặt hắn khẩu xuất cuồng ngôn, lâu mộ yên câu môi cười cười, vậy liền rửa mắt mà đợi đi, lập tức trên tay nàng chụp lên một tầng nhàn nhạt tử kim sắc, lần này không chỉ là hỏa nguyên lực, mà là thuần túy tử kim linh hỏa gia trì lực lượng của thân thể, nàng cho mặt diễm một ánh mắt nện bước thúng bộ nhanh chóng chuyển qua sương mù đại sư trước mặt chính là từng quyền oanh ra sương mù đại sư dù sao cũng là kiếm tôn cấp khác cường giả tự nhiên tùy tiện liền có thể né tránh công kích của nàng chỉ là không nghĩ tới phía sau vệ linh thú đột nhiên phun ra một đạo thanh u hỏa diễm hắn né tránh không kịp mặt nháy mắt chịu lâu mộ yên một quyền hắn tái nhợt không huyết sắc mặt lập tức sưng đỏ một khối lập tức giận dữ vừa định đánh trả phía sau u minh chi hỏa lần nữa đánh tới sắc mặt hắn biến đổi khó khăn lắm né tránh đón lấy, một đầu bạch xà từ lâu mộ yên trên cổ tay nhảy ra, mở cái miệng rộng hướng phía sương mù đại sư vị trí phun ra một cổ sương mù, ăn thịt người huyết thứ dây leo vương mang theo sắc bén đâm thân chủ mạng đằng vung vẫy mà lên không ngừng đập sương mù đại sư, tại U Minh chi hỏa cường thế công kích đến, hắn không cẩn thận bị chủ mạng đằng bên trên gai ngược quẹt làm bị thương. Tiếp lấy băng loan đại điểu dương cánh cao phi tại đỉnh đầu hắn chỗ không ngừng phun ra từng cây uy lực lớn tốc độ nhanh băng trùy hắn chỉ có thể vận dụng toàn thân nguyên lực không ngừng tránh né các phe công kích. Mỗi lần tránh một phương này, kiểu gì cũng sẽ bị U Minh chi hỏa làm cho nên tiếp một phương khác. Lâu mộ yên che tử kim linh hỏa nắm đấm hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Mỗi lần đều hướng phía sương mù đại sư trên thân yếu kém nhất khớp nối oanh kích, lại là một quyền oanh trúng mặt, hắn khóe môi chỗ một tia máu tươi chảy ra. Lúc này, cái kia nhẹ như mây gió sương mù đại sư vạn phần chật vật, động tác càng ngày càng chậm chạp, trong lòng của hắn giật mình bách độc bất xâm mình vậy mà trúng đầu kia bạch xà xương độc cùng mạng đằng gai ngược chi độc chồng chất độc tố toàn thân hắn dần dần cứng đờ dù là vận chuyển toàn thân nguyên lực cũng vô pháp tránh thoát loại kia độc tố trói buộc mà chậm rãi động tác trì độn phản ứng cũng làm cho lâu mộ yên cùng mấy cái linh sủng bắt lấy cơ hội dừng lại cùng ẩu nếu là hiện tại có những người khác ở đây chắc chắn trong mắt đều kinh động ra đây chính là một trận đơn phương đánh ngược phải có bao nhiêu bạo lực liền có bao nhiêu bạo lực làm sương mù đại sư trên người độc tố tán đi lúc cả người hắn chật vật ôm đầu ngã trên mặt đất nội thương ngoại thương đều mười phần nghiêm trọng lâu mộ yên ngươi đừng quên ta là ngươi cô nải nải trượng phu ngươi như thế đối đãi trưởng bối sau khi trở về như thế nào hướng lăng gia giao phó sương mù đại sư lúc này trên thân còn cuốn một đầu ngọn lửa màu xanh hắn căn bản không dám quá độ động đậy bằng không đợi đợi chính là thần hình câu diệt hậu quả hừ một cái muốn thôn vệ luyện hóa ta thần hồn cô nãi nãi ta không giết nàng liền xem như tốt. Lâu mộ yên hừ lạnh một tiếng, ta vị kia cô nãi nãi 200 năm trước liền đã biến mất, ngươi vị này cái gọi là trượng phu càng là chưa hề tại lăng gia xuất hiện qua, còn muốn ý tứ cùng bản tiểu thư làm thân thích, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nói xong, nàng dơ quả đấm đối sương mù đại sư lại là một trận cuồng đánh, ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết ngươi cô nãi nãi ở nơi nào sao? Sương mù đại sư muốn đánh trả, nhưng lại bị U Minh Chi Hỏa kiềm chế, bất đắc dĩ đến cực điểm, ta tại sao phải muốn biết tung tích của nàng. Cùng một quỷ tu kết làm song tu bạn lữ, trộm cắp lăng gia chí bảo thoát ly gia tộc nữ nhân cũng đáng được ta chú ý. Lâu mộ yên dễu cực nói, nàng lại không thấy qua vị kia cái gọi là cô nãi nãi làm sao có thể đối nàng có cái gì quá sâu tình cảm. Nàng đại cửu cũng chính là lăng phi dương phụ thân mất tích còn giống như cùng nữ nhân kia thoát không khỏi liên quan, thêm nữa nàng từng nghe mẫu thân nói qua, lăng gia gia tộc chí bảo tại vì kia cô nãi nãi thoát ly gia tộc sau cũng đi theo biến mất, trực tiếp dẫn đến lăng gia dần dần xuống dốc, cho nên lăng thu cho nàng ấn tượng cũng không tốt, ngươi biết ta là quỷ tu. Lúc đầu cúi đầu không biết suy nghĩ gì sương mù đại sư đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm lâu mộ yên, lâu mộ yên liếc mắt nhìn hắn, động tác trên tay tuyệt không đình chỉ, trên người ngươi khí tức mặc dù ẩn tàng phải vô cùng tốt, nhưng là trước đó vận dụng nguyên lực lúc mi tâm bên trong xuất hiện khói xanh lại bại lộ ngươi thân phận, một quỷ tu giấu ở nhân loại kiếm sư bên trong còn gia nhập luyện khí các trở thành nghe tiếng đại lục ngũ phẩm luyện khí sư, mục đích của ngươi cũng không đơn giản đi. Lâu mộ yên hừ lạnh một tiếng nói, quỷ tu cần dùng vô số mới mẻ linh hồn đến tế luyện công pháp, nó thủ đoạn đa số âm tàn cùng tàn nhẫn, là thiên linh đại lục lục đại tông phái cùng mấy đại đỉnh tiêm thế lực truy nã đối tượng, Sương mù đại sư bởi vì luyện khí sư thân phận không biết dùng thủ đoạn gì đem quỷ tu giấu giếm thân phận, gia nhập luyện khí các tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật, tuổi còn nhỏ tâm tư ngược lại là kín đáo. Sương mù đại sư trong mắt âm lãnh, phản phất hạ cái gì quyết tâm, hắn đột nhiên đưa tay tại thân thể nơi nào đó điểm một cái, phun ra một đoàn tinh huyết, một đoàn sương máu đem hắn bao trùm, thoáng chốc một cổ mùi máu tanh khó ngửi vị lan tràn, một đạo hồng quang đột nhiên từ sương đỏ bên trong thoát ra hướng phía xa xa chân trời bỏ chạy, mặt diễm con ngươi ngậm lấy tia trào phúng, tâm thần khẽ động, trên trán kia ngọn lửa tự phát thoát ly, hư một chút liền đuổi kịp cái kia đạo hồng quang cũng đem nó vây khốn, không bao lâu, trên bầu trời truyền đến vài tiếng kêu thảm, kia sương mù đại sư còn chưa nhiều lời liền bị u minh chi hỏa thôn phệ, mặt diễm, ngươi muốn luyện hóa linh hồn của hắn. Lâu mộ yên cảm nhận được sương mù đại sư linh hồn chi lực càng ngày càng yếu từng làm sao ngươi muốn cho thủ hạ ta lưu tình mặc diễm ngước mắt tỉnh mịch nhìn xem nàng nàng hẳn không phải là như vậy nhân từ nương tay người a lâu mộ yên lắc đầu ngươi cứ việc luyện hóa chính là chẳng qua có thể hay không từ thần hồn của hắn ở bên trong lấy được tin tức hữu dụng có thể mặc diễm gật gật đầu vệ linh thú sở trường nhất chính là thôn vệ luyện hóa thần hồn cũng tước đoạt đối phương ký ức vậy liền dựa vào ngươi ta muốn biết hắn ẩn nút đến luyện khí các mục đích cùng vị kia lăng thu ở nơi nào. lâu mộ yên chọc chọc mặt diễm thân thể nói, mặt diễm nhanh chóng né tránh qua nàng ma thủ, ánh mắt hơi có chút mất tự nhiên. a, à, mặt diễm ta mới phát hiện ngươi đã tấn cấp đến thất giai a. À. lâu mộ yên chớp mắt một cái con ngươi nói, mặt diễm liếc nàng liếc mắt, đúng thì thế nào? hắn tận lực xem nhẹ lâu mộ yên trong mắt trêu tức cùng tò mò, hắn biết nàng đang suy nghĩ gì tấn cấp đến yêu thú cấp 7 không liền nói rõ ngươi có thế hóa hình, biến một cái đến xem. Nàng thật tò mò mặt diễm nguyễn hóa trưởng thành tính là cái dạng gì, mặt diễm ho nhẹ một tiếng, sau này hãy nói, mặt diễm, ngươi xấu hổ a. À. Lâu mộ yên trầm thấp cười vài tiếng, chế nhạo cười nói, mặt diễm liếc nàng một cái, đạp một cái chân sau đến trước giữa không trung mở to miệng đem u minh chi hỏa tính cả sương mù đại sư thần hùng toàn bộ nuốt tiếng bụng, ta đi luyện hóa tước đoạt trí nhớ của hắn, Ngươi kiểm tra hạ hắn không gian chiếc nhẫn có cái gì đồ tốt. Mặt diễm móng vuốt vung lên, một viên đen nhánh không gian chiếc nhẫn liền rơi xuống lâu mộ yên trong tay. Lâu mộ yên tiếp nhận chiếc nhẫn, khẽ ồ lên một tiếng, có chút hăng hái đem tinh thần lực thăm dò vào đến trong giới chỉ. Chương 288, ký ức tin tức, không gian chiếc nhẫn bên trên ấn ký đã bị mặt diễm xóa đi. Lâu mộ yên đem tinh thần lực thăm dò vào không gian chiếc nhẫn đi sau hiện sương mù đại sư luyện chế chiếc nhẫn này xác thực bất phàm, chẳng những không gian so với nàng hiện tại chiếc nhẫn đại suất hơn 10 lần, còn phân loại phân chia khu vực, trong đó có một cái chuyên môn bày ra linh thảo không gian, bốn phía lại dùng vạn niên hàng băng chế tạo thành, có thế mức độ lớn nhất giữ lại linh thảo tươi sống trình độ, bày ra vật liệu luyện khí cũng là dùng một cái đơn độc rất lớn không gian, bên trong đặt vào vô số trân quý vật liệu luyện khí, còn có không ít bán thành phẩm cùng thành phẩm. Lâu mộ yên lướt qua bên trong không ít hơn 30 kiện linh bảo cùng thánh khí bên môi dơ lên một cái đường cong, sau khi trở về lại có thể thật tốt cải thiện lâu gia pháp khí trang bị, nàng đại khái ra một lần trong giới chỉ đồ vật, phát hiện sương mù đại sư quá giàu có, chỉ là hạ phẩm linh thạch liền có mấy triệu, còn có hai vạn khối trung phẩm linh thạch, làm nàng đang chuẩn bị rời khỏi không gian lúc, đột nhiên phát hiện một đống đặt vào các loại lung tung ngổn ngang đồ vật bên trong sen lẫn một khối không đáng chú ý màu đỏ sậm lệnh bài nàng tâm thần khẽ động, khối kia lệnh bài màu đỏ liền rơi xuống trong lòng bàn tay. Lúc này vừa vặn mặt diễm thôn vệ luyện hóa xong sương mù đại sư thần hồn, mở mắt, khi thấy lâu mộ yên đồ trên tay lúc, hắn mắt sắc sâu sâu, khối này đỏ ngào lệnh bài cùng trước ngươi đạt được xích kim lệnh bài là đồng dạng. Ta cũng phát hiện, sương mù đại sư đem nó cố ý đặt ở một đống tạp vật bên trong còn làm cái thủ thuật che mắt, ta kém chút cũng không nhận ra được. Lâu mộ yên khẽ cười một tiếng, tùy ý bóc mấy cái pháp quyết đối ám sắc không đáng chú ý lệnh bài màu đỏ sờ một cái, lệnh bài trên có một tầng đồ vật vỡ vụn thành từng mảnh mỡ cũng biến mất, đương mùa bài lần nữa lộ ra lúc, nhan sắc đỏ đến chó sáng, một cổ nồng đậm hỏa thuộc tính nguyên tố tản ra, lệnh bài này xem ra không phải chỉ cái này hai viên. Lâu mộ yên vuốt vuốt lệnh bài mở miệng, mặt diễm gật gật đầu, phía trên có loại không thuộc về cái này giao diện khí tức, hẳn là mở ra một nơi nào đó không thể thiếu trọng yếu đồ vật xem ra ta suy đoán khả năng có năm loại thuộc tính dạng này lệnh bài ngươi tại sương mù đại sư trong trí nhớ không có phát hiện lệnh bài tin tức sao lâu mộ yên ngước mắt hỏi trong cơ thể hắn có một cái thần bí phong ấn đem phi thường tin tức bí ẩn đều ẩn tàn lên chỉ cần tính mạng tổn lạc kia tin tức cũng sẽ đi theo biến mất cho nên bao quát hắn vì sao chui vào luyện khí các tin tức chờ đều không có dò xét đến Mặt diễm nhàn nhạt mở miệng dạng này phong ấn hẳn không phải là chính hắn phong a lâu mộ yên nhíu nhíu mày lại hỏi mặt diễm đen bóng mắt sắc mang theo thâm trầm cái kia phong ấn quấn quanh lấy ma khí hắn có thể là giới diện khác đến gian tế chờ ngươi tu vi đạt tới kiếm tôn thực lực không ít thứ tự nhiên là sẽ biết lâu mộ yên không hiểu nhìn mặt diễm liếc mắt ngươi cảm thấy có đồ vật ta không nên biết hiện tại đối với ngươi mà nói biết quá nhiều ngược lại không tốt vẫn là chuyên tâm tu luyện chờ đạt tới kiếm tôn tu vi về sau ta sẽ đích thân nói cho ngươi một chút che giấu sự tình mặt diễm vẫn như cũ không hé miệng, lâu mộ yên trầm ngâm sẽ cũng không lại dây dưa vấn đề này, phải biết thời điểm tự nhiên là sẽ biết, lăng thu sự tình biết sao, mặt diễm gật gật đầu, đem lục soát sương mù đại sư trong trí nhớ sự tình êm tai nói, 200 năm trước, hắn cùng lăng thu cùng đi đến cái này phương tranh tài không gian tham gia một lần kia thiên linh đại lục phong vân tranh bá tái, hắn khi đó mục đích đúng là vì tìm kiếm linh hỏa, tham gia trận đấu ngược lại là tiếp theo. Tìm tới cũng thu phục linh hỏa sau hắn ngủ tạng lục phủ cũng bị đốt bị thương, tại suy yếu nhất còn chưa khôi phục thời điểm gặp được một siêu cường quốc đồng dạng tìm kiếm linh hỏa kiếm sư, kém chút bị giết, tại tuyệt vọng thời điểm bị Lăng Thu cứu, hai người cùng một chỗ kết bạn tham gia về sau tranh tài, cuối cùng dần dần sinh ra tình cảm, lẫn nhau yêu nhau, hắn quỷ tu thân phận bị Lăng Thu biết sau chẳng những không có rời đi hắn ngược lại vì hắn trộm lăng gia chí bảo vì đó che giấu khí tức trong người không bị cao giai cường giả phát hiện hắn cũng bởi vì món kia bảo vật mới thuận lợi tiến vào luyện khí các trở thành trưởng lão lăng thu cũng bởi vậy thoát ly lăng gia một trăm năm trước hai người gặp một tên kình địch lăng thu vì hắn bị thương thật nặng thần hồn đều tán hắn thi triển bí pháp tìm đủ tán nguyên hồn đáng tiếc quá hư nhược cần thôn phệ luyện hóa một cùng lăng thu có huyết mạch quan hệ đồng thời thần hồn gần kiếm sư thần hồn khả năng thức tỉnh hắn tìm kiếm trăm năm, lần này mang theo lăng thu vốn định đến tranh tài không gian tìm kiếm cơ duyên, ai biết lại tại tòa thành thứ nhất hồ liền phát hiện ngươi tồn tại, quan sát ngươi cùng xích kim lệnh bài chủ nhân đại chiến sau đã nhìn chầm chầm ngươi, hắn chẳng những muốn lấy thần hồn của ngươi, còn muốn đem xích kim lệnh bài cướp đi, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, hắn không nghĩ tới mình lại bởi vậy tổn lạc. Chẳng qua hắn đối ngươi vị kia cô nãi nãi ngược lại tính được dùng tình sâu vô cùng, lúc sắp chết đều còn tại nhớ. Lâu mộ yên lông mày nhíu thật chặt, nghe xong mặt diễm nói một hơi trầm tư chỉ chốc lát, lăng thu tham dự sương mù đại sư tu luyện quỷ đạo luyện hồn sự tình sao, sương mù đại sư vẫn giấu kín lấy quỷ tu nguyên lực, hắn vừa rồi thi triển chạy trốn thuật pháp lúc nàng cảm nhận được kia cổ nồng đậm mùi máu tươi, bên trong còn kèm theo không ít hồn lực, chắc là giết hại không ít kiếm sư linh hồn, mặt diễm nhìn nàng một cái, dừng một chút mới nói, có, mà lại chết tại lăng thu trên tay tu sĩ cũng không ít, coi như không có hơn ngàn cũng chí ít mấy trăm, lâu mộ yên sắc mặt chìm xuống, đúng, ngươi từ trong trí nhớ của hắn có hay không tra được ta đại cửu tin tức, ngươi đại cửu trong lúc vô tình phát hiện hắn là một quỷ tu, hắn lúc đầu động sát cơ, chỉ là bị lăng thu ngăn cản, bọn hắn đưa ngươi đại cửu ném tới đại lục thập đại hiểm địa một trong sương đen hẻm núi tự sinh tự diệt đi, lâu mộ yên cười lạnh một tiếng, khi cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào. Nữ nhân kia thật không phải cái thứ tốt, chẳng những trộm gia tộc chí bảo bội phản gia tộc, dẫn đến lăng da lụi bại còn đối chí thân tộc nhân xuống tay thật sự là đáng ghét nàng ở nơi nào qua một lúc lâu lâu mộ yên sắc mặt âm trầm nhìn xem mặt diễm hỏi ở trung tâm thành trì một tòa tầng hầm mặt diễm rất ít thấy được nàng này sẽ như vậy u ám thở dài nói cần gì phải vì một cái cuộc sống như thế khí ngươi nghĩ triệt để giết nàng đã từng đại cửu đối ta vô cùng tốt không nghĩ tới hắn sẽ bị nữ nhân kia làm hại ta có thế không giận sao Lâu mộ yên nhíu mày, giết nàng không có ý nghĩa, đến lúc đó đưa nàng giao cho Lăng Phi Dương mang về Lăng Gia từ bọn hắn xử trí đi. từng, cũng được, chẳng qua Lăng Gia món kia chí bảo đã bị hắn dung hòa luyện hóa, bây giờ cùng thân thể của hắn cùng một chỗ bị ta U Minh Chi Hỏa biến thành cho tàn. Mặt Diễm nói, U Minh Chi Hỏa diệt sát hết thảy khí tà ác cùng quỷ vật, sương mù đại sư trong cơ thể quỷ tu tà công đã đem kia chí bảo nhiễm lên ma khí, coi như còn tại hoàn hảo cũng vô pháp tại sử dụng, bởi vậy hắn mới cùng một chỗ đốt, hóa thành tro tàn cũng không quan trọng. Lâu mộ yên cũng không thèm để ý món kia cái gọi là chí bảo, ừm, cho ngươi kiện đồ tốt, Mặc diễm nói xong từ miệng bên trong phun ra một đám màu cam ngọn lửa, ngươi đem cái này linh hỏa luyện hóa sau tử kim linh hỏa chắc hẳn cũng có thế biến dị thăng cấp, chương 289, linh hỏa thăng cấp, lâu mộ yên ánh mắt sáng lên, nàng trước đó liền nhớ cái này đám linh hỏa, chẳng qua nhưng không có lập tức tiếp nhận người u minh chi hỏa cần linh hỏa tiến hóa sao cần ngươi trước luyện hóa đi mặt diễm trong con ngươi lãnh đạm nhiễm lên mấy phần ý cười cái này linh hỏa đối u minh chi hỏa không có gì đại dụng ngươi nhanh đi luyện hóa đi lâu mộ yên có thế khắc chế trong lòng khát vọng đem linh hỏa tặng cho mặt diễm cũng làm cho hắn đã sớm đóng băng lên tâm lại hòa tan mấy phần thật không cần ngươi không phải gạt ta a à. lâu mộ yên mắt sắc chăm chú nhìn mặt diễm nếu như mặt diễm u minh chi hỏa cần nàng tuyệt đối sẽ không cùng hắn cướp mặt diễm không cao hứng mà cười cười nói thật không cần loại này cấp bậc linh hỏa đối ta bản mệnh chi hỏa căn bản vô dụng lâu mộ yên lường hắn một cái tình cảm là ghét bỏ lấy linh hỏa cấp thấp được ngươi không để vào mắt ta nhưng nhìn lấy trong mà thèm ta liền không khách khí cái này linh hỏa đối nàng tử kim linh hỏa xác thực có biến dị thăng cấp hiệu quả Nàng sau khi nói xong vung tay áo liền đem linh hỏa thu hồi chạy đến trong nhà gỗ bắt đầu luyện hóa, mặt diễm nhìn xem nàng rời đi bóng lưng trong mắt mang theo bôi ít có ấm sắc. Mười ngày sau, một cổ thiên địa linh khí không ngừng hướng phía nhà gỗ phun trào, mặc dù không có hình thành linh vân, nhưng số lượng cũng cực kỳ khả quan. Chủ nhân lần này không biết có thể thành công hay không tấn cấp đến kiếm tông. Băng kích hóa thành hình người sờ lên cầm ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Mặt diễm quể oải ghé vào một khối trắng noãn da thú bên trên phơi nắng, sẽ không, thăng cấp quá nhanh sẽ tạo thành căng cơ bất ổn, nàng sẽ không làm chuyện như vậy, đây cũng là, diễu diễu thăng cấp cũng quá nhanh, có thể hay không căng cơ bất ổn. Băng kích mang theo lo lắng hỏi, mặt diễm ngước mắt giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, sẽ không, yêu thú cùng nhân loại khác biệt, huống chi diễu diễu thân có kim long huyết mạch, tại cửu giai phía dưới không tồn tại căng cơ bất ổn tình huống lần này chẳng những lâu mộ yên đang bế quan tu luyện diễu diễu cùng huyết huyết gần như đồng thời cảm nhận được tấn cấp bình cảnh bị đánh vỡ hai con yêu thú cũng đều tự tìm cái địa phương thăng cấp trong nhà gỗ lâu mộ yên luyện hóa kia đám màu cam linh hỏa cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy cam diễm linh hỏa mặc dù không có tử kim linh hỏa cao cấp nhưng cũng biết nguy hiểm sẽ không cam tâm tình nguyện bị tử kim linh hỏa thôn phệ lâu mộ yên một bên muốn áp chế cam diễm phản kháng để tử kim linh hỏa thuận lợi thôn phệ một bên phải thừa nhận linh hỏa thiêu đốt toàn thân kinh lạc đau khổ. Lại qua 10 ngày, nàng đem toàn thân là mồ hôi quần áo đổi đi, thể xác tinh thần khí sản một phen bàn tay, một đám hai tầng nhan sắc linh hỏa xông ra. Lập tức, nàng tuyệt không ngừng, mà là lợi dụng luyện hóa linh hỏa năng lượng xung kích lên tu vi, tụ tập ở chung quanh linh khí xông lên toàn bộ không có vào nhà gỗ. Lâu mộ yên đem linh khí chuyển hóa thành linh lực, từng lần một lợi dụng trong đan điền lục sắc vụ hải chiết xuất làm linh lực tinh thuần đến cực hạn lúc, nàng cũng thuận lợi từ trung giai kiếm hoàng xung kích đến cao giai kiếm hoàng. Tốc độ như vậy kỳ thật đã rất kinh người, mà nếu là nàng nguyện ý, chỉ cần làm cái gia trì qua tụ linh trận, nàng có thể trực tiếp trùng kích đến kiếm hoàng đỉnh phong, nhưng nàng lại không làm như vậy. Mặc diễm nói tương đối đúng, tu vi cũng không phải là tăng lên càng nhanh càng tốt, nàng thích đem cơ sở làm chắc, linh lực càng tinh khiết hơn càng có lợi nàng sau đó không lâu ngưng kết kim đan tấn cấp sau khi hoàn thành nàng tuyệt không rời đi nhà gỗ mà là lấy ra bộ kia địa giai kiếm kỹ nghiên cứu có chút dịu dụng chỗ để nàng được ích lợi không nhỏ nàng mặc dù là đến từ linh giới đại năng nhưng cũng sẽ không mơ tưởng xa vời thế giới này cũng có thật nhiều đáng giá nàng cần phải học hỏi nhiều hơn cùng tiếp nhận đồ vật một tháng sau diệu diệu thăng cấp đến thất giai huyết huyết cũng đột phá đến thất giai trung kỳ diệu diệu có thể huyễn hóa thành hình người để huyết huyết đố kỵ rất lâu yêu thực nhất định phải xung kích đến bát giai khả năng huyễn hóa thành hình người, lâu mộ yên linh sủng bên trong trừ huyết huyết đều có thể hóa hình, chỉ là mặt diễm nhưng vẫn không có huyễn hóa qua, chủ nhân, chúng ta lên núi đi chơi đi. Diễu diễu bởi vì thăng cấp quá nhanh, hiện tại hóa hình về sau nhìn qua cũng chỉ là một cái ước chừng 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Lâu mộ yên nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng thịt đô đô phấn lộn khuôn mặt nhỏ cười nói, đây là một loại nguy hiểm khu, chính là bác giai yêu thú tiếng vào đều không nhất định có thế sống sót ngươi vẫn là đừng nằm mơ diễu diễu cùng băng kích có một chút rất giống đặc biệt thích chơi căn bản ngồi không yên ai vậy quên đi diễu diễu thở dài còn có gần một tháng thời gian chúng ta vừa muốn đi ra ngươi cùng huyết huyết nhanh cũng cố tu vi đi lâu mộ yên sờ sờ cái mũi của nàng nói tốt a à. khoảng cách đại chiến thời gian còn thừa lại ba ngày lúc lâu mộ yên từ trong nhà gỗ đi ra phi thân lướt đi phiến khu vực này. Bởi vì đám yêu thú cũng tại chuẩn bị chiến đấu, cho nên bọn họ trước đó mặc dù tại một loại nguy hiểm khu, cũng không có gặp gỡ cái gì yêu thú lợi hại. Lâu mộ yên trở lại biên thành lúc lâu mộ bạch bọn người có chút lo lắng, gặp nàng bình yên vô sự trở về mới thở vào nhẹ nhõm, cùng những người khác tự sẽ cũ. Lâu mộ yên đem lâu mộ bạch cùng lăng phi dương đơn độc gọi vào khách sạn gian phòng nói chuyện, yên nhi, có phải là chuyện gì xảy ra? Lâu mộ bạch gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng hỏi. Lăng Phi Dương ngẩng đầu nhìn nàng không chớp mắt, hắn luôn cảm thấy nàng hôm nay muốn nói sự tình cùng mình có quan hệ. Ừm, trước đó ta đơn độc rời đi về sau gặp vị kia luyện chế tu di khinh chu sương mù đại sư, nguyên lai like hắn là. Lâu mộ yên gặp đến sương mù đại sư cùng lăng thu sự tình nói đơn giản một lần, chẳng qua lại không lộ ra mặt diễm sự tình, mà là nói từ sương mù đại sư trong miệng bộ lấy tin tức cũng không phải là nàng không tin được lâu mộ bạch cùng lăng phi dương mà là bọn hắn biết đến càng nhiều càng không an toàn ầm uhm. lăng phi dương sắc mặt âm trầm chén trà trong tay bị hắn bóp nát lâu mộ yên thở dài an ủi biểu ca đại cửu nói không chừng tại sương đen trong hẻm núi cũng chưa chết dù sao lưu tại lăng gia hồn bài còn chưa toàn bộ vỡ vụn mỗi cái gia tộc dòng chính cùng đệ tử tinh anh cơ bản đều có một khối đại biểu sinh mệnh hồn bài hồn bài toàn vỡ vụn thì đại biểu cho người kia đã chết rồi. Thế nhưng là phụ thân hồn bài bên trên đã che kín vết rách, coi như hiện tại chưa chết sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Lăng Phi Dương trên mặt mấy phần vẻ thống khổ, không nghĩ tới hại phụ thân người, vậy mà là hắn ruột thịt cô cô. Nữ nhân kia bị ma quỷ ám ảnh đi, vì một cái nam nhân vậy mà vong ân phụ nghĩa đến loại tình trạng này. Lâu mộ bạch sắc mặt cũng hết sức khó coi, lăng thu thiên phú so với bọn hắn ông ngoại đều tốt, bởi vậy bị gia tộc trọng bồi dưỡng, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà cho ăn thành một con bạch nhãn lan, nàng tại trận đấu này không gian bên trong. Lăng Phi Dương thu liễm hạ cảm xúc, trong mắt lãnh ý nhưng không có tiêu tán, lâu mộ yên gật gật đầu, ừm, chờ tổng quyết tái xong về sau ta liền mang các ngươi đi tìm nàng, nếu như không cần thôn vệ luyện hóa thần hồn liền có thể cứu sống, ta sẽ hết sức làm cho nàng thức tỉnh, nhất lên luyện hóa thần hồn đến. Lâu mộ bạch cùng lăng phi dương trên mặt ngưng kết mấy phần sát khí, kém chút lâu mộ yên cũng phải bị nữ nhân kia hại chết, mộ yên cứu nàng làm cái gì? Nàng cũng xứng. Lăng phi dương cao mày, ánh mắt lộ ra một loại chán ghét chi tình, lâu mộ yên ngoắc ngoắc khóe môi, hiếp hiếp con ngươi nói, các ngươi không cảm thấy liền để nàng chết như vậy quá tiện nghi sao? Nàng nói không chừng sẽ biết chút cửu cửu tin tức, chỉ cần đại cửu hồn bài không có toàn nát, chúng ta liền còn có hy vọng không phải mà lại nữ nhân kia nói không chừng sẽ còn biết một chút liên quan tới sương mù đại sư bối cảnh tin tức. Lăng Phi Dương nghe nàng nói như vậy trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng, đúng, nói không chừng nàng có thể biết phụ thân tin tức, cứ như vậy để nàng chết xác thực quá tiện nghi nàng. Mấy người lại thảo luận một phen ngay tại thành trì bên trong tu luyện chờ đợi đại quyết chiến đến. Ken ken ken, ba ngày sau, một trận tiếng chuông du dương vang lên. Lâu mộ yên đứng người lên nhanh chóng hướng phía tường thành phương hướng lao đi. Toàn bộ thành trì bên trong vô số thân ảnh đồng dạng hướng phía cái hướng kia chạy đi, trong trận chung kết cùng yêu thú đại quyết chiến thời khắc đến, chương 290, đại chiến bắt đầu, Lâu Mộ Yên đến trên tường thành lúc, những người khác đã lục tục đuổi tới, trọng lớn trên tường thành đứng đầy người loại kiếm sư, trống trống, lập tức vô số tiếng biết tai nhất ốc thú trống không ngừng vang lên, đối diện bình nguyên bên trên đen nghiệp thú ảnh một chút xíu tới gần, sau một lát, thành trì phía dưới đều là ngũ lục gia yêu thú còn có mấy chục đạo bóng người lăn không mà chiến khí thế bất phàm lâu mộ yên cảm giác được có hai cổ ánh mắt thật chặt khóa chặt nàng ngẩng đầu nhìn lại liền gặp lần trước tại kia phiến trong núi gặp phải trên mặt có thanh văn nam tử áo trắng còn có một dáng người khô gầy trong mắt sát ý nồng đậm nam tử nàng thấy khô gầy nam tử khuôn mặt có chút quen thuộc hồi tưởng một lần nhớ lại xà cơ cái này yêu tu muốn tới cùng xà cơ có quan hệ gì lần này cũng là nghĩ tìm nàng báo thù nàng ánh mắt phát lạnh khiêu khích đối hai tên yêu tu cười cười, để hai yêu hận không thể hiện tại liền xông lại xé nàng. Nhân loại kiếm sư nhóm, dựa theo trăm năm ước định, lần này là hai chúng ta tộc lớn đối chiến thời gian, dựa theo quy củ cũ, trước tiến hành một đối một chiến đấu, cuối cùng lại hỗn chiến đi. Yêu tu bên trong đi ra một râu xanh lão giả, trên người uy áp bị thu lại lên, có thể từ khí tức bên trên vẫn có thể phán đoán hắn là nơi này yêu tu bên trong mạnh nhất tồn tại, là một con bát giai yêu thú đối phương lại có bác giai hậu kỳ yêu thú tồn tại, chúng ta bên này khó giải quyết. Tư Nam nhíu mày, bọn hắn nơi này mạnh nhất cũng chỉ là cao giai kiếm tông, mặc dù có khiêu chiến vượt cấp năng lực, nhưng cùng tương đương với kiếm tôn thực lực bác giai hậu kỳ yêu thú so ra vẫn là có rất lớn chênh lệch, lạc dịp một thân thanh quý, màu bạc cẩm y đem hắn tráng kiện dáng người bao bọc càng lộ ra khí chất xuất chúng, chỉ có thể liên thủ thử một lần. Hắn có thế chiến bác giai sơ kỳ yêu thú, nhưng nếu là đối đầu bác giai hậu kỳ tất thua không thể nghi ngờ diêm quân thấy lâu mộ yên trên mặt chẳng những không có mảy may lo lắng ngược lại chiến ý dạt dào khẽ cười một tiếng lâu tiểu thư giống như rất chờ mong lần này đại chiến ngươi liền không lo lắng con kia bác giai hậu kỳ yêu tu sao lâu mộ yên liếc mắt nhìn hắn giống như cười một tiếng trời sập xuống không phải còn có các ngươi những cái này người cao đỉnh lấy sao đối phương bác giai hậu kỳ yêu thú thủ lĩnh đương nhiên phải cắt ngươi những cái này siêu cường quốc tinh anh kiếm sư đi đối phó mấy người nghe được hắn cũng nhịn không được kéo ra khóe miệng tình cảm nàng là căn bản liền không nghĩ tới con kia bác giai hậu kỳ yêu thú làm sao đối phó lâu mộ yên chân thực ý nghĩ tự nhiên sẽ không cùng mấy người kể ra nàng kỳ thật vẫn là rất muốn đi thử xem bác giai hậu kỳ yêu thú thực lực có biến dị thăng cấp về sau linh hỏa nàng đối với mình lại nhiều hơn mấy phần lòng tin vậy liền trước ra 10 người đối chiến 10 yêu đi. Nhân loại kiếm sư bên này một nhìn qua thành thục ổn trọng nam tử lên tiếng nói, hắn là ai? Lâu mộ yên trước đó tuyệt không chú ý tới nam tử này, hắn là nam lương quốc thái tử tiêu quân diệu, cũng là nhân loại chúng ta kiếm sư bên này mạnh nhất người. Cơ huyền mở miệng nói, lâu mộ yên đưa ánh mắt về phía tiêu quân diệu, cao giai kiếm tông tu vi, tướng mạo thanh tuyển, cử chỉ nhất chân ở giữa mang theo một cổ nho nhã ôn hòa hương vị. Nam tử này thanh tuyển nho nhã là cùng thân gọi tới xâm nhập thực chất bên trong loại kia ý vị, cùng băng kích loại kia nho nhã kiên quyết khác biệt. Lập tức tên nam tử kia nhảy lên nhảy lên tường thành chỗ cao nhất, mang trên mặt nụ cười ấm áp, tại hạ tiêu quân diệu. Thủ chủ sự phương ủy thác tạm thời chủ trì lần tranh tài này bên trong kiếm sư cùng yêu thú ở giữa lớn đối chiến. Mọi người đều biết lần này cùng yêu thú đại quyết chiến đôi bên thời gian ước định vì ba ngày ba ngày sau yêu thú không được tại ngăn cản chúng ta cưỡng ép đột phá khối này bình nguyên vọt tới đối diện trên núi tranh đoạt trận chung kết thứ tự, đã từng quy củ cũ là trước một đối một đối chiến, lấy thắng bại buổi diễn quyết định hỗn chiến thời gian dài ngắn, bên ta thắng một trận thời gian rút ngắn nửa canh giờ, nếu như ngay cả thắng 10 trận thì có thể rút ngắn 5 canh giờ, thay phiên xuống tới sẽ không ít hơn 30 trận một đối một đối chiến, hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng cùng chung nan quan. Trận đầu đối chiến có 10 người tham gia, Đối phương mười tên yêu tu có ưu tiên chọn lựa quyền, cũng chính là bọn hắn có thể chỉ định trong nhân loại 10 người khiêu chiến, chúng ta không cách nào can thiệp, Tiêu Quân Diệu thực lực mạnh nhất tự nhiên là muốn cuối cùng ra sân, ánh mắt của hắn ấm áp lướt qua người phía dưới, đúng, nhắc nhở một câu, một đối một chiến đấu không cho phép những người khác hoặc là yêu tu nhúng tay, sinh tử tự mệnh, đương nhiên, nếu là đối phương điểm lên trong chúng ta người nào đó, nhưng tu vi cùng thực lực sai biệt quá lớn cũng có thể cự tuyệt hắn sẽ một lần nữa chọn lựa đối chiến người. Tiêu quân diệu lại bổ sung một câu, đó có phải hay không không quá công bằng. Bọn hắn dựa vào cái gì có thể chọn trước chọn chúng ta người đối chiến. Trong đó một tên kiếm sư không phục mà nói, tiêu quân diệu đối với hắn chất vấn cũng không tức giận, cười giải thích, ta đang chuẩn bị nói rõ điểm này, bởi vì hai phe đều ước có đối yêu thú ba ngày thời gian hạn chế, bởi vậy mới khiến cho bọn hắn chủ động chọn lựa nhân loại kiếm sư đối chiến vòng thứ hai bắt đầu liền từ vòng thứ nhất so tài kết quả quyết định phương kia chọn trước người. Nếu là chúng ta có thể thắng 6 trận hoặc là thế hòa thêm thắng cục lớn hơn đối phương, vòng tiếp theo liền từ nhân loại chúng ta kiếm sư bên này 10 người đến chọn lựa đối phương xuất chiến người. Bởi vậy vòng thứ nhất tranh tài 10 phần trọng yếu, hy vọng mọi người coi trọng, vô luận ai bị đối phương chọn đến đều muốn toàn lực một trận chiến, không cho nhân loại chúng ta tu sĩ một phương này sờ soạn, tiêu quân diệu trên mặt mang cười, Thanh âm lại mang theo vài phần uy áp, cuối cùng bổ sung một điểm, đối chiến thắng được tranh tài kiếm sư có thể gia tăng Ngọc Bài Nhan Sắc, cho nên mọi người phải chăng có thể thuận lợi xông vào 100 người đứng đầu đây cũng là một cái tranh thủ cơ hội tốt. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, phía dưới kiếm sư nhóm lập tức thảo luận, như thế một cái cơ hội tốt, đáng tiếc cũng phải có mệnh cầm mới được a. À. Một đối với mình không phải rất có lòng tin kiếm sư thở dài, đúng vậy a. À đối phương kia mấy chục tên yêu tu đều là thất giai, yêu thú tại thân thể độ cường hoành bên trên vốn là mạnh hơn nhân loại, đối chiến lên thắng bại thật đúng là khó mà nói, thua thế nhưng là lấy mạng đi thua. Không ngừng có người phụ họa, cũng có đối với mình có tự tin kiếm sư không đồng ý nói, các ngươi sao có thể trướng người khác chí khí diệt uy phong mình đâu. Chỉ là mấy cái không khai hóa yêu thú sợ cái gì, đúng đấy, một hồi ai bị chọn lựa đến cũng đừng ra vẻ đáng thương, cái này không chỉ chỉ quan hệ đến quyết chiến thành tích, còn quan hệ đến nhân loại chúng ta kiếm sư mặt mũi. Thanh âm như vậy liên tiếp tràn ngập toàn bộ tường thành, Tiêu Quân Diệu cười nhạt không nói, thời gian đã đến, hiện tại bên ta 10 tên yêu tu xuất chiến chọn lựa đối thủ, nhân loại các ngươi kiếm sư không dị nghị a. À. Tên kia râu xanh lão giả nhìn sắc trời một chút, trung khí 10 phần nhìn xem Tiêu Quân Diệu nói, Tiêu Quân Diệu cười gật gật đầu, tốt, bây giờ liền bắt đầu đi. Trâu xanh lão giả ánh mắt tùy ý quét qua, liền có 10 tên yêu tu lóe lên mà ra, trong lòng bọn họ sớm đã có mục tiêu, vừa xuất hiện liền chỉ định khiêu chiến đối tượng, ta muốn khiêu chiến nàng. Trong đó một tên yêu tu vừa ra trận liền mắt sáng như đuốc chỉ vào trong đám người lâu mộ yên, lâu mộ yên nhàn nhạt, nhạt nhìn sang, cái này yêu tu chính là cùng xà cơ dáng dấp giống nhau đến mấy phần khô gầy nam tử, các bạn đang nghe tại kênh bà Tám đọc truyện. Chương 291, nàng là đi chịu chết. Khi con này thất giai đỉnh phong yêu thú chỉ vào lâu mộ yên lúc, nhân loại bên này kiếm sư đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, lập tức bọn hắn nghĩ đến vòng thứ nhất so chiến thế nhưng là quan hệ vòng thứ hai lựa chọn đối thủ quyền ưu tiên, thế là nhao nhao bất mãn kêu la, một con thất giai đỉnh phong yêu thú chọn một tên cao giai kiếm hoàng đối chiến đây không phải công khai khi dễ người sao? Đúng vậy a. À. Cũng quá không muốn mặt, các loại công kích thanh âm của đối phương chưa từng ít người miệng bên trong hô lên. Tên kia khô gầy nam tử lạnh lùng quét nhân loại cái này phương kiếm sư liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, chính là khi dễ các ngươi thì đã có sao? Làm sao không dám tiếp nhận khiêu chiến sao? Vậy liền mau mau cút trở về lại tu luyện mấy năm lại ra tới mất mặt đi, đối chiến có quy tắc, ngươi có thể đối ta lựa chọn biểu thị bỏ quyền. Khô gầy nam tử sắc bén quét về phía lâu mộ yên, trong mắt khiêu khích chi sắc sâu nồng, lâu mộ yên còn chưa nói chuyện, không ít người lại bắt đầu đem câu chuyện nhắm ngay nàng. Lâu mộ yên lấy tu vi của ngươi trực tiếp bỏ quyền đi, dạng này không có tranh cãi đối chiến không muốn hành động theo cảm tính. Bởi vì lâu mộ yên cùng sở hàng là lần này trước hai trận tranh tài hát mã, ở đây kiếm sư cơ bản đều có thể nhận ra nàng tới. Mặc dù biết nàng có chút thủ đoạn, nhưng nếu là đối đầu thất giai đỉnh phong yêu thú, bọn hắn tin tưởng nàng tuyệt đối là đi chịu chết. Thôi đi, nàng sẽ đi hành động theo cảm tính. Loại này lấy trứng chọi với đá sự tình đồ đần mới đi làm, nói rõ nàng đáp ứng chính là chịu chết. Nam tầm quốc thái tử mở miệng chế nhạo, nói không chừng người ta lâu đại tiểu thư chính là có thủ đoạn có ác chủ bài có thế chiến thắng đối phương. Các ngươi cũng chớ xem thường chúng ta lần này hắc mã. Ha ha, có mấy tên không quen nhìn lâu mộ yên trở thành tiêu điểm kiếm sư cũng đi theo ồn ào. Nhanh lên từ bỏ đi, không phải một hồi bị giết đem chúng ta nhân loại kiếm sư bên này mặt đều mất hết. Đúng đấy, người hẳn là có tự mình hiểu lấy, bỏ quyền mặc dù rất mất mặt, nhưng dù sao cũng so ném mạng nhỏ tốt, người ta dáng giúp dạng này quy n nói không chừng sau khi rời khỏi đây có thể đem đối phương mê phải thần hồn điên đảo cũng không nhất định, lạc lạc, cũng đúng, hồ ly tinh không phải cũng là yêu thú một loại, nói không chừng đối diện yêu tu bị mê phải liền tự động bỏ quyền, không ít đố kỵ lâu mộ yên bên người Mỹ Nam vần quanh nữ kiếm sư cũng nói mang chua lời nói, các ngươi ngậm miệng. Lạc ly giận dữ, đứng ra mang theo uy áp quát lớn một tiếng, phốt, Dạ thanh hàng một cái lắc mình đem nói đến khó nghe nhất nữ tử kia đánh thành trọng thương. Tư nam mấy người cũng nhao nhao đứng ở lâu mộ yên bên người, lặng lẽ vẫn nhìn chung quanh kiếm sư. Bản công tử gần đây thích các người đầu lưỡi nhắm rượu, các ngươi lại nói thử xem. Diêm quân hừ lạnh một tiếng, thấy lần tranh tài này nhất có cơ hội xông vào 10 hạng đầu mấy người đứng ra giữ gìn lâu mộ yên, không ít người đều suyệt thanh âm, trong lòng lại không phục. Tiết Linh Nhi đứng tại phía sau đám người một cái không đáng chú ý vị trí, trong mắt che kín hận ý, lòng bàn tay bị móng tay đâm thủng chảy máu đều không hề hay biết. Trong nội tâm nàng ngược lại là chờ mong lâu mộ yên đầu óc phát sốt đáp ứng đi đối chiến, dạng này liền có thể tuyệt cái họa lớn trong lòng này. Mà không biết có phải hay không là thần linh nghe được nàng chờ mong, lâu mộ yên vậy mà một cái lắc mình rơi xuống tên kia yêu tu đối diện tiếp nhận thiêu chiến. Nàng hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, trong lòng tiếp tục cầu nguyện, giết lâu mộ yên, xé nát nàng, ta tiếp nhận thiêu chiến của ngươi. Lâu mộ yên rơi xuống khô gầy nam tử trước mặt, mang trên mặt xảo tiếu yên nhiên nụ cười, cùng nàng quen thuộc người nhìn thấy cái nụ cười này liền sẽ biết, nàng tức giận, đối với mấy người giữ gìn trong nội tâm nàng nói không động dung là giả, thế nhưng là hết thảy cãi lại đều là vô dụng, muốn đối nổi duy trì của bọn hắn, liền phải đánh như tử giết cái này cùng vọng yêu thú, thất giai đỉnh phong lại như thế nào. Nhà nàng băng kích ra tới một cái móng vuốt liền có thể phế, ha ha, ta bội phục ngươi dũng khí đáng khen, Xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái chút." Khô gầy nam tử cười lớn một tiếng nói, Lâu Mộ Yên ôm lấy hai tay, ánh mắt xuyên qua hắn nhìn về phía đối diện râu xanh lão giả hỏi, "Nhân loại chúng ta kiếm sư một phương này có thể dùng linh sủng tham chiến a?" "Tự nhiên là có thể, linh sủng cũng là loài người kiếm sư chiến lực một bộ phận, điểm này tại hơn mấy giới đại quyết chiến bên trong cũng là được cho phép." Râu xanh lão giả không biết vì sao cái này nữ hoa con mắt như thế sáng đến kinh người, nhưng cũng không thể không nói ra xong phương phép tắc. Nhân loại kiếm sư bên trong có một phần là linh thú sư tự nhiên là phải phối hợp lấy linh sủng khả năng toàn lực tác chiến, thân là cao giai yêu thú bọn hắn mặc dù trơ trẻn những cái kia bị nhân loại thuần phục linh sủng, nhưng cũng thừa nhận kia đã là nhân loại chiến lực một bộ phận. Lâu mộ yên gật gật đầu, cái này đi, phốc phốc, làm sao ngươi cho rằng thả chỉ linh sủng ra tới liền có thể thắng ta rồi. Khô gầy nam tử khinh thường cười nói, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, "Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi lưu một cái toàn thay." Chẳng qua là cổ thay khô, nơi này nhiều như vậy thất giai yêu thú, không thả huyết huyết ra tới hút một cái rất xin lỗi mình, kỳ thật Lâu Mộ Yên đáy lòng vẫn là rất cảm tạ tên này Khô gầy nam tử, dù sao nếu không phải hắn điểm danh khiêu chiến mình, cái khác yêu thú sợ là chướng mắt nàng chút tu vi ấy, nàng cũng vô pháp xuất chiến để huyết huyết tăng cao tu vi. Hừ. Nói khoác mà không biết ngượng, liền để ta nhìn ngươi làm sao để lưu ta toàn thay. Khô gầy nam tử cười lạnh một tiếng, thối lui mấy bước liền chuẩn bị chiến đấu, nhân loại phía dưới kiếm sư có hơn phân nửa cũng không coi trọng lâu mộ yên, cảm thấy nàng chính là quá xúc động, không những mình muốn tổn lạc còn muốn làm mất mặt bọn họ, để bọn hắn ném nửa canh giờ, trong lòng đều rất không thoải mái nàng không có bỏ quyền, nàng nói như vậy khoác lát, một hồi thu càng mất mặt. Có một nữ tử nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nàng là tư nam người ái mộ, thấy tư nam một ngày vây quanh lâu mộ yên chuyển, trong lòng hận không thể nàng mau đi chết, chỉ là nàng tiếng nói mới rơi, đột nhiên bị một cái đại thủ bóp lấy cổ, nhịn không được kêu sợ hãi, ai ngờ há miệng, một đạo kiếm quan xẹt qua, đầu lưỡi của nàng nháy mắt rớt xuống, ô ô. Nàng miệng đầy là máu không cách nào tại ngôn ngữ, đau khổ cả khuôn mặt đều nhíu lại cùng một chỗ, diêm quân buông nàng ra cổ, móc ra khăn xoa xoa tay, đạm mạc nói, bản công tử nói được thì làm được. Bọn hắn nói vài lời lâu mộ yên không ảnh hưởng toàn cục, nhưng hắn lại nghe không quen người khác tranh luận nàng. Mà Diêm Quân lấy lôi đình tốc độ phích lịch phong hành các nữ tử này đầu lưỡi về sau, những người khác không dám ở chửi bới lâu mộ yên, bị hắn thủ đoạn thật sâu chấn nhiếp, bị dạ thanh hàng đã thương nữ tử lưng phát lạnh, thầm than còn tốt mình gặp gỡ không phải Diêm Quân, làm gì cùng các nàng chấp nhặt lâu mộ yên tự sẽ dùng sự thực đánh các nàng mặt. Cơ Huyền thế nhưng là biết Lâu Mộ Yên nữ nhân kia ẩn giấu đi không ít thủ đoạn, con kia thất giai hậu kỳ yêu xà chính là nàng giết, đã nàng dám ứng chiến, kia thế tất nắm chắc trong lòng khí, Diêm Quân liếc mắt nhìn hắn, người đối nàng ngược lại là có lòng tin, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng sẽ thua? Cơ Huyền rất có hào hứng cười hỏi, Diêm Quân câu môi cười cười, nữ nhân kia tự nhiên là sẽ không thua, lấy cái kia xảo trá nữ nhân tính tình nếu như lần tranh tài này sẽ thua nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động đi chịu chết vậy cũng chỉ có một cái khả năng duy nhất, nàng có thế khiêu chiến thất giai hậu kỳ yêu thú, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không chắc, lại hoặc là nói không có lớn như vậy tự tin, những người khác nghe hai người đối thoại, trừ lâu mộ yên bên này người duy trì bên ngoài nhau nhau liếc mắt, hai người này đến cùng nơi nào đến như thế lớn tự tin sẽ kết luận lâu mộ yên sẽ thắng, đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao, chương 292, đánh mặt 333. Không chỉ chỉ nhân loại kiếm sư cái này Phương không coi trọng lâu mộ yên, yêu thú phương kia càng là xem thường nàng không phải đâu khâu lão đại vậy mà chọn cái yếu nhất nhân loại kiếm sư khiêu chiến không phải nhìn xem người ta dung mạo xinh đẹp nghĩ chiếm tiện nghi a à. một đứng hóa hình kỳ yêu tu dẻo dẻo nói bên cạnh hắn một tên khác yêu tu cười nhạo nói khâu lão đại không gần nữ sắc sự tình ngươi không biết sao ta nhìn lấy hắn lạnh lùng tính tình hôm nay chủ động đứng ra khiêu chiến vị kia nhân loại nữ tử chắc là trước đó kết xuống thù hận nghe nói xà cơ chết tại một nhân loại nữ tử trong tay không phải là nữ nhân kia a làm sao có thể nữ tử kia tu vi chỉ là cao giai kiếm hoàng xà cơ thế nhưng là thất giai hậu kỳ yêu thú không có khả năng chết ở trong tay nàng đi tên này yêu tu mặc dù là nói như vậy nhưng trong lòng lại rất không có gì đấy nếu không phải này nhân loại nữ tử giết xà cơ lấy khâu lão đại tính tình là không nên tìm nàng khiêu chiến tốt xem tiếp đi liền biết trong đó một tên tuổi khá lớn yêu tu mở miệng nói có cái gì tốt nhìn ta kết luận nữ tử kia không ra ba cái hiệp liền sẽ bị khâu lão đại đánh chết một nữ yêu tu biểu môi hai phe đối chiến người đều chuẩn bị kỹ càng chiến đấu hết sức căng thẳng có cái gì linh sủng đều thả ra đi khô gầy nam tử trên mặt khinh thường lâu mộ yên nhưng trong lòng không có nửa phần xem thường xà cơ là thất giai hậu kỳ yêu thú còn có được mấy loại thần thông đã bị có thế nữ nhân này giết vậy nói rõ nàng tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lâu mộ yên khẽ cười một tiếng, như ngươi mong muốn, có thế quần ẩu nàng cũng lười lại tân tân khổ khổ chậm rãi đánh, để huyết huyết hút một cái tính một cái, sau đó nàng phất phất tay, trên cổ tay diễu diễu hóa thành một đầu màu trắng cự mãn rơi xuống khô gầy nam tử phía sau, huyết huyết toàn thân hưng phấn, từ lâu mộ yên một cái tay khác cổ tay bay ra rơi xuống mặt đất, một gốc khổng lồ màu vàng thực vật nháy mắt từ dưới đất mọc ra, quơ mọc đầy gai ngược màu vàng mạng đằng, băng kích kinh thường nghệ khô gầy nam tử liếc mắt, dương cánh cao phi, chẳng qua lại đem tu vi dùng bí thuật áp chế ở thất giai, dựa theo chủ nhân đến nói, cái này gọi là dụ địch xâm nhập, vừa ra tới chính là bát giai, sợ dọa đến những cái kia yêu thú không còn dám khiêu chiến, ba con yêu sủng từ ba mặt đem khô gầy nam tử vây quanh, lâu mộ yên giật giật nắm đấm, trên tay chụp lên một tầng màu đỏ nhạt hỏa diễm, quần ẩu con yêu thú này nàng không cần dùng linh hỏa khô gầy nam tử biến sắc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới nhân loại đối diện nữ tử lại có ba con thất giai linh sủng, mà lại từng cái bất phàm, hắn còn chưa ra tay, đám người chúng yêu liền gặp lâu mộ yên một cái lắc mình, thân pháp giống như quỷ mị trong khoảnh khắc biến mất tại cái này phương chân trời, tiếp lấy làm nàng xuất hiện lúc, chính chính rơi vào khô gầy đầu của nam tử đỉnh, từng quyền bạo liệt vung ra, không ít người còn nghe được phá không thanh âm, làm sao có thể. Nàng có ba con yêu thú cấp 7, nàng vậy mà là cao phẩm linh thú sư. Nhân loại bên này một người không dám tin lên tiếng kinh hô, nàng, nàng đây là thân pháp gì, thật nhanh, ta đều không thấy rõ. Có một người dụi dụi con mắt nói, nàng thật là tên cao giai kiếm hoàng. Không phải che giấu tu vi a, mau nhìn, nàng vậy mà đánh trúng tên kia yêu tu. Một người mang theo phấn khởi hô to một tiếng, giữa sân, lâu mộ yên từ khô gầy nam tử đỉnh đầu huy quyền mà xuống, nam tử nhanh chóng né tránh lại bị phía dưới vương ra mạng đằng kéo một cái chân né tránh không kịp hắn chỉ có thể đón đỡ một quyền mà một quyền này để trong lòng của hắn thật sâu rung động nữ nhân này tay là cái gì làm làm sao so với bọn hắn yêu thú còn cứng rắn tiếp lấy ba con linh sủng cùng nhau tiến lên đánh cho khô gầy nam tử trở tay không kịp lâu mộ yên thân pháp quỷ mị rất nhanh vô số nắm đấm cũng rơi vào hắn trên thân hắn triệt để giận tức thời huyển hóa thành một đầu khổng lồ trắng đen xen kẻ rắn độc ngửa đầu liền đối lâu mộ yên phun đi một cổ nọc độc, trời, bản thể hắn vậy mà là rắn cạp nông vương, lâu mộ yên thảm, rắn cạp nông vương độc tính là xếp tại trước 20 yêu thú, chỉ cần bị phun lên một hơi nọc độc, lập tức toàn thân ăn mòn mà chết, lâu mộ yên trên mặt căn bản không có một tia e ngại ngược lại còn mang theo bôi hưng phấn, diễu diễu, hắn cho ngươi đưa tinh hạch đến, chủ nhân, hắn tinh hạch diễu diễu thích, diễu diễu phát ra một tiếng reo hò, há miệng đối rắn cạp nông vương phun ra một cổ khí độc. Nam tử này chẳng những là loài rắn còn có kịch độc, vừa lúc là nàng muốn luyện hóa tinh hạch, dạng này độc khí của nàng liền có thể tiến hóa. Lâu mộ yên tuyệt không tránh né, ngược lại hướng phía rắn cạp nông vương phun nọc độc phương hướng lao đi. Trời ạ! Lâu mộ yên có phải là điên, nàng đây là muốn chết đi, vậy mà chủ động nên tiếp kia nọc độc. Lâu mộ bạch bọn người đầy mắt lo lắng nhìn xem chiến cuộc, tâm sách phải thật cao. Lúc này vô luận là nhân loại kiếm sư vẫn là yêu tu lực chú ý đều tập trung ở lâu mộ yên cùng rắn cạp nông vương trên thân. Hiển nhiên trận chiến đấu này ngoài dự liệu của bọn họ, lâu mộ yên bên ngoài cơ thể tràn ra một tầng đỏ ngào vòng sáng hộ thuẫn. Chỉ có một số nhỏ người cùng yêu tu phát hiện xích hồng sắc vòng sáng tận cùng bên trong nhất xen lẫn một tầng cực kỳ nhạt ánh cam. Ngươi túi độc ta muốn. Lâu mộ yên mắt mắt khóe môi, tuyệt sắc gương mặt bên trên tách ra một cái chói mắt nụ cười nàng hiện tại thu thập trong thiên hạ kịch độc có tác dụng lớn, cái này rắn cạp nông vương túi độc so xà cơ lại muốn tốt hơn rất nhiều, làm cho tất cả mọi người cùng yêu tu đều ngoài ý muốn chính là, kia cổ khói đen bốc lên tanh hôi vô cùng nọc độc phun đến lâu mộ yên trên người tầng kia đỏ ngào vòng sáng sau vậy mà tự động hòa tan bốc hơi, một chút cũng không bị thương cùng nàng chút nào, làm sao có thể. Rắn cạp nông vương xà mắt trừng lớn, nghẹn ngào kêu lên nọc độc của hắn liền xem như nhân loại kiếm tôn cường giả dính vào cũng không dễ chịu, đừng nói chỉ là một cái kiếm hoàng tu vi kiếm sư, làm sao có thể không hư hao chút nào, hắn căn bản là không có cách tin tưởng sự thật trước mắt, râu xanh lão giả nhìn chầm chầm lâu mộ yên vòng sáng bên trong tầng kia nhàn nhạt ánh cam, trong mắt con ngươi rụt rụt, hiển nhiên đã nhận ra kia là linh hỏa, ngay tại rắn cạp nông vương kinh ngạc thời điểm huyết huyết thừa cơ đem chủ mạng đằng đâm vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu nhanh chóng hút huyết dịch, ngươi dám, Rắn cạp nông vương quá sợ hãi, liều mạng dãy dụa lấy muốn thoát khỏi ăn thịt người huyết thứ dây leo trói buộc. Băng kích hừ lạnh một tiếng, mở to miệng, một đoàn bạch vụ từ trong miệng hắn phun trào, nháy mắt bao phủ lại rắn cạp nông vương. Đợi cho bạch vụ tán đi, đám người liền gặp rắn cạp nông vương bị một khối hiện ra lam quang hàn băng đông cứng, ánh mắt hắn trợn to to lớn, lại không cách nào tránh thoát hàn băng. Ai cũng không biết lúc này rắn cạp nông vương đau đớn hắn trúng diễu diễu khí độc cùng huyết huyết gai ngược độc tố chồng chất, thân thể nháy mắt chết lặng, thêm nửa băng kích hàng băng phong thân, hắn chỉ có thể hoảng sợ cảm thụ được trong thân thể tinh huyết đang không ngừng trôi qua. Sau một lát, lâu mộ yên một quyền đem bao bọc trắng cạp nông vương hàng băng đánh nát, trắng cạp nông vương cũng rốt cuộc không có một tia sức phản kháng, trùng điệp rơi xuống phía dưới trên mặt đất, thân thể dần dần khô héo, cuối cùng biến thành một bộ thây khô. Lâu mộ yên tâm thần khẽ động nhanh chóng đem hắn thi thể thu nạp tiếng không gian chiếc nhẫn, cái này rắn toàn thân là bảo, biến thành chiến lợi phẩm của nàng ai cũng cầm không đi, nàng cùng rắn cạp nông vương đối chiến thời gian ít nhất, lại thắng chiến đấu, để vô luận là nhân loại kiếm sư vẫn là yêu tu một phương đều không thể tiếp nhận, lúc đầu kết luận người sắp chết, chẳng những không chết, ngược lại lấy dạng này ngoài tất cả mọi người dự liệu phương thức đem đối phương chém giết, còn thu thi thể, đây chính là trần trụi đánh mặt bọn hắn chỉ cảm thấy trên mặt phản phất bị nàng ba 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 đánh mấy cái bạc tai mạnh, nóng bỏng thiêu đến hoảng. Chương 293, muốn tiếp ba chiêu, lâu mộ yên chiến thắng đại xuất tất cả mọi người cùng yêu tu đoán trước, nhưng sự thật bày ở trước mắt bọn hắn coi như lại không cách nào tiếp nhận cũng không thể không thừa nhận mình mắc vụng về. Nhân loại kiếm sư cùng yêu tu vòng thứ nhất trong trận đấu, không biết có phải hay không là thù ảnh hưởng của nàng khó khăn lắm thắng 6 trận, lần này có lựa chọn đối thủ quyền ưu tiên. Lâu Mộ Yên, ngươi còn muốn tiếp tục tham gia đối chiến sao?" Tiêu Quân Diệu gặp nàng trong mắt chiến ý không giảm, cười yếu ớt lấy ôn hòa lên tiếng, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, hỏi: "Ân, ta chỉ cần bất bại có thể một mực chiến a, tự nhiên có thể, ngươi chỉ cần một mực thắng liên tiếp liền có thể tiếp tục đánh." Tiêu Quân Diệu trong lòng cũng là hy vọng Lâu Mộ Yên tiếp tục, dù sao bên người nàng ba con thất giai linh sủng chiến lực cộng lại liền 10 phần dọa người dạng này cũng có thể vì bọn họ nhân loại tu sĩ bên này tranh thủ thêm một chút thời gian tốt vòng thứ hai bắt đầu lâu mộ yên ánh mắt trực tiếp khóa chặt cùng nàng có khe hở vị kia trên mặt có thanh văn nam tử trọng yếu nhất chính là cái này yêu tu cũng là một con loài rắn thanh văn nam tử thấy lâu mộ yên chỉ định hắn khiêu chiến tê cả da đầu chẳng qua cũng nằm trong dự đoán của hắn nghĩ đến đã từng hắn đem nữ nhân này làm cho chạy trốn hiện tại trận thứ hai chỉ định hắn liền nhìn ra được nàng mười phần mang thù Hún chi hôm nay cũng là hắn khiêu khích trước đây, chỉ có thể kiên trì ra sân, tới đây tham gia cùng nhân loại kiếm sư so chiến, bọn hắn những cái này hóa hình kỳ yêu tu sớm đã đem sinh tử không để ý, quả không ngoài nó nhưng, lâu mộ yên căn bản không có ra tay, thanh văn nam tử dùng hết toàn lực cũng không có thế bỏ trốn ba con linh sủng ẩu đả, cuối cùng trở thành ăn thịt người huyết thứ dây leo vương đồ ăn. Sau đó so chiến lâu mộ yên đại đa số chọn đối thủ đều là loài rắn yêu tu, dù sao diễu diễu cần thất giai loài rắn yêu thú tinh hạch tăng thực lực lên nhân loại kiếm sư cùng yêu thú ở giữa lớn đối chiến vốn chính là tàn khốc đã sớm đến ngươi chết ta vong tình trạng nếu như dưới tay nàng lưu tình như vậy sẽ cái thứ nhất chết tại đối phương yêu tu trong tay tranh tài tiếp tục năm vòng lâu mộ yên một mực chưa ra tay chỉ là ba con linh sủng liền quét ngang đối thủ nàng hiện tại cũng không muốn vạch trần quá nhiều mình đối chiến phương thức cùng ác chủ bài dù sao đến trận chung kết đỉnh núi tiến vào trước thập đại môn về sau, nàng tương nên tiếp tranh tài nhân viên bên trong tương đối mạnh năm người. Đã sớm nghe nói lần này tham gia trận đấu kiếm sư bên trong có một vị nữ tử trận pháp được, hôm nay lão phu liền đến lĩnh giáo một phen đi, một vòng cuối cùng một đối một so chiến bên trong, tên kia râu xanh lão giả đi thẳng tới lâu mộ yên đối diện, mỗi đi một bước, không gian bốn phía đều sẽ có chút chấn động một chút, vi áp không tự chủ toát ra đến, khí thế bức người, soạt. Nghe được thanh cần lão giả lời nói, trên tường thành đứng nhân loại kiếm sư nhóm đều xôn xao, ai cũng không nghĩ tới đối phương mạnh nhất yêu tu vậy mà lại chọn trúng lâu mộ yên đối chiến. Bên trên một vòng tranh tài yêu tu thắng 6 trận, cho nên sau cùng đối chiến bọn hắn có ưu tiên chọn lựa đối thủ quyền lợi. Lâu mộ yên liên tục thắng 5 trận, vì bọn họ thắng được hai canh giờ rưỡi thời gian, cũng làm cho bọn hắn từ vừa mới bắt đầu trào phúng đến rung động, cuối cùng không ít người bắt đầu ao ước lên nàng có thế có được ba con lợi hại như vậy linh sủng. Mọi người ở đây đều là lưu lại tiến vào trận chung kết kiếm sư, không có người nào là đồ ngốc. Lâu mộ yên có thể thu phục ba con thất giai huyết mạch rất thuần chính yêu tu nói rõ thực lực của bản thân nàng tuyệt đối không tầm thường. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ nhìn nàng không vừa mắt người, trong lòng vẫn là chửi bới nàng. Tiếp Linh Nhi ánh mắt lộ ra mấy sợi tơ máu, lâu mộ yên mỗi thắng một trận, lòng của nàng liền khó chịu một lần lần này thấy bác giai đỉnh phong yêu tu chủ động khiêu chiến lâu mộ yên nàng yên tĩnh lại tâm lại sinh động giết nàng xé nàng đợi ý nghĩ một mực tràn ngập tại trong óc nàng thanh lão cái này có chút không thích hợp a à. tiêu quân diệu nhíu nhíu mày lại nhìn xem râu xanh lão giả nói lâu mộ yên yêu sủng mặc dù lợi hại nhưng tuyệt đối không phải thanh già đối thủ thiên cơ cung trưởng lão từng âm thầm bàn giao hắn muốn lôi kéo lâu mộ yên hắn tự nhiên không dám lá mặt lá trái đúng vậy tiêu quân diệu bởi vì thiên phú hơn người bối cảnh cường đại kỳ thật sớm đã bị thiên cơ cung dự định chỉ cần hắn có thể thuận lợi tiến vào trước mười liền có thể trực tiếp tiến vào thiên cơ cung trở thành ngoại môn hạch tâm đệ tử trâu xanh lão giả không thèm để ý cười cười có cái gì không thích hợp vị tiểu hữu này không phải cũng dùng ba con cùng giai linh sủng lấy số lượng thủ thắng sao đã có đối chiến quy tắc bày ở nơi này ta lựa chọn nàng cũng là tự do của mình cũng không có vi phạm nhân loại các ngươi đại năng quyết định quy tắc, trong lời nói của hắn ẩn hàm châm chọc, nghe được là bất mãn hết sức đem nơi này định là tranh tài không gian nhân loại các đại năng. Lâu Mộ Yên, giữa các ngươi thực lực cách xa quá lớn, ngươi lần này liền chủ động từ bỏ đi. Tiêu Quân Diệu biết tên kia yêu tu đầu lĩnh lúc này đã bị Lâu Mộ Yên chọc giận không cách nào thỏa hiệp, chỉ có thể đảo ngược thân khuyên nàng. Lạc Ly bọn người thấy thế cũng nhao nhao tiến lên khuyên nàng bỏ quyền. Dù sao tương đương với Lục giai yêu thú tu vi lâu mộ yên tuyệt đối không phải là Bát giai đỉnh phong yêu thú đối thủ, lâu mộ yên đối đám người nở nụ cười xinh đẹp, không ngại, ta đã sớm nghĩ lĩnh giáo Bát giai yêu thú chiến lực, cái này khiêu chiến ta tiếp, ngươi cái nữ nhân điên này, không thể nói lý, đây cũng không phải là đùa giỡn, muốn lĩnh giáo sau này hãy nói, hiện tại đối chiến thế nhưng là sinh tử từ mệnh. Lạc Ly một mặt giận tái đi nhìn xem nàng, Tư Nam cũng không đồng ý, lâu mộ yên khi lão yêu cũng không tốt đối phó, chính là tiêu quân diệu sợ cũng không là đối thủ, ý tứ chính là ngươi đừng khoe khoang. tiêu quân diệu cười khổ một tiếng, ta khẳng định không phải đối thủ của hắn. phía dưới cũng vang lên nhỏ giọng tiếng thảo luận, chẳng qua bức bách tại diêm quân đám người áp lực, bọn hắn cũng không dám nhiều lời lâu mộ yên nói xấu, nhưng vẫn như cũ không coi trọng nàng lần này đối chiến. râu xanh lão giả cũng không thúc giục, cười nhạt chờ bọn hắn thảo luận chỉ là một đạo xảy ra bất ngờ thanh âm tại trong thức hải của hắn vang lên về sau, hắn biên độ rất nhỏ biến đổi mặt, không biết các ngươi thương lượng phải thế nào rồi. Hắn hạp hạp con ngươi, tiếp tục nói, tiểu hữu, ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thế đón lấy lão phu ba chiêu, lão phu coi như thua, như thế nào, hắn vốn là muốn mượn cơ hội này đem lâu mộ yên chém giết, dù sao nàng để bọn hắn một phương này một chút liền tổn thất năm tên hóa hình kỳ yêu tu nhưng mới rồi nghe được hoàng trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh không thể không từ bỏ trước đó dự định nhưng cũng chuẩn bị cho lâu mộ yên cái này phách lối tiểu bối một chút giáo huấn ta và ngươi ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn nếu là ta nên chiến đón lấy ngươi ba chiêu vậy liền không thể chỉ giảm bớt nửa canh giờ thời gian lâu mộ yên tiến lên một bức cười nhạt ra điều kiện nghe được nàng như vậy trương dương tùy ý phách lối cùng đối phương mạnh nhất yêu tu mặt cả trả giá tư nam bọn người nhìn không được kéo ra khóe miệng nữ nhân này cái gì cũng tốt, chính là quá không khéo, chẳng qua nàng có phải là đối với mình ôm tự tin cũng quá lớn một chút, theo bọn hắn nghĩ, lâu mộ yên muốn đón lấy đối phương ba chiêu, khó, rất khó, phi thường khó, râu xanh lão giả cười nhạo một tiếng, đáy mắt mang theo tia lửa giận, tốt, nếu như ngươi có thể đón lấy lão phu ba chiêu, hỗn chiến thời gian liền lại giảm bớt hai canh giờ, lập tức hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn xem lâu mộ yên hỏi, nhưng nếu là ngươi không tiếp nổi lão phu ba chiêu lại muốn như nào? Chương 294, chơi lớn một chút, nhưng nếu là ngươi không tiếp nổi lão phu ba chiêu lại muốn như nào? râu xanh lão giả không thể giết lâu mộ yên lại không muốn như vậy tùy tiện bỏ qua nàng, trong lòng của hắn đã có muốn đem nàng biến thành phế nhân dự định. Lâu mộ yên mỉm cười, nhíu nhíu mày, ba chiêu không tiếp nổi không chết cũng là trọng thương, nếu như ngươi còn muốn chơi, không bằng chúng ta đánh cược một lần, chơi lớn một chút. A à, khẩu khí thật lớn, ngươi muốn làm sao cực. Trâu xanh lão giả cười nhạo một tiếng, hắn đối với mình ba chiêu vẫn là cực kỳ có tự tin. Nếu như ta có thể thuận lợi đón lấy ngươi ba chiêu, ngươi liền đem ta cần mấy chục loại không gian này bên trong đặc hữu linh thảo cùng tinh thạch dâng lên. Nếu như ta không cách nào tiếp ngươi ba chiêu, ta liền đem trên người kia cam diễm tặng cho ngươi. Lâu mộ yên ném ra ngoài một cái mồi nhữ, tuyệt sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo trương dương nụ cười, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Râu xanh lão giả lúc đầu lơ đễnh, nhưng khi nghe được lâu mộ yên trong miệng cam diễm lúc con ngươi rụt rụt, tốt, lão phu cực, lập khế làm chứng, lâu mộ yên trên tay đột nhiên thêm ra một bản thụ thiên địa pháp tắc chế ước luyện chế giấy khế ước, dùng linh lực ở phía trên viết một lần, nhỏ một giọt máu đi lên, lập tức ném cho đối phương, râu xanh lão giả hừ lạnh một tiếng, ngươi đã muốn như thế, lão phu phụng bồi tới cùng, nói xong tiếp nhận giấy khế ước ở phía trên viết ước định, cũng nhỏ một giọt tinh huyết lập tức giấy khế ước nhấp nhoáng một đạo ngân quan sau đó phân biệt không có vào một người một yêu trong thân thể lâu mộ yên có phải là điên rồi chẳng những dám ứng chiến còn chủ động đưa ra cái gì đổ ước nàng đến cùng là từ đâu đến tự tin nhân loại kiếm sư bên này có người nhịn không được kinh hô một tiếng sợ là bị trước đó năm tháng liên tiếp làm choáng váng đầu óc vốn cho rằng là cái lý trí tỉnh táo không nghĩ tới sẽ để cho người dạng này thất vọng trong đó một tên siêu cường quốc đệ tử tinh anh thở dài. Nam tầm thái tử cười trên nỗi đau của người khác cười nói, xem ra không cần ta ra tay, lâu mộ yên cái này không biết cốt xấu nữ nhân cũng có thế tự mình tìm đường chết. Chờ lâu mộ yên chết hắn liền lặng lẽ đưa nàng trên tay không gian chiếc nhẫn cướp tới, đối tu di khinh chu hắn vẫn là không có hết hy vọng, đại ca, lâu mộ yên không có sao chứ. Lạc ly trên mặt đầy tràn lo lắng, giật giật lạc dịp tay áo, lạc dịp mắt sắc vẫn như củ nhàn nhạt, chậm rãi nói, nàng không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, yên tâm đi, chỉ cần là liên quan tới lâu mộ yên sự tình hắn đều không thể xem bói đo lường tính toán, nói rõ trên người nàng có người khác không kịp khí vận, gặp giữ hóa lành, nàng dám ứng chiến, nhất định là có nắm chắc, nghe Lạc Diệp nói như vậy, tư nam mấy người dẫn theo tâm cũng buông lỏng không ít, nhưng vẫn mười phần khẩn trương nhìn xem giữa không trung một người một yêu, bởi vì bọn hắn ba chiêu ước định, những nhân loại khác kiếm sư cùng yêu tu đều không có lập tức đối chiến, mà là các trạm một bên trước xem bọn hắn công thủ. Trên tường thành trong một cái góc, một tướng mạo lạnh lùng nam tử áo đen có chút hiếp con ngươi hết sức chăm chú nhìn chầm chầm lâu mộ yên. Hắn có một loại cảm giác, nữ nhân này chính là hắn đoạt giải quán quân lớn nhất trở ngại, mời đi. Lâu mộ yên giang tay ra ra hiệu râu xanh lão giả có thể bắt đầu, râu xanh lão giả cũng không khách khí, duỗi ra một cái tay, một tia yêu lực trói buộc tại trong lòng bàn tay của hắn, lực lượng dần dần tăng lớn. Lâu mộ yên cảm nhận được trâu xanh lão giả muốn ngưng tụ cơn bão năng lượng là dùng chính phần lực lượng, nàng hiếp hiếp con ngươi, ở trước ngực không ngừng kết ấn, lập tức ngón tay gãy nhẹ, mấy khỏa màu trắng oánh nhuận ngọc thạch vùi sâu vào dưới mặt đất mấy cái phương hướng, đi, mấy hơi về sau, trâu xanh lão giả mắt sáng như đuốc, vung tay lên, một cái mang theo sấm sét quả cầu ánh sáng màu tím từ trong lòng bàn tay của hắn đi ra ngoài. Quan cầu tuy nhỏ lại mang theo hừng hực lực lượng, chung quanh thiên không cấp tốc tối xuống, sấm sét vang dội. Khi lão yêu vậy mà là chỉ lôi thuộc tính yêu thú, lâu mộ yên nguy hiểm. Tư Nam nắm chặt tay, mắt đen phóng đại, lạc ly đám người sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Đối diện cái quan cầu kia để bọn hắn đều cảm thấy một cổ tim đập nhanh, cảm giác nguy hiểm. Nếu là bọn hắn nối liền dù là vận dụng ác chủ bài đều có thể sẽ thụ thương. Tiêu Quân Diệu ôm nhã thần sắc trên mặt chìm xuống hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vừa lên đến liền dùng phích lịch thủ đoạn nghỉ phế lâu mộ yên một khi một đối một khiêu chiến bắt đầu hắn là không cách nào hỗ trợ hoặc là can thiệp hơn nữa nhìn kia ẩn chứa lôi thuộc tính gắt cổng quan cầu hắn lông mày nhào phải càng sâu nếu là vận dụng hắn ác chủ bài ngược lại là khả năng tiếp xuống nhưng lâu mộ yên tu vi thực sự là quá thấp cái này chiêu thứ nhất liền có hại rơi nguy hiểm quan cầu tốc độ rất nhanh liền tới gần lâu mộ yên cách càng gần hình cầu lớn nhỏ không ngừng phóng đại của lực lượng kia người ở chỗ này cũng vì đó lộ vẻ xúc động, lên. Lâu mộ yên khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay một phen dùng sức vỗ, phốt, từng đạo tường lửa từ dưới mặt đất mà lên, ngăn tại tiền phương của nàng, quan cầu đột nhiên đánh tới tường lửa bên trên kích phát ra lóa mắt ánh sáng sáng tỏ màng, mặc dù tia sáng chướng mắt, nhưng tại trận người đều chưa có trở về tránh, hiếp mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm phía trước, quan cầu chỗ đến, tường lửa nháy mắt sụp đổ chỉ là một đạo tường lửa chôn vùi về sau, phía sau lập tức lại sẽ toát ra một đạo, dần dần, quan cầu xuyên qua tường lửa tốc độ giảm bớt không ít, chôn vùi tường lửa thời gian cũng không giống ngay từ đầu như vậy chạm vào tức diệt. Lâu mộ yên phát hiện quan cầu bên trong lực lượng chỉ bị triệt tiêu một phần ba, lập tức kết ấn, một đạo xanh ngọc phù văn từ nàng thể lực chui ra rơi vào hỏa trận bên trong. Phốt, xanh ngọc phù mang vừa tiến vào hỏa trận, trên mặt đất nháy mắt lại toát ra trăm đạo tường lửa ngăn cản tại quan cầu phía trước, đỏ ngầu tường lửa trung tâm còn mang theo tia nhàn nhạt màu cam, làm quan cầu xuyên qua cuối cùng một đạo tường lửa lúc, uy lực đã kịch giảm không ít, nhưng cũng không có biến mất. Lâu mộ yên trên nắm tay tản ra một tầng nhàn nhạt màu cam tia sáng, chủ động nhảy lên một cái, huy quyền nên đón tiếp lấy. Mọi người thấy nàng lúc này cử động cũng nhịn không được kéo ra khóe miệng, như vậy tuyệt sắc khuynh thành nữ tử làm sao lại như thế bạo lực để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Lâu mộ yên toàn lực một quyền oanh kích đến quan cầu về sau, quan cầu lấp lóe mấy lần ánh sáng tím, vậy mà dần dần trở nên nhạc cuối cùng biến mất. Mặc dù lâu mộ yên cũng bị quan cầu lực lượng bắn ngược rút lui trăm thước, nhưng lại thực sự tiếp được bác giai đỉnh phong yêu tu chiêu thứ nhất, soạt, trên tường thành người nhịn không được lần nữa xôn xao, lâu mộ yên tại trên trận pháp tạo nghệ đã có thể so với cấp 3 trận pháp sư đi khi mấy trăm đạo nguyên lực tường lửa ngăn cản được phần lớn quan cầu lực lượng cho nên nàng mới đón lấy một chiêu kia nguyên lai trận pháp còn có như thế diệu dụng ta vẫn là lần thứ nhất biết không ít người đều bị lâu mộ yên lâm thời bố trí ra tới hỏa trận kinh diễm ở không nghĩ tới a à. không nghĩ tới nữ nhân này xem ra căn bản chính là đã sớm chuẩn bị khó trách dám đáp ứng ba chiêu ước hẹn còn thêm tiền đặt cược một bộ phận nam tử nhìn xem lâu mộ yên trong ánh mắt đều mang lửa nóng kiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, lâu mộ yên tướng mạo tuyệt sắc thanh linh, thực lực cường hãn, để không ít người lên lòng ái mộ, tại cường giả vi tôn thế giới, thực lực chính là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn, cường giả vô luận đi đến nơi nào đều có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt. Lúc này ở trận rất nhiều kiếm sư đều quên đi lâu mộ yên ra sân trước bọn hắn các loại không coi trọng, chỉ cảm thấy nàng bây giờ kinh diễm vô song. Trâu xanh lão giả trong mắt xẹt qua bôi lãnh ý, hắn dùng chính thành yêu lực tăng thêm lôi thuộc tính thiên phú ngưng tụ quan cầu lại bị đối diện nữ tử đón lấy, trong lòng kia phần xem thường nháy mắt tiêu tán, hắn con người mang theo vài phần thận trọng, mở miệng nói, không hổ là lần này tranh tài nhân loại kiếm sư bên trong xuất hiện hắc mã, mặc dù mượn nhờ trận pháp, nhưng có thế đón lấy lão phu một chiêu này cũng coi là có tư cách cùng lão phu bình đẳng đối chiến, có điều, tiếp xuống chiêu thứ hai ngươi sẽ phải cẩn thận, chương 295 chơi xấu lâu mộ yên mang trên mặt mấy phần tái nhật nhìn qua giống như là vừa rồi tiếp một chiêu kia lúc nguyên lực hao tổn quá nhiều nàng lấy ra một cái màu trắng bình sứ đổ ra một viên mượt mà tản ra thanh u đang hương đang dược để vào trong miệng tốt ta chờ vừa rồi ngưng kết ra nhiều như vậy tường lửa xác thực hao phí linh lực chẳng qua nàng linh lực tinh thuần căn bản không phải cùng dai có thể so sánh sắc mặt tái nhật phục dụng đang dược chỉ là chế tạo biểu hiện giả dối nhưng dù là nàng chế tạo cái này giả tượng cũng làm cho ở đây kiếm tu cùng nhân loại kiếm sư ngơ ngác. Lâu mộ yên đón lấy bát giai đỉnh phong yêu tu chiêu thứ nhất cũng chỉ là hao tổn nguyên lực không có thụ thương, cái này khiến không ít người bắt đầu nhìn thẳng vào lên nàng tới. Nàng vừa rồi phục dụng đang dược là tam phẩm A, bởi vì lâu mộ yên vừa rồi tiếp chiêu thứ nhất lui ra phía sau đến tường thành vị trí, cho nên đứng tại người phía trước đều nghe được kia cổ đang hương, đúng vậy A. À. Nghe giống như là có thể bổ sung nguyên lực tam phẩm đang dược, đây cũng quá xa xỉ. Dạng này liền phục dụng bổ nguyên lực đang dược, lãng phí, ngươi biết cái gì? Không bổ sung nguyên lực một hồi ngăn cản không nổi chiêu thứ hai làm sao bây giờ? Đang dược trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu, không biết nàng có thể hay không đón lấy chiêu thứ hai, cái này khó mà nói, nếu là y theo suy đoán khẳng định là không được, chẳng qua nàng có vẻ như còn có thủ đoạn, nàng đang thi triển một lần vừa rồi trận pháp chẳng phải được rồi, ngươi không nhìn thấy kia lão yêu vẻ hoàn toàn tự tin? cái này chiêu thứ hai không tốt tiếp a à. nói thật ta vẫn là không quá xem trọng lâu mộ yên dù sao nàng tu vi quá thấp một chút phía dưới tiếng thảo luận nối liền không dứt lâu mộ yên hoàng mỹ để ý tới râu xanh lão giả lần này khẽ đảo lòng bàn tay một viên hạt châu màu xanh tự động bay lên hắn há miệng phun một hơi tinh khí hạt châu kia đi lòng vòng nhanh chóng bành trướng đến lớn chừng bàn tay lão yêu hạt châu lại có phá trận công hiệu một mực không nói chuyện mạc lăng đột nhiên mở miệng nói Diêm quân nhíu nhíu mày, có công kích hiệu quả sao, ngươi không thấy được hắn phun một hơi tinh khí. Mặt lăng nghệ hắn liếc mắt sau liền nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm giữa sân, không cần phải nhiều lời nữa. Diêm quân trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng, có lẽ nàng không chỉ có trận pháp thủ đoạn, những người khác cũng là nơm nớp lo sợ nhìn xem, phát triển đến bây giờ bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản, tế. Râu xanh lão giả tại hạt châu màu xanh bên trên rót vào 10 thành yêu lực bắn ra, hạt châu tại không trung xẹt qua một cái đường cong liền hướng phía lâu mộ yên bay kích mà đi, ta xem ngươi hỏa trận lần này như thế nào ngăn cản lão phu lôi dọc nước, lâu mộ yên liếc mắt liền nhìn ra kia hạt châu màu xanh là kiện cực phẩm thánh khí, chẳng những mang theo lôi thuộc tính tính công kích, còn có phá trận tác dụng, nàng câu môi cười cười, đối huyết huyết vẫy vẫy tay, huyết huyết thân thể bỗng nhiên co rụt lại huyển hóa thành một gốc màu vàng mạng đằng rơi xuống trên người nàng, thoáng chốc một kiện màu vàng chiến giáp đem lâu mộ yên cả người bao vây lại dưới mặt đất ngọc thạch lực lượng còn chưa sử dụng hết nàng lại triệu hồi ra trăm đạo tường lửa ngăn cản thanh châu vừa tiếp xúc với tường lửa nháy mắt quan mang đại thịnh phá không mà ra không có trực tiếp chôn vùi tường lửa mà là từng tầng từng tầng xuyên thấu mặc dù lực lượng yếu bớt một bộ phận nhưng lại không ảnh hưởng quy lực của nó thanh châu trung tâm có một tầng màu lam dọc nước tường lửa giống như là gặp khắc tinh một loại tự hành tán loạn trọng yếu nhất chính là thanh châu mang theo lão yêu mười thành yêu lực, còn có tăng phúc tác dụng, kia cổ phá không mà đến lực lượng để không gian chung quanh đều phản phất trung chảy. Lực lượng này so với lần trước mạnh gần một lần, lâu mộ yên nguy hiểm. siêu cường quốc một kiếm sư nhịn không được lên tiếng nói, không nghĩ tới kia lão yêu lại có như thế bảo bối, dạng này một kích cùng dai bên trong đều sợ là không có nhiều người có thể đón lấy. lâu mộ yên thần sắc chưa biến phản phất đã sớm dự liệu được, đợi thanh châu tiếp cận lúc nàng tâm thần khẽ động, một chiếc lớn chừng bàn tay kinh chu rơi vào trước mặt nàng nhanh chóng bành trướng, làm kinh chu hóa thành dài hơn một mét lúc, thanh châu một kích mà đến, cả hai va nhau phát ra, khanh khanh, thanh âm, tu di kinh chu năng lực phòng ngự rất mạnh, gặp gỡ thanh châu sau tuyệt không bị đánh, một châu một thuyền ở giữa giằng co, lâu mộ yên điểm nhẹ mũi chân, nắm đấm như mưa rơi nhau nhau rơi xuống, xẹt qua vô số đạo màu vàng độ cong thanh châu chung quanh tầng kia nhàn nhạt u quan vậy mà răng rắc một tiếng chạy tán biến mất nàng vung tay lên vô số màu vàng mạng đằng bệnh thành một cái lưới đem thanh châu lưới lên thanh châu tại lão giả khống chế hạ liều mạng dãy dụa nhưng thủy chung bỏ trốn không được lưới vàng lâu mộ yên ngoắc ngoắc khóe môi lăng không nhanh chóng kết ấn chỉ chốc lát một đầu thật dài xanh ngọc phù mang cấp tốc không có vào lưới vàng ở trong đem thanh châu bao vây lại một lát thanh châu tia sáng dần dần ảm đạm cuối cùng giống như là tử vật một loại không dãy dụ nữa. Cái gì? Làm sao có thể? Không ít người thấy cảnh này nhịn không được lên tiếng kinh hô. Râu xanh lão giả thần sắc biến đổi, nhanh chóng phóng thích tinh thần lực muốn khống chế Thanh Châu. Ai ngờ tinh thần lực của hắn lại giống như là đá chìm đáy biển một loại cùng Thanh Châu không có mảy may liên hệ. Lâu mộ yên tự nhiên sẽ không cho hắn có cơ hội tiếp tục khống chế Thanh Châu. Nàng vẫy tay một cái, lưới vàng liền quyển tịch lấy Thanh Châu rơi xuống trên tay nàng nếu như cẩn thận quan sát, thanh châu tầng ngoài còn có một tầng xanh ngọc phù văn ngay tại không ngừng lưu chuyển. người lão quá khách khí, phần này lễ gặp mặt ta liền ngượng ngùng nhận lấy. lâu mộ yên đối lão giả hàm súc cười cười. sau đó nàng lấy ra một cái đặc chất gỗ trầm hương hộp liền lưới mang hạt châu cùng một chỗ ném vào, lại dùng hai đạo màu vàng phù dáng tại trên nắp hộp thu nhập không gian chiếc nhẫn. trâu xanh lão giả sắc mặt tái xanh quát lớn, ngươi muốn làm gì? kia là lão phu bảo vật ngươi dám trước mặt mọi người độc chiếm, lâu mộ yên không hiểu nháy nháy mắt, hạt châu này là của ngươi sao? Vậy ngươi gọi nó một tiếng, nếu như nó đáp ứng ta liền trả lại ngươi, nghe được nàng loại này vô lại thuyết pháp, người ở chỗ này khóe miệng mảnh rút, gặp qua vô lại, còn không có gặp qua loại này vô lại, trâu xanh kém chút không có một hơi lão huyết phun ra ngoài, ngươi đưa nó phong ấn cùng ta cắt đứt liên lạc ta gọi thế nào, đây cũng không phải là vấn đề của ta. Lâu mộ yên vô tội nhúng nhúng vai, biểu thị mình bất lực, trong lòng hừ lạnh hừ, rơi xuống trong tay mình bảo bối còn muốn trở về, làm nàng là ngốc thiếu sao. Cái này Thanh Châu cho nàng một loại mười phần cảm giác thân cận, đặc biệt là bên trong lưu động giọt nước tổng cho nàng một loại cảm giác thần bí, nàng khẳng định là sẽ không trả lại, ngươi, ngươi. Trâu xanh lão giả hoàn toàn bị nàng vô lại dạng tức giận đến nói không ra lời, hắn tâm đang rỉ máu, đây chính là hắn đã từng thật vất vả đạt được một kiện cực phẩm pháp khí, công hiệu cường đại không nói còn rất thần bí hắn còn không có nghiên cứu triệt để vậy mà liền dạng này bị một tên tiểu bối trước mặt mọi người cướp đi tiền bối không muốn nhỏ mọn như vậy nha thế giới này sớm có quy củ bất thành văn đối chiến thời điểm có được đồ vật chính là mình chiến lợi phẩm lâu mộ yên cho lão giả một cái ngươi rất keo kiệt thần sắc lại hình như là mười phần vì hắn suy nghĩ mỉm cười nói ngươi lão nếu không phục khí cũng có thể đến đoạt ta tốt tốt a à. Râu xanh lão giả tức giận vô cùng mà cười, đã ngươi như thế đuổi tới cho lão phu tặng đồ, chiêu tiếp theo lão phu liền không lại lưu thủ, lôi nước thanh châu vô luận như thế nào hắn đều muốn cướp đoạt trở về, đã lâu mộ yên bắt đầu, hắn liền đoạt nàng không gian chiếc nhẫn, để nàng trở thành phế vật sau không có gì cả, ngươi lão cứ tới, chẳng qua nhưng tuyệt đối đừng vọt đến eo mới là. Lâu mộ yên cười nhạo lên tiếng đến, châm chọc vị mười phần. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra tên này yêu tu đối nàng không có sát ý, nhưng lại ôm lấy ác ý, nghĩ phế nàng, cũng phải nhìn nàng một cái có đồng ý hay không. Chương 296, ngươi thua. Trâu xanh lão giả nghe được lâu mộ yên mỉa mai tức giận đến trâu mép vỉnh lên nhếch lên, càng là quyết định muốn cho nàng một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Hắn biết nếu như dùng trước đó kia hai chiêu thủ đoạn căn bản là không có cách làm bị thương nàng lúc trước hắn đến cùng là đánh giá thấp cái này có thể chém giết xà cơ cùng nàng ca ca nữ nhân. Hắn ngửa đầu gào thét một tiếng, trong khoảnh khắc huyển hóa ra bản thể, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía lâu mộ yên. Lâu mộ yên nhìn xem trước mắt cái này màu xanh đen đại ngạc cá lúc có chút kinh ngạc một chút, bởi vì đối phương tu vi cao hơn nàng, cho nên nàng chỉ nhìn ra hắn là một con lôi thuộc tính yêu thú, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà là một con thanh lôi nhạc, lão phu chiêu thứ ba đến, ngươi tiếp hảo. Đại ngạc cá há to miệng miệng nói tiếng người, lập tức hắn nhanh chóng di chuyển lấy thân thể, đi gần lâu mộ yên về sau, trong cơ thể nổi lên yêu lực tại yêu trong phủ chuyển hóa, cuối cùng hắn há mồm phun ra một cái mang theo sấm sét lôi cầu, lôi cầu bên trên lôi điện vần quanh, còn tại suy suy rung động, mặt ngoài nhìn xem không có bao nhiêu năng lượng, nhưng trong đó lại tất dấu thanh lôi ngạc lớn nhất tuyệt chiêu, lâu mộ yên từ kia lôi cầu bên trên cảm nhận được một tia có thế uy hiếp được sinh mệnh nguy hiểm nàng ánh mắt trở nên nghiêm túc đó là cái gì cơ huyền cao mày kiên kỵ nhìn xem cái kia lôi cầu luôn cảm thấy vật kia giống như là có thế hủy thiên diệt địa đồng dạng lạc diệp mắt mù tâm lại không mù hắn cũng là trong mấy người nhất lý trí một cái cảm nhận được kia lôi cầu bên trong năng lượng hắn lộ ra ít có lo lắng biểu lộ lực lượng kia chính là kiếm tôn cường giả đón lấy đều có thể sẽ thụ thương không biết lâu mộ yên có hay không có thế đón lấy ác chủ bài Dạ thanh hàng hai tay nắm chặt gân xanh phun ra, hắn một cái dời bước liền nghĩ tiến lên vì lâu mộ yên cản một kích kia, lại bị bên cạnh lâu mộ bạch giữ chặt, hắn không hiểu nghiêng đầu nhìn xem lâu mộ bạch, tin tưởng nàng. Lâu mộ bạch trong mắt lo lắng không thể so bất luận kẻ nào ít, nhưng nàng lại tin tưởng mình muội muội. Dạ thanh hàng bước chân dừng một chút, ánh mắt sâu u nhìn xem lăng không mà chiến ngay tại nhanh chóng ngưng kết pháp ấn yểu điệu nữ tử, cuối cùng vẫn là thu chân về bước. Lấy lâu mộ yên kiêu ngạo thế tất sẽ không hy vọng hắn đột nhiên nhúng tay đi, hắn cũng không sợ bại lộ ác chủ bài cùng thân phận, nhưng lại sợ nàng không thích hắn can thiệp, thở dài, dạ thanh hàng miếm miếng môi lẳng lặng nhìn phía trước, trong mắt chỉ dung hạ được kia bôi tử sắc bóng hình xinh đẹp, băng kích thấy kia lôi cầu hướng phía lâu mộ yên mà đi, hắn có chút nhịn không được, năng lượng như vậy chủ nhân sao có thể ngăn cản được, cần phải giải trừ bí pháp tiến lên lúc lại bị lâu mộ yên dùng ánh mắt ngăn lại, mặt diễm, chúng ta tới thử một lần bí pháp của ngươi đi lâu mộ yên động tác trong tay tuyệt không đình chỉ từng lần một đánh ra mặt diễm trước đó nói bí pháp pháp ấn mặt diễm trước khi ngủ say từng dậy qua nàng một bộ bí pháp nàng có thể vận dụng một bộ phận mặt diễm lực lượng mà nàng lúc này rất muốn thử một lần bí pháp năng lượng mạnh bao nhiêu nàng tin tưởng mặt diễm trong miệng đều gọi tán bí pháp nhất định sẽ không quá yếu chí ít đối phó bác giai đỉnh phong thanh lôi ngạt là không có vấn đề đứng tại lâu mộ yên một con trên bờ vai mặt diễm mắt sắc thâm trầm như biển, tốt. Sau khi nói xong, trong miệng hắn mặc niệm vài câu, móng vuốt bí ẩn tính họa một cái phức tạp đồ án. Lâu mộ yên cảm giác được trong thân thể truyền đến một cổ nhu hòa lực lượng, cũng không có bài xích, ngược lại cổ lực lượng này rất nhanh liền cùng linh lực của mình cùng tan. Nàng có thể cảm xúc đến mặt diễm bản mệnh linh hỏa, thậm chí chỉ cần nàng nguyện ý liền có thể điều động một bộ phận u minh chi hỏa lôi cầu rơi vào đỉnh đầu của nàng nháy mắt nổ tung, từng đạo lôi điện từ bên trên đánh xuống, giống như là muốn đưa nàng chém thành tro tàn. Nàng khoát tay, từng đạo phi kiếm màu vàng ống hình thành kiếm cung nhanh chóng lóe ra, tại đỉnh đầu nàng trên không hình thành một cái bát quái trận thế luồng khí xoáy, lập tức, trên người nàng đột nhiên hiện ra một tầng màu cam mang theo tia u tử hộ thuẫn, trên tay cũng bị bao bọc một tầng dạng này hỏa diễm, kim kiếm tạo thành một cái bát quái kiếm cung trận, sinh sinh năng trở lôi cầu thế công nàng nhanh chóng biến ảo pháp ấn kiếm trận cũng đi theo biến ảo từng đạo màu vàng vòng tròn kiếm quan từ bát quái kiếm trận bên trong bay ra chém về phía lôi cầu lôi cầu hàn lâm xuống lôi điện đánh vào kim hồ kiếm quan hạ chiếu ra từng đạo cái bóng đây là nàng kết hợp kia bản địa giai kiếm kỹ bên trong một bộ kiếm pháp nghiên cứu ra được kiếm trận uy lực rất mạnh chẳng qua cái này lôi châu dù sao cũng là bát giai đỉnh phong yêu thú mạnh nhất một chiêu kiếm trận ngăn cản một hồi phát ra một tiếng vù vù Kim sắc kiếm quang dần dần ảm đạm xuống, Lâu Mộ Yên kết xong cái cuối cùng pháp ấn, trong mắt giống như là giấy lên một đám ngọn lửa màu tím sẫm u quang, thấy màu vàng kiếm cung một chút xíu bị lôi điện chôn vùi sụp đổ, nàng hai tay vung lên, trong kiếm trận mười chui phi kiếm đều tạo thành một cái cự hình trường kiếm mạnh mẽ hướng phía lôi cầu một bổ, trâu xanh lão giả mang theo vẫn đục trong ánh mắt ẩn lấy tia kiên kỵ, hắn hừ lạnh một tiếng, mở to miệng, một cổ xanh đỏ hào quang từ trong miệng hắn phun ra, ánh sáng xanh hào quang vừa rơi xuống đến lôi cầu bên trên lôi cầu lúc đầu có chút suy yếu lực lượng đột nhiên tăng vọt ánh sáng xanh đại thịnh từng đạo lôi điện đánh xuống màu vàng kiếm khí bị đánh tán tiêu vong lâu mộ yên giống như là đã sớm dự liệu được tại lôi điện bổ về phía màu vàng cự kiếm lúc lập tức vẫy tay một cái đem bản mệnh pháp khí thu hồi đối bộ kiếm trận này uy lực nàng vẫn là hết sức hài lòng bộ kia kiếm kỹ mặc dù chỉ là địa giai nhưng trong đó ẩn chứa không ít pháp tắc để nàng đột nhiên giác ngộ không ít đồ vật, cũng bởi vậy nàng đối vị kia đại năng truyền thừa đại điện có hứng thú thật lớn. Tại tu tiên giới nàng mặc dù không phải một kiếm tu, nhưng đối kiếm đạo vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú, bằng không thì cũng sẽ không hiểu được kiếm trận. Thu hồi bản mệnh pháp khí về sau, Lâu Mộ Yên điểm nhẹ mũi chân, hóa thành một đạo ánh cam dơ quả đấm trực tiếp hướng phía kia ánh sáng xanh đại thịnh Lôi Châu đánh tới nàng loại này điên cuồng không muốn sống cử động kinh đến trên tường thành đứng người, lâu mộ yên điên rồi đi. Có da đầu rung lên cảm thán một câu, lực lượng như vậy nên đón chính là cái chữ chết, nàng đến cùng là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ là chán sống mình muốn tìm cái chết, tiêu quân diệu nhíu chặt lông mày, hắn cảm nhận được lâu mộ yên khí tức đang không ngừng mạnh lên. Trên tay nàng tầng kia màu cam ánh sáng mỏng mang theo cổ chích nhiệt năng lượng khổng lồ, theo bốn phía nhiệt độ lên cao không ngừng, hắn con ngươi co rụt lại, đây, đây là linh hỏa khí tức, dù là bị lâu mộ yên áp chế rất yếu ớt, nhưng hắn thể chất đặc thù vẫn là phát giác, ẩn trong đám người khiêm tốn tên kia lạnh lùng nam tử đạm mạc trong ánh mắt cũng dần dần nhiễm lên một tầng nghiêm túc, hắn khóe môi có chút dương lên, lâu mộ yên vậy mà luyện hóa linh hỏa, thú vị, quá thú vị, đụng chút, lâu mộ yên hóa thành ánh cam cùng lôi cầu đối oanh lúc, nơi này phương viên trăm dặm toàn bộ thiên không tràn ngập tiếng vang. Hào quang chói sáng để người nhịn không được hiếp hiếp mắt, lâu mộ yên thân ảnh cũng bị bao phủ tại tia sáng bên trong trên tường thành kiếm sư cùng đối diện yêu tu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm chướng mắt tia sáng địa phương bọn hắn vội vàng muốn biết lâu mộ yên chết chưa sau một lát tia sáng dần dần trở thành nhạc tiêu tán phốc một tiếng vang trầm xẹt qua lập tức một bóng người giống như là như diều đứt dây từ trên cao rơi xuống nhìn lòng người kinh không thôi thậm chí nhịn không được nhấc lên tâm đến ánh mắt khóa chặt ở trên người nàng chỉ là tại sắp đập ầm ầm trên mặt đất lúc kia bôi bóng người đột nhiên ổn định thân hình hạ xuống tốc độ trong khoảnh khắc chậm lại cuối cùng hai chân vững vàng rơi xuống đất nàng buộc tóc dây lụa đã bị lực lượng kia chấn vỡ đến eo mềm mại đen nhánh mực phát theo gió tung bay sắc mặt có chút tái nhợt khóe môi giữ lại bôi chưa khô vết máu màu tím nhạt quần áo hoàn hảo bao vây lấy nàng linh lung tinh tế thân thể mềm mại nàng đưa tay xoa xoa bên môi máu ngẩng đầu thần sắc đạm mạc nhìn xem đã hoàn toàn chấn kinh ở râu xanh lão giả. Người ba chiêu ta đã đón lấy, ngươi thua, thanh âm của nàng không lớn, lại tràn ngập tại ở đây bên trên tất cả mọi người trong lỗ tai. Chương 297, Hắc Thụ Lâm, lâu mộ yên đón lấy một chiêu cuối cùng về sau, giữa không trung lôi cầu năng lượng cũng theo nàng nắm đấm vung xuống màu cam tia sáng cùng nhau tiêu tán tại phương thiên địa này. Nhân loại kiếm sư bên này từng cái trợn mắt hốc mồm, qua một lúc lâu, mới có người lắp bắp kinh hô, lâu mộ yên, đây, đây là tiếp xuống rồi. Sao, làm sao có thể, nàng thật chỉ là một cao giai kiếm hoàng sao, hẳn là đi, nghe nói nàng một mực có thế vượt cấp chiến đấu, coi như vượt cấp chiến đấu đây có phải hay không là cũng quá là khuếch đại. Đây chính là bác giai đỉnh phong kỳ yêu thú A, ngươi không thấy được nàng cũng bị trọng thương sao. Nghĩ đến đón lấy cuối cùng này một kích cũng hao phí sau cùng tinh lực, vô lượng như thế nào, nàng xác thực thâm tàn bất lộ, khó trách có thể trở thành đấu vòng loại cùng đấu bán kết hắc mã đúng vậy a à. chúng ta trước đó quá coi thường nàng nói không chừng nàng trận chung kết lúc cũng vẫn như cũ có thế bảo trì hắc mã vị trí cái này cũng không nhất định nàng cùng con kia yêu tu chỉ là tiếp chiêu cũng không phải là chiến đấu tiêu quân diệu những người kia cũng không phải ăn chay muốn từ trong tay bọn họ tranh đoạt trước 10. sợ là không dễ kỳ thật không ít người trong lòng mặc dù rung động lâu mộ yên có thế tiếp được con kia yêu tu ba chiêu nhưng thủy chung không nguyện ý tin tưởng nàng có thế xông vào tổng quyết tái trước mười ta phục đương nhiên cũng có một bộ phận người đối nàng là triệt để tâm phục khẩu phục nàng trở thành lần tranh tài này một con ngựa ô dựa vào không phải vận khí năng lượng như vậy chính là kiếm tông cũng không thể tiếp xuống a à. nàng là thế nào làm được lâu mộ yên quả nhiên sẽ không để cho người thất vọng lạc ly hai mắt mạo tinh tinh nhìn xem lâu mộ yên lâu mộ bạch mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi bọn hắn tin tưởng nàng, nhưng là cũng sợ có xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, còn tốt, nàng luôn luôn như vậy ra ngoài dự liệu của người ta, ngươi là thế nào làm được. Thanh lôi nhạc huyển hóa râu xanh lão giả thu liễm lại trong mắt không thể tin, hắn không nghĩ ra, coi như lâu mộ yên thân có linh hỏa cũng không có khả năng đón lấy hắn mạnh nhất một kích, lúc trước hắn mơ hồ cảm giác được tại kiếm trận triệt hồi sau thực lực của nàng giống như tăng nhiều. Nhưng cái kia cũng chỉ là thoáng qua liền mất cảm giác, trong lòng của hắn cũng không chắc, cho nên rất hiếu kỳ lâu mộ yên đổ ra một viên trị liệu nội thương đang dược ăn vào sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ nhưng lại ngạo nghễ đứng thẳng khí chất xuất chúng người đây lão cũng không cần biết đi nàng vừa rồi mượn dùng mặt diễm một phần ba lực lượng chống cự kia lôi châu nhưng bởi vì đối phương là một con tính công kích mạnh nhất lôi thuộc tính yêu thú cho nên vẫn là bị thương đương nhiên nếu như nàng toàn bộ mượn nhờ mặt diễm lực lượng khẳng định là sẽ không thụ thương nhưng lại sẽ ở đây trong lòng tất cả mọi người chôn xuống nghi ngờ hạt giống tất nhiên sẽ cho rằng nàng có pháp bảo gì phiền phức hậu hoạn vô cùng hiện tại biểu hiện ra bị thương nặng dáng vẻ coi như những người kia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng chỉ sẽ kiên kỵ nàng mà sẽ không bị hư vô xa vời đồ vật mê hoa mắt mà lại nàng thuần túy chỉ muốn thử một lần kia bí pháp lực lượng về sau không đến sống chết trước mắt nàng là sẽ không lại dựa vào mặt diễm lực lượng đi đối kháng lão phu thua đưa ngươi muốn tìm linh thảo cùng tinh thạch danh tự cho ta đi râu xanh lão giả trong mắt âm tình bất định nhưng là coi như thua được cái này nữ hoa xác thực có thủ đoạn xà cơ cùng nàng ca ca chết ở trong tay nàng cũng không tính hoang uổng lâu mộ yên nghe được hắn sắc mặt mới tốt bên trên một chút lấy ra một viên ngọc giảng dùng tinh thần lực đem cần thiết linh thảo cùng tinh thạch khắc lên ném cho lão giả vậy liền đa tạ tiền bối hỗn chiến kết thúc lúc có thế giao phó cho ta sao râu xanh lão giả không có lập tức trả lời chắc chắn hắn tiếp nhận ngọc giảng quét một lần phát hiện bên trong linh thảo cùng tinh thạch mặc dù đều chút hàng cao cấp nhưng trong vòng một ngày quả thật có thể góp phải đủ có thể thanh âm của hắn có chút phát chìm nghe được không vui vẻ hắn sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên bị nhân loại tính toán trong lòng kia cổ hỏa khí làm sao đều diệt không đi xuống nhưng lại không thể làm gì sau đó đôi bên ngưng chiến một cái giờ khôi phục sau một tiếng bắt đầu hỗn chiến Lâu mộ yên trở lại tường thành sau không ít người đều vì tới muốn cùng nàng bắt chuyện đều bị lạc ly hung đi. Nàng mừng rỡ thanh tĩnh, tìm một chỗ yên tĩnh lại phục dụng một viên hồi linh đang bắt đầu cấp tốc khôi phục. Hỗn chiến lúc huyết huyết có thể thừa cơ nhiều hút một chút tinh huyết, nàng cũng phải xông một cái trên ngọc bài nhan sắc. Một canh giờ sau, một tiếng kèn lệnh tại cái này phương không gian vang lên, người của song phương ngựa nhau nhau đứng lên nhảy ra tường thành, bình nguyên phía trên nhân loại kiếm sư cùng yêu thú nháy mắt chiến lại với nhau màu sắc khác nhau kiếm quan cùng yêu lực đem trọn phiến thiên không đều chiếu thành thất thải chi sắc. Lâu mộ yên nhảy lên hạ tường thành liền bị năm con hóa hình kỳ yêu tu bao bọc vây quanh, lục giai yêu thú cũng không còn có trăm con. Lạc ly bọn người thấy không xong, cấp tốc nghĩ hướng phía phương hướng của nàng tiến đến tiếp viện, nhưng tất cả đều bị yêu tu nhóm hữu ý vô ý cản lại. Lâu mộ yên giống như cười mà không phải cười nhìn xem đưa nàng làm chủ ba nam hai nữ. Các ngươi nghĩ vây giết ta, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, đem vương thanh châu giao ra chúng ta có thể lưu ngươi một cái toàn thay. Trong đó một tên yêu tu không chút kiên kỵ lướt qua lâu mộ yên mở miệng nói, lâu mộ yên cười nhẹ một tiếng, nhíu nhíu mày, chỉ bằng các ngươi, râu xanh lão giả xác thực sẽ không lại không muốn mặt trước mặt mọi người đối nàng động thủ, nhưng lại có thể sai sử thủ hạ yêu tu muốn mệnh của nàng. Chẳng qua đối với khi dễ tới cửa đến yêu tu nàng tự nhiên là sẽ không khách khí, hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Dẫn đầu yêu tu hừ lạnh một tiếng, Đối cái khác mấy tên yêu tu làm một ánh mắt, đồng thời đối lâu mộ yên ra tay. Lâu mộ yên tâm thần khẽ động, mười chui kim kiếm từ nàng khuy tay áo bên trong bay ra tạo thành kiếm trận, nhanh chóng đánh trả đi qua. Mấy cái linh sủng nhau nhau hóa thành khổng lồ bản thể, phối hợp với nàng kim kiếm nhanh chóng thu gặp lấy bốn phía không ngừng hung ác nhào lên yêu thú tính mạng. Lâu mộ yên một bên nện bước thúng bộ từng quyền oanh kích mà ra, một bên khống chế kiếm trận nhanh chóng giết địch nàng cùng mấy cái yêu sủng rất nhanh liền đem vây công năm con hóa hình kỳ yêu tu chém giết, để bọn hắn biến thành huyết huyết chất dinh dưỡng, một đường hướng về phía trước, một người mấy yêu chỗ đến một đường chém giết, từng cái tập kích yêu thú của nàng đều biến thành thây khô, chỗ hướng phích lịch, tùy ý bá khí, nàng mạnh mẽ vang dội hỗn chiến phương thức cũng làm cho không ít người hữu tâm chú ý. Hai ngày sau, lâu mộ yên trên tay thân phận ngọc bài triệt để biến thành lục sắc, xếp hạng xông lên thứ nhất, sở hàng bị kéo đến thứ hai lại là một trận tiếng kèn vang lên, hỗn chiến thời gian kết thúc, mà tất cả tham gia trận đấu nhân loại kiếm sư lúc này cũng không làm bất luận cái gì nghỉ ngơi cùng dừng lại, nhao nhao xông qua yêu thú vây quanh hướng phía xa xa thâm sơn bay lượn mà đi, lâu mộ yên cũng không ngoại lệ, đến đỉnh núi thời gian là có hạn chế, nếu là tại trong 10 ngày không cách nào đến đỉnh núi người đem toàn bộ bị đào thải, đương nhiên, đỉnh núi cũng không phải tốt như vậy bên trên, các loại cấm chế, trận pháp, yêu thú mai phục tập kích chờ đều là phổ biến phát sinh sự tình hỗn chiến về sau kết minh cũng tự động hủy bỏ lâu mộ yên nhóm này người cùng dạ thanh hàng một đội người hướng phía đỉnh núi tiến đến nửa ngày về sau bọn hắn đuổi tới một chỗ mưa mịt mờ rừng cây nơi này cây cùng thổ địa tất cả đều là màu đen đặc đầy đất không có một ngọn cỏ tại bọn hắn phía trước không ít người bị ngăn tại chỗ này rừng cây bên ngoài có không mấy cái tham công liều lĩnh người một bước vào hắc thổ địa liền giống như là trúng độc một loại toàn bộ ngã xuống đất tử vong, thân thể nhanh chóng hư thối, chỉ còn lại từng cổ hài cốt, chương 298, tranh tài không gian bên trong khó khăn nhất phá cấm chế, lúc này đã có không ít tinh anh chiến đội kiếm sư đến hắc thụ lâm bên ngoài, nhưng lại đều dừng bước, nghĩ hết các loại biện pháp đều bất lực bước vào, nghe được tiếng bước chân vang lên, cơ huyền bọn người liền gặp lâu mộ yên một đoàn người đi tới, lâu mộ yên. Các ngươi đến, Lâu Mộ Yên lướt qua phía trước rừng cây, cười yếu ớt lấy hỏi, phía trước là tình huống như thế nào? Diêm Quân trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một chút bất đắc dĩ, chính là ngươi thấy dạng này, chúng ta bị vây ở sơn lâm bên ngoài. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, ánh mắt rơi vào ruộng lậu bên ngoài cầm trận bàn cùng mấy người khác không ngừng vừa đi vừa về xem xét Mạc Lăng, Mạc Lăng bọn hắn đang làm gì? Lâu Mộ Yên trong lòng có suy đoán, Diêm Quân trả lời, bọn hắn tại phá cấm chế chẳng lẽ nơi này là một chỗ cấm chế sau đó chạy đến tư nam vừa vặn nghe được diêm quân kinh ngạc hỏi y theo mặt lăng mấy người phỏng đoán quả thật là như thế diêm quân nói lâu mộ yên tốc độ của các ngươi khá nhanh lạc ly đi đến trước mặt nàng cười đến ấm áp ấm áp lâu mộ yên miễn cười nói chúng ta cũng chỉ là vừa tới lâu tiểu thư người đối với nơi này thấy thế nào mặt lăng nghe được mấy người nói chuyện cầm trận bàn đi tới Lâu mộ yên cẩn thận nhìn một chút hắc thụ lâm, một lát sau mới mở miệng, nơi này quả thật bị dưới người qua cấm chế, chỉ cần có thể bài trừ, trong rừng cây có thế ăn mòn kiếm sư hộ thuẫn độc liền sẽ tiêu tán, người đây không phải nói nhảm sao. Mặt lăng bọn hắn đã sớm nhìn ra đây là một chỗ cấm chế, ngươi cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Nam tầm thái tử mặc dù trong lòng kiên kỵ lâu mộ yên, nhưng bây giờ nhiều người như vậy hắn cũng không sợ, giả vờ giả việc. Trọng yếu nhất chính là trừ đấu bán kết bên trong tranh đoạt thân phận ngọc bài lúc cho phép giết người bên ngoài, thời gian khác tranh tài mới là không cho phép tại không gian bên trong tự giết lẫn nhau, một khi phát hiện lập tức hủy bỏ tư cách dự thi, Lâu Mộ Yên tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên nàng không thèm đế ý loại này nhàm chán gây chuyện người, ngớ ngẩn. Nàng nhàn nhạt phun ra hai chữ, xuyên qua mấy người đi thẳng tới rừng rậm đất đen cùng đất vàng chỗ giao giới ngồi xuống xem xét, không biết nói chuyện đừng nói là Mạc lăng lạnh lùng nhìn nam tầm thái tử liếc mắt, lâu mộ yên có thể là chúng ta phá cấm chế mấu chốt, ngươi nếu là lại nhiều nói, hiện tại liền rời đi đi, ngồi mắt ăn bát vàng không nói, còn mở miệng chửi bới, nếu là lâu mộ yên bị hắn đánh không quan tâm, tổn thất thế nhưng là chính bọn hắn, dù sao hắn cùng cái khác mấy tên trận pháp sư đã nghiên cứu qua, liền xem như liên thủ, muốn phá trận pháp này đều chí ít cần chừng 10 ngày thời gian, còn chưa nhất định tìm tới chỗ kia yếu kém điểm chính là đúng khi đó coi như phá cấm chế bọn hắn cũng đều toàn bộ hủy bỏ tư cách tranh tài. Lạc Ly cùng ở đây những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy không vui nhìn chầm chầm nam tầm thái tử, phản phất chỉ cần hắn tại nói nhiều một câu liền phải cùng nhau đem hắn ném ra nơi này. Nam tầm thái tử ánh mắt lộ ra bôi tức giận, lại không cần phải nhiều lời nữa. Lấy tu vi của hắn cũng là có cơ hội xông vào trước mười, nhưng hắn lại không hiểu trận pháp, càng sẽ không phá cấm chế, hắn cũng lòng nóng như lửa đốt nghĩ nhanh phá cấm chế vọt tới đỉnh núi, tự nhiên không dám thật đắc tội mạc lăng bọn người. Trước đó tham gia phá cấm chế người hết thảy có 6 người, có 3 người đến từ siêu cường quốc, trong đó hai người đối lâu mộ yên ngồi xuống quan sát bộ dáng đáy mắt ẩn giấu đi kinh thường. Trận pháp thiên phú tạo nghệ không sai không có nghĩa là có thể bài trừ loại này khó khăn cấm chế. Bọn hắn vậy mới không tin một cái đến từ tiểu quốc kiếm sư thật hiểu được cao thâm như vậy trận pháp cùng cấm chế. Đương nhiên, Loại thời điểm này mặc dù trong lòng xem thường nhưng là đều không có mở miệng trào phúng, một là nam tầm thái tử mở miệng trào phúng liền khiến mọi người nổi giận, chỉ cần có một tia hy vọng ở đây kiếm sư tự nhiên đều là sẽ không bỏ qua, hai là trong lòng bọn họ mặc dù kinh bỉ, nhưng cũng chưa hẳn không ôm một vòng hy vọng, dù sao rất mâu thuẫn, tranh tài không gian khu vực trung tâm trong thành bảo, kiếm tông trưởng lão cao mày nói, bọn hắn thông hướng đỉnh núi phải qua đường thế nào lại gặp Hắc Thụ Lâm. Ai phiền phức, đúng vậy a, à. bọn hắn cũng quá không may, vậy mà lại gặp được tốt trăm năm chưa xuất hiện hắc thụ lâm, đây chính là vị kia tại tứ phẩm trận pháp đại sư lúc bố trí cấm chế, ta nhớ được trăm năm trước một lần kia gặp được nơi này dự thi kiếm sư toàn bộ đều bị đào thải đi. Hạo nhạc tông trưởng lão mặt sắc cũng hết sức khó coi. Thông hướng trận chung kết đỉnh núi đường là từ các loại trận pháp cấm chế tổ hợp mà thành lập tức xuất hiện, cũng là mấy vị kia phong bế chỗ này không gian các đại năng thủ bút, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi, Hắc Thụ Lâm chính là một người trong số đó đại năng đệ tử nhất thời Hứng thú chi tác, hắn chẳng những là một trận pháp đại sư, tại cấm chế thiên phú bên trên càng là tuyệt hảo, tại tất cả trận pháp cấm chế bên trong, Hắc Thụ Lâm hoàn toàn xứng đáng thành nơi này khó khăn nhất cấm chế, liền xem như cấp 4 phổ thông trận pháp sư đến đều khó mà trong vòng 3 ngày phá giải, trừ phi đối cấm chế có càng tuyệt hảo hơn thiên phú người mới có cơ hội rất nhanh khám phá trong đó yếu kém điểm mà lên một lần gặp được hắc thụ lâm một lần kia tham gia đại lục tranh bá tái thiên chi kiêu tử nhóm không có một cái có thế phá giải cấm chế cuối cùng bị toàn bộ đào thải đương nhiên nếu như nơi này thất bại phía trước hai trận trong trận đấu biểu hiện ưu tú người cũng sẽ có không ít sẽ bị các tông phái mang về làm ngoại môn đệ tử nhưng không có tham gia xong trận chung kết tuyệt đối là một cái chỗ bẩn mặt lăng mấy người không phải nói ước chừng 10 ngày có thế phá cấm chế này sao ngự linh tông trưởng lão ông lấy một tia hy vọng lần tranh tài này bọn hắn tông phái thế nhưng là coi trọng mấy người, nếu là ở đây đào thải liền cùng hạch tâm đệ tử vô duyên. Bác cực tông vị kia tráng kiện trưởng lão cười nhạo một tiếng, bọn hắn tìm tới chỗ kia cấm chế nhược điểm căn bản chính là vị kia cố ý thiết giả tượng, 10 ngày sau coi như công phá cũng chỉ là phá tầng thứ nhất mà thôi. Những người khác nghe hắn lời nói cũng chỉ có thể thở dài, bác cực tông vị trưởng lão này bình thường nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng lại là danh xứng với thực tứ phẩm cao cấp trận pháp sư chẳng lẽ lần này cũng phải hao tổn ở đây? Dược tông trưởng lão mặt biến sắc biến, bác cực tông trưởng lão ôm lấy tay cười cười, lão phu ngược lại là tương đối xem trọng lâu mộ yên. Bao quát bác cực tông ở bên trong đang ngồi các trưởng lão đối với hắn nói khoác mà không biết ngượng đều rất im lặng. Lâu mộ yên trận pháp tạo nghệ xác thực xem như thật tốt, tuổi còn nhỏ liền có thể bố trí ra cấp 3 trận pháp, nhưng hắc thụ lâm thế nhưng là sơm đã thành danh thiên linh đại lục cấp 4 trận pháp sư bày ra cấm chế, làm sao có thể bài trừ. Người đối nàng kỳ vọng cũng không tránh khỏi quá cao, một cái tam phẩm trận pháp sư có thế phá giải cấp 4 trận pháp sư bố trí cấm chế. Quả thực chính là trò cười. Hạo nhạc tông trưởng lão lắc đầu, lần này dự thi kiếm sư bên trong, hắn mặc dù cũng hết sức coi trọng lâu mộ yên, nhưng lại sẽ không như vậy mù quáng. Hắc thụ lâm mặc dù là vị kia từng tại tứ phẩm trận pháp sư lúc bố trí cấm chế, nhưng lại thật chỉ là cấp 3 cấm chế, người khác phá giải không được là không có cái kia thiên phú, không có nghĩa là lâu mộ yên phá giải không được. Bát cực tông trưởng lão hiển nhiên còn tiếp tục kiên trì quan điểm của mình. Hắn tại tinh thể trong tường gặp qua lâu mộ yên bày trận, cái kia thủ pháp chẳng những thuần thục mà lại cực diệu, tự như là vị nghiên cứu qua mấy chục năm trận pháp đại sư đồng dạng, nói không chừng thật có thể để nàng sáng tạo kỳ tích. Hạo nhạc tông trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, vậy chúng ta liền chờ xem các trưởng lão khác hiển nhiên lần này cũng là đứng tại hạo nhạc tông trưởng lão một phương này bọn hắn cũng không cho rằng lâu mộ yên có thế bài trừ cái này để trăm năm trước kia giới dự thi kiếm sư toàn quân bị diệt cấm chế nếu là lâu mộ yên có thế phá giải cấm chế này đương nhiên là tại được không qua dù sao cái này vài trăm người bên trong bọn hắn thế nhưng là coi trọng mấy cái hạt giống tốt nếu như không lên núi được đỉnh bọn hắn cũng không thể phá lệ trực tiếp đưa vào tông môn trở thành ngoại môn hạch tâm đệ tử Lâu mộ yên cũng không biết lục đại tông phái các trưởng lão ngay tại nhìn chầm chằm nàng. Lúc này sắc mặt nàng vô cùng nghiêm túc lấy ra một cái trận bàn chuẩn bị tham dự phá cấm chế. Trong mắt nàng kia như có như không hứng thú để ở đây không ít người kéo ra khóe miệng. Bọn hắn ở đây khổ không thể tả lo lắng có thể hay không tại trong 10 ngày đuổi tới đỉnh núi. Nàng ngược lại giống như là gặp cái gì con mồi đồng dạng hưng phấn như vậy. Chương 299, xúc động cấm chế. Lâu mộ yên trong tay trận bàn là mình luyện chế chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nàng nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm trận bàn, thỉnh thoảng đi đến dùng linh lực thăm dò, mặt lăng đi đến bên người nàng, khi ánh mắt rơi xuống nàng trận bàn bên trên sau liền thu không trở lại, lâu mộ yên, có thể để cho ta nhìn ngươi trận bàn sao, lâu mộ yên đang trầm tư, nghe được hắn cũng không có do dự trực tiếp đưa cho hắn, không bao lâu tiêu quân diệu mấy người cũng chạy tới nơi này, cũng hướng những người khác thăm dò được hắc thụ lâm tình huống hắn đi đến đen thổ cùng đất vàng chỗ giao giới thần sắc biến đổi mặt cũng nháy mắt trầm xuống chung quanh đồng đội chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy trở mặt trong lòng sinh ra dự cảm không tốt quân diệu nơi này có phải là có gì không ổn một người trong đó mang theo lo lắng hỏi người chung quanh nghe được câu hỏi của hắn đều đem lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe tiêu quân diệu là thiên cơ cung dự định đệ tử kỳ thật nơi này cũng có một phần nhỏ người biết bởi vậy hắn là có thể tin độ tiêu quân diệu thở dài chúng ta lần này tranh tài kiếm sư vận khí quá kém hắc thụ lâm là núi này bên trong mạnh nhất một chỗ cấm chế cái gì mạnh nhất cấm chế khó phá sao có người nhìn không được hỏi không phải khó phá mà là rất khó trăm năm trước có một giới tranh tài kiếm sư cũng ở nửa đường gặp hắc thụ lâm cấm chế cuối cùng tại quy định thời gian bên trong cũng không bài trừ cấm chế đến đỉnh núi tiêu quân diệu thần sắc mịt mờ một lần kia toàn quân bị diệt không có người nào từ trong trận chung kết trổ hết tài năng, cái gì? Toàn quân bị diệt. Nghe được hắn ở đây không ít người đều biến mặt, "Vâng, lần kia không ai tiến vào 100 người đứng đầu." Tiêu Quân Diệu tuấn nhã trên mặt cũng không khỏi phải nhiễm lên một tầng thanh sầu, nếu là bọn hắn bị vây ở cấm chế này bên ngoài không cách nào đến đỉnh núi, hắn coi như tiến vào Thiên Cơ cung cũng vô pháp trở thành ngoại môn hạch tâm đệ tử, chỉ có thể từ phổ thông ngoại môn đệ tử làm lên, tại sao có thể như vậy? vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không ít người triệt để mắt trợn tròn, tiêu quân diệu không có khả năng cầm loại chuyện này lừa gạt bọn hắn, hắn vẫn là dự định thiên cơ cung đệ tử, coi như trở thành không được hạch tâm đệ tử cũng chí ít không lo tiến vào cửa cung, nhưng bọn hắn khác biệt, nếu là không xông vào trước 100, muốn đi vào tông môn sợ là rất khó, tiêu huynh, một lần kia cuối cùng có bao nhiêu người tiến vào lục đại tông môn? Có người cấp bách hỏi, tiêu quân diệu trầm ngâm sẽ mở miệng nói, không cao hơn 30 người. Hắn để người ở chỗ này sắc mặt đại biến, có mấy tên bị dự định đệ tử hơi bình tĩnh chút, nhưng vẫn như cũ rất mất mát, tiến vào tông môn về sau phổ thông đệ tử cùng hạch tâm đệ tử ở giữa khác biệt vẫn là rất lớn. Tiếp lấy từng lớp từng lớp tiếng thảo luận không ngừng vang lên, tiêu cực cảm xúc lan tràn ra, không bằng chúng ta thử công kích một phen. Có người đột nhiên đề nghị, những người khác cũng rối rít hùa theo, lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Tiêu quân diệu nghĩ nghĩ cũng tán thành gật gật đầu, lại thương lượng một chút, hắn ngẩng đầu thấy Mạc Lăng đang cùng lâu mộ yên tại cách đó không xa nói chuyện, đối bọn hắn bên này phản ứng từ chối nghe không nghe thấy, tâm tư đi lòng vòng đi tới, Mạc Lăng, các ngươi có cái gì đối sách? Tiêu quân diệu biết Mạc Lăng xuất sinh trận pháp thế gia, bản thân liền là một cấp 3 trận pháp sư, cũng là bị thiên cơ cung dự định đệ tử, Mạc Lăng thần sắc đạm mạc, trong trẻo lạnh lùng cao ngạo khí chất vì hắn anh tuấn tướng mạo tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Chúng ta trước đó tìm tới một chỗ cấm chế yếu kém điểm, nhưng ít ra cần chừng 10 ngày thời gian khả năng bài trừ. Thần sắc hắn nghiêm túc, nói tiếp, trọng yếu nhất chính là chúng ta không dám khẳng định chỗ kia có phải là thật hay không yếu kém điểm, vẫn là bố trí cấm chế người cố ý bày cạm bẫy. Tiêu quân diệu nếu biết hắc thụ lâm sự tình, đương nhiên hiểu cấm chế khó phá, nghe mặt lăng trong lòng vẫn là có mấy phần thất vọng. Dù là Mạc Lăng bọn người tìm tới cấm chế yếu kém điểm, nhưng bọn hắn lại chờ không được thời gian 10 ngày, ra cấm chế khu vực cũng không đại biểu liền có thể bình yên vô sự đuổi tới đỉnh núi, phía trước còn có không ít chướng ngại vật trên đường, cũng phải tốn hao thời gian. A, à, trên tay ngươi trận bàn bất phàm a. À. Tiêu Quân Diệu trầm mặt sẽ vừa nhấc mắt liền gặp được Mạc Lăng trong tay ám kim sắc trận bàn, hắn có rất nhạc thông linh huyết mạch, có thể cảm thấy bốn phía linh vật tồn tại mạc lăng trên tay trận bàn vậy mà là dùng cực hàng kim tinh luyện chế mà thành, đây cũng quá xa xỉ. Mạc lăng hướng lâu mộ yên mượn tới nhìn tự nhiên cũng là nhận ra trận bàn tài liệu luyện chế, hắn cười khổ một tiếng, cái này trận bàn là lâu mộ yên, ta chỉ là mượn tới nhìn qua mà thôi. Thiên hàng kim tinh là luyện chế trận bàn chọn lựa đầu tiên tốt nhất vật liệu một trong, sau phổ thông vật liệu luyện chế trận bàn cảm ứng tính không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hắn đối với trận pháp rất mê muội cũng muốn tìm thiên hàng kim tinh luyện chế một cái trận bàn, nhưng bực này linh vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn vẫn là không có lâu mộ yên khí vận tốt, tiêu quân diệu kinh ngạc nói, hóa ra là lâu tiểu thư trận bàn, lập tức hắn thu liễm thần sắc cười cười, ta kém chút quên lâu tiểu thư cũng là một vị cấp 3 trận pháp sư, lâu mộ yên tại lớn lúc đối chiến bày ra là cấp 3 hỏa trận, đã đúng là khó được, thậm chí có thể nói trong người đồng lứa có thể đạt tới dạng này trận pháp tạo nghệ người gần như không có nàng vậy mà có được thiên hàng kim tinh luyện chế trận bàn, sợ là đằng sau ẩn tàng bối cảnh cũng không đơn giản, bực này linh vật cũng không phải bình thường người có thể được đến, đương nhiên, cũng không bài trừ cơ duyên của nàng rất tốt, tăng thêm thiên phú tuyệt hảo, về sau tại trên trận pháp thành tựu không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối sẽ không quá thấp, khó trách lục đại trong tông phái định đệ tử đều tiếp vào muốn âm thầm lôi kéo lâu mộ yên mệnh lệnh. Thiên phú của nàng cùng tâm tính nếu là trọng điểm bồi dưỡng, về sau chắc chắn bất phàm lâu mộ yên cười nhạt không nói tiêu quân diệu tại tranh tài không gian kiếm sư bên trong uy tín rất cao rất có lực ngưng tụ căn bản sẽ không giống là mặt ngoài nho nhã đơn giản như vậy đã tạm thời phá giải không được cấm chế này chúng ta nếu không cường công thử xem tiêu quân diệu nhìn xem hai người hỏi tại trận pháp cùng cấm chế phương diện hắn là người ngoài ngành người nơi này bên trong mặt lăng cùng lâu mộ yên tại trên trận pháp là mạnh nhất hai người có thể thử xem mặt lăng mấp máy môi suy nghĩ sẽ ngước mắt nhìn xem lâu mộ yên hỏi, ngươi cảm thấy thế nào, nhiều thử mấy loại phương pháp cũng tốt. Lâu mộ yên cười nhạt cười, trong nội tâm nàng đối phá giải cấm chế này có nắm chắc 10 phần, nhưng cũng sẽ không hiện tại nói ngay, khiến cái này người trước giày vò đi. Nàng không cầu những người này đến lúc đó có thế đối nàng có một viên lòng cảm ơn, chỉ hy vọng đừng cho nàng một ngạc thêm phiền phức là được, vậy liền thử trước một chút đi. Tiêu quân diệu tiếp lấy liền tổ chức người từng đám hướng phía mặt lăng cùng cái khác mấy tên trận pháp sư vị trí chỉ định thi triển các loại thủ đoạn mạnh mẽ công kích ý đồ cưỡng ép bài trừ cấm chế. Lâu mộ yên tuyệt không gia nhập bọn hắn phá cấm chế đại quân, vẫn như cũ cầm trận bàn nghiên cứu tìm tòi. Dạng này cấm chế đối nàng cái này linh giới đại năng đến nói cũng không khó, chỉ là nàng phát hiện bố trí cấm chế người có mấy loại thủ đoạn rất tinh diệu, thế là cầm trận bàn suy nghĩ nhiều nghiên cứu một chút. Ba ngày sau, không biết ai tại cường công lúc chạm tới trong cấm chế một cái điểm, chỉ thấy hắc thụ lâm dưới mặt đất trong khoảnh khắc toát ra một vệt ánh sáng sáng, không ít người bản ngạc nhiên cho là bọn họ là mèo bính thượng tử háo tử đem cấm chế mạnh phá lúc, đột nhiên một cái màu đen trong suốt lồng ánh sáng đem trọn phiến rừng cây bao phủ lại, trong không khí còn mang theo tia mùi vị khác thường, không tốt, mau lui lại sao. Mặt lăng sắc mặt đại biến, vội vàng hô một tiếng có mấy cái ngay tại người phía trước không cẩn thận chạm đến tầng kia hắc quan che đậy, nháy mắt kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất sau toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, chuyện gì xảy ra? Tiêu quân diệu sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt lăng trong mắt âm tình bất định, có người không cẩn thận xúc động cấm chế cơ quan, đem nó triệt để kích hoạt, hiện tại chúng ta muốn bài trừ sợ là so với lên trời còn khó hơn, chương 300, ta có thế phá, phía trước những người kia nhanh chóng bị cùng tổ người nhất trở về, Người ở chỗ này cũng không dám tới gần cái kia màu đen trong suốt lồng ánh sáng, Tiêu Quân Diệu để hai tên dược sư cấp tốc tiến lên cứu chữa, ăn mấy khỏa đang dược sau vô hiệu, bọn họ trúng độc quá kỳ quái, chúng ta cũng giải không được. A. À, mấy người tiếng rít chói tai âm thanh không ngừng vang lên, nghe được người chung quanh tê cả da đầu, Lâu Mộ Yên lướt qua trúng độc mấy tên kiếm sư, phát hiện một người trong đó trước đó tại trên tường thành người khác mỉa mai nàng lúc vì nàng nói qua hai câu lời hữu ích mấy người khác cũng không có mở miệng quá chửi bới nàng, hiển nhiên là một đội người, nàng nhíu nhíu mày lại, đi đến mấy người trước mặt móc ra một bình đang dược ném cho bọn hắn, ăn, những người kia toàn thân cảm giác bị hỏa thiêu đồng dạng đau đớn khó nhịn, cũng nghĩ không ra được lâu mộ yên có cái gì hại bọn hắn lý do, nhau nhau tiếp nhận đang dược nhanh chóng nuốt xuống, sau một lát, mấy người dần dần khôi phục bình tĩnh, trên thân kia cổ thiêu đốt cảm giác bị một cổ ý lạnh thay thế bọn hắn cũng biết lâu mộ yên đang dược đem bọn hắn độc giải, đa tạ lâu tiểu thư cứu giúp, phần ân tình này ta chờ ghi lại, mấy người nhao nhao biểu thị đối lâu mộ yên cảm kích, nếu không phải nàng giải độc đan, bọn hắn lúc này sợ đã đi gặp Diêm Vương, không cần, thuận tay mà thôi. Lâu mộ yên không thèm để ý cười cười, nàng nhìn xem thuận mắt người mau cứu cũng không sao, nếu là đổi thành mấy cái kia trước đó lặng lẽ mắng nàng hung nhất người, nàng nhất định là lười nhát quảng mà nàng dạng này nhẹ như mây gió cử động cũng làm cho người chung quanh trì trệ, hai vị kia dược sư giải không được độc bị nàng một viên đang dược liền giải, để bọn hắn kinh hải đồng thời cũng muốn đi giao hảo một hai, nhìn có thể hay không mua mấy khỏa dự bị, mấy người các ngươi làm sao trúng độc, có cái gì cảm giác đặc biệt. Tiêu quân diệu hỏi, chúng ta trước đó ngay tại công kích trong cấm chế chỉ định cái chỗ kia, cách lồng ánh sáng màu đen gần đây, lúc ấy không có kịp thời lui về bị kia hắc quan đụng một cái liền trúng độc một người trong đó nói, một người khác tiếp lời nói, sau khi trúng độc toàn thân giống như là bị đặt ở trong lò lửa thiêu đốt, thiêu đốt phải sống không bằng chết, nhấc lên cái này đến mấy người đều còn tại lòng còn sợ hãi, loại kia đau sẽ để cho bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Tiêu quân diệu sắc mặt chìm xuống, đối mặt lăng hỏi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, không có cách nào, trước đó chưa phát động kích hoạt cấm chế còn có một hai phần cơ hội tại trong 10 ngày phá cấm, nhưng bây giờ toàn diện kích hoạt, chính là một tháng thời gian đều chưa chắc có thế phá vỡ mặt lăng lãnh nạo trên mặt lộ ra chưa bao giờ có thất bại đối cấm chế kia hắn thật sự là hết sức nhưng lại làm sao đều nhìn không ra ảo diệu bên trong nghe được mặt lăng vị này trận pháp thiên tài nói như vậy ở đây kiếm sư đều ảm đạm chẳng lẽ bọn hắn lần này xui xẻo như vậy liền phải cuốn gói về nhà rồi diêm quân đám người sắc mặt cũng không tốt bọn hắn ngược lại là có lục đại tông phái thám tử đến đây lôi kéo qua nhưng nếu là không lên núi được đỉnh tiến không được trước 100, tiếng tông môn căn bản vô duyên với ngoại môn hạch tâm đệ tử, đây chính là ngày đêm khác biệt đãi ngộ, lâu mộ yên, ngươi tìm tới sơ hở sao. Diêm quân thấy lâu mộ yên vì mấy người giải độc về sau tiếp tục cầm trận bàn tại lồng ánh sáng màu đen lân cận loay hoay, trong lòng không hiểu dâng lên một tia hy vọng, tư nam mấy người cũng nhao nhao tiến tới hỏi thăm, lâu mộ yên tại trên trận pháp tạo nghệ thậm chí cao hơn mạc lăng, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn triệt để tuyệt vọng mạnh lâu mộ yên liếc diêm quân liếc mắt gật gật đầu xác thực tìm được cấm chế này đã bị nàng nghiên cứu triệt để kỳ thật bị toàn diện kích hoạt càng dễ phá hơn cấm chí ít cái kia yếu kém điểm bại lộ rõ ràng hơn cái gì ngươi không phải nói đùa chứ tiêu quân diệu bên người một nam tử trẻ tuổi nhịn không được hoài nghi bên này mạc lăng vừa tuyên bố không cách nào phá cấm bọn hắn có thể sẽ bị toàn bộ đào thải nơi này lâu mộ yên liền nói nàng tìm tới sơ hở, nói đùa cái gì, lâu mộ yên nhàn nhạt, nhạt nhìn người kia liếc mắt, sắc mặt trầm xuống, ta cần thiết cầm cái này nói đùa, thật có lỗi, ta nhất thời nóng vội, cũng không có cái gì ý tứ. Người kia thấy tiêu quân diệu ném đi một cái trách cứ ánh mắt lập tức hướng lâu mộ yên xin lỗi, nếu là bởi vì hắn một câu lâu mộ yên liền không phá cấm, mặc kệ thật giả, người nơi này nhất định phải trách cứ hắn, lâu mộ yên ngươi tìm được cấm chế này yếu kém điểm mặt lăng trong mắt lộ ra mấy phần dị dạng hào quang. Lâu mộ yên chỉ vào lồng ánh sáng màu đen phía dưới một vị trí nói, nơi đó có thể bài trừ cấm chế. Mạc Lăng cùng cái khác mấy tên trận pháp sư nhanh chóng lấy ra trận bàn đi đến lâu mộ yên nói vị trí kia ngồi xuống điều tra, qua ước chừng nửa canh giờ, mới đứng lên, nơi này đúng là cấm chế yếu kém điểm. Mạc Lăng sắc mặt ngưng trọng tuyệt không thư giải, thấy không ít người trong mắt mang vui, hắn lời nói xoay chuyển nhịn không được tạt một chậu nước lạnh, nhưng cái này yếu kém điểm lại cần trận trong trận phá giải, độ khó rất lớn, chí ít ta bất lực. Cái khác mấy tên trận pháp sư mặc dù chỉ là cấp 2, nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, càng là có lòng mà không có sức, chúng ta cũng vô năng bất lực. Trận trong trận không phải người bình thường có thế bố trí được ra tới, chẳng những yêu cầu trận pháp sư đối với trận pháp có tiên thiên nhạy cảm giác quan, còn cần tin thông tính toán mới có thể làm đến lúc đầu giấy lên hy vọng lại bị mấy người một chậu nước lạnh dội xuống đi biến mất hầu như không còn, đây không phải so trực tiếp tuyệt vọng càng khiến người ta khó chịu, lâu tiểu thư đã nhìn ra chỗ này yếu kém điểm, kia có phá cấm đối sách sao? Tiêu quân diệu tuấn nhã mang trên mặt mấy phần nụ cười hiền hòa, tiêu quân diệu cũng điểm tỉnh những người khác, nhau nhau đem ánh mắt quan tại trên người nàng, cấm chế này ta có thế phá. Lâu mộ yên gật đầu cười cười, trên thân kia cổ tự tin trương dương không tự chủ toát ra đến để người chỉ cảm thấy chó sáng. Mặc dù trong lòng vẫn là không lớn dám tin tưởng lâu mộ yên thật có thể phá cái này liền mặt lăng chờ trận pháp thiên tài đều không thể khám phá cấm chế. Nhưng mọi người trong lòng vẫn là sinh ra một tia hy vọng. Nhớ tới lâu mộ yên trước đó đón lấy bác giai đỉnh phong yêu thú ba chiêu. Không ít người bình tĩnh sắc mặt hòa hoãn không ít, lấy nàng thâm tàn bất lộ thủ đoạn. Có lẽ thật có thể phá cũng chưa hẳn không thể. Dạ thanh hàng bọn người là tuyệt đối tin tưởng lâu mộ yên năng lực, trong mắt đều lộ ra chờ mong. Vậy hôm nay liền phiền phức lâu tiểu thư động thủ, nếu như có cần hỗ trợ địa phương ngươi cứ mở miệng." Tiêu Quân Diệu trong lời nói mười phần khách khí, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, "Tốt, nàng cũng không nghĩ đang kéo dài thời gian, mặc dù hai ngày trước nàng liền biết phương pháp phá giải, nhưng lại cũng không có lập tức nói, thứ nhất là chờ những người này giày vò hai ngày, thứ hai không nghĩ nhanh như vậy bại lộ thiên phú của mình cùng thủ đoạn." nàng đi đến chỗ kia yếu kém vị trí lấy ra mấy khỏa mượt mà mang theo quan trạch bạch ngọc vùi vào lồng ánh sáng màu đen bên ngoài dưới mặt đất sau đó lại lấy ra một cái màu đen trận kỳ lên trên cắm xuống nàng hai tay kết ấn từng đạo trận ấn bị đánh vào trận kỳ bên trong sau một lát trận kỳ tản mát ra một tầng ánh sáng nhu hòa mấy đạo quang buộc trực tiếp đánh vào dưới mặt đất lập tức đám người liền gặp nàng ngồi xếp bằng tay không có đình chỉ không ngừng kết ấn từng đầu xanh ngọc phù văn từ trong cơ thể nàng chui ra rơi vào trận kỳ bên trong sau một canh giờ lâu mộ yên kết ấn kết thúc tại chỗ kia yếu kém điểm vị trí cũng thêm ra từng cái mang theo phù văn phù ấn tạo thành trận pháp trong miệng nàng mặc niệm vài câu hai ngón tay một điểm một chùm quan mang thẳng tắp rơi xuống trận pháp đột nhiên giống như là đang sống huyển hóa thành trăm đầu ngón tay mẫu phẩm chất ngọc long một bộ phận ngọc long tiến vào dưới mặt đất còn lại toàn bộ lăng không mà bay tại không trung gào thét vài tiếng cùng nhau bổ nhào vào lồng ánh sáng màu đen bên trên liền bắt đầu cắn xé